Mời các bạn nghe phần 9. Hôm đó là một ngày bình thường không có gì khác mọi ngày. Trên mặt hồ nổi lên từng lớp băng dày mỏng. Sau bữa trưa, Minh Lan mặc quần áo mùa đông dày cộp, ngồi sủng bên cạnh ao, thèm thuồng nhìn qua lớp băng mờ mờ thấy con cá béo mập đang bơi ung dung tự tại. Nhắc theo cái giỏ cá rỗng không về thọ an đường làm lão phu nhân chế giễu một hồi, Minh Lan cũng không giận, dùng cả tay chân bỏ lên giường, ngồi sát bên lão phu nhân ở đầu giường sưởi ấm. Giữa mùa đông câu cá làm gì, sắp đông cứng lại rồi, lão phu nhân híp mắt giáo huấn. Minh Lan cũng híp mắt ủy oải nói, chị dâu cả không thấy ngon miệng, nói là muốn ăn món cá khô chua cay xào hành. Cháu nghĩ một lúc, cá mùa đông tính hàn, nhất là cá trong hồ, cây cỏ tính âm nước đóng băng, không nên ăn hại người. Lão phu nhân nắm tay nhỏ của Minh Lan khoan thai nói, chua nam cay nữ, không biết vợ thằng Bách lần này sinh con trai hay con gái đây. Minh Lan nắm tay nhỏ dụi mắt, hơi buồn ngủ lơ đãng nói, anh cả nói là muốn có con gái, có thể ghép thành chữ tốt, Chị dâu không nói gì nhưng cháu nghĩ chị muốn có thêm con trai. Một con trai trưởng chưa đủ, phải hai đứa mới coi như bảo đảm. Hai bà cháu câu được câu trăng nói chuyện, một già một trẻ dựa vào đầu giường ấm áp ngủ lơ mơ một lúc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu sắc nhọn. Minh Lan đột nhiên thức dậy, lão phu nhân cũng mở mắt nhìn ra ngoài lớp mảnh cửa, thấy một đứa hầu gái đang lảo đảo nghiêng ngả vọt vào, ngã nhào xuống trước giường khóc lớn, lão phu nhân cứu mạng. Em hỉ quyên làm sao vậy? Minh Lan ngạc nhiên hỏi, cô bé này là hầu gái bậc ba bên chỗ như lan hì quyên tóc rối bù son phấn nhòe nhòe trên mặt đầy vẻ sợ hãi lão phu nhân cô sáu nhanh đi cứu chị hỉ thước phu nhân muốn đánh chị ấy chết tươi còn có cô chủ con lão ra muốn kiếm lụa trắng xiết chết cô chủ mợ cả cũng không dám khuyên chỉ vụng trộm thả con ra ngoài đi tìm người vừa khóc lóc kể lể vừa liên tục dập đầu lại chuyện gì thế này lão phu nhân ngồi thẳng dậy lạnh giọng chất vấn phu nhân các người không phải đang đi dâng hương sao Minh Lan sợ lão phu nhân đứng dậy đột ngột bị váng đầu, vội vã đưa tay vỗ khe khẽ sau lưng giúp bà điều hòa. Hôm nay trời vừa sáng, đại hồng tự khai quang tượng Phật mới. Bình thường Vương Thị hay quyên tiền dầu vừng vô cùng hào phóng nên lão phương trượng đưa thiếp mời đến. Vương Thị dẫn theo như Lan đi dâng hương cầu phúc, thuận tiện xin thẻ câu duyên. Lão phu nhân liên tiếp hỏi lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hỷ quyên không đi cùng, cũng không biết đã có chuyện gì chỉ khóc lóc cầu một hồi lâu nhưng không nói rõ ràng được nguyên nhân lão phu nhân muốn nhanh qua xem minh lan chạy đi gọi thúy bình đến chuẩn bị quần áo minh lan định đi theo nhưng lão phu nhân bảo ở lại phòng ma ma an ủi chị năm cháu phạm sai lầm lão ra với phu nhân đang trách phạt lão phu nhân đi lần này chắc chắn có động chạm cháu làm khuê nữ không nên nghe minh lan trong lòng trầm xuống tình hình sợ là có chút nghiêm trọng bê bối đến mức khuê nữ không nên tham dự được phòng ma ma gật đầu minh lan yên ổn ngồi quay lại giường ngồi cảm thấy lòng ngứa ngáy không chịu được liền vẫy tay gọi tiểu đào đi thăm dò chính mình nâng lò sưởi tay xứ trắng hoa xanh cầm đôi đũa đồng nhỏ chậm rãi khơi lửa ở bên trong kiên nhẫn chờ than trong lò bị cười đến mức bùng lên tiểu đào cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy về minh lan nhảy dựng lên như lò xo thả lò cầm tay xuống nắm cánh tay tiểu đào hỏi không ngớt cuối cùng là làm sao em nói mau lên tiểu đào lau mồ hôi trên mặt dáng vẻ sợ hãi hết hồn phu nhân bao vây gắt gao chính viện em vốn là không vào được chỉ ở bên ngoài nghe ngóng chỉ thấy con bé khó khăn nuốt ngụm nước bọt run rẩy nói, lão gia đang vô cùng giận dữ, lúc lão phu nhân đi đến, lão gia đã tròng lụa trắng vào cổ cô năm. Minh Lan chấn động, tiểu đào bớt mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, em lén lút đợi một lúc lâu thấy các ma ma ở bên trong mang chị hỉ thước ra ngoài. Mẹ ơi, quần áo trên người ướt sũng toàn máu, không biết có còn sống hay không. Em không nghe được động tĩnh bên trong, lưu ma ma lại dẫn mấy bà hầu đến đuổi người, em liền quay trở lại. Trong lòng Minh Lan nảy một cái, giống như có dây đàn đang rung, nàng nắm cổ tay tiểu đào trầm giọng nói em mau đi tìm đan quất mang theo ít bạc xem xem trong phòng chúng ta còn có thuốc cao tốt chữa đau nhức gì không sau đó hai người bọn em nhanh chạy đi tìm em hỉ thước nếu cần tiền thì nhét tiền đắp thuốc cố gắng hết sức cứu em ý tiểu đào biết sự việc nghiêm trọng lập tức trả lời rồi đi minh lan đè nén nỗi bất an trong lòng lại chậm rãi ngồi xuống sau đó bưng bát trà trên giường chậm rãi uống hỉ thước là cô bé ngoan minh lan khá thích tính tình của con bé từ xưa đến giờ đối với như lan trung thành tận tâm thường khuyên bảo dỗ dành đối với người dưới khoan dung thường giúp giấu giếm sai lầm của mấy đứa hầu nhỏ minh lan không hề muốn cô bé như vậy chết đi hoặc bị tàn phế lại ngồi thêm một lúc lâu trà trong tay minh lan đã nguội đồ sứ nắm trong tay lạnh như đóng băng minh lan mới buông bát trà xuống nhìn mặt trời bên ngoài đang dần ngả về phía tây nhưng vẫn không có động tĩnh minh lan dần dần có chút nản lòng đợi mãi đến khi sắc trời bắt đầu tối mới nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài nghe thấy chính đường phát tiếng động minh lan nhanh chân đi ra ngoài chỉ thấy hải thị đỡ lão phu nhân đi vào phòng ma ma đỡ lấy lão phu nhân cẩn thận đưa bà lên ngồi trên giường ấm sắp xếp cho bà ngồi nghiêng dựa lưng vào đệm nhung nghỉ ngơi minh lan nhìn sắc mặt lão phu nhân liền hoảng hốt chỉ thấy sắc mặt bà tái nhợt hơi thở không đều lồng ngực phập phồng kịch liệt giống như đang vô cùng đè nén hải thị đứng bên cạnh vẻ mặt áy náy lúng túng bà nội bà bị sao vậy minh lan quỳ xuống ôm gối lão phu nhân run rẩy nắm tay bà chỉ cảm thấy tay vẫn ấm ngón tay cầm cũng rất có lực nàng mới yên lòng một chút lão phu nhân hơi mở mắt ánh mắt còn mang theo phẫn hận thấy là minh lan mới thoáng thả lòng bà không sao chẳng qua là đi nhanh vài bước tức giận chút đang nói chuyện đảo mắt nhìn thấy hải thị thấy bụng chị hơi nhô lên một cái tay đặt sau eo nhẹ nhàng xoa nhưng cúi đầu không dám nói câu nào lão phu nhân mềm lòng nói diêu chị dâu con sang giường bên phòng riêng nghỉ ngơi một lúc con bé cũng đứng nửa ngày rồi minh lan gật đầu nhẹ nhàng đỡ hải thị đi Vừa vào trong, Minh Lan đưa Hải Thị đến bên giường, lấy gối của lão phu nhân lót cho chị dựa vào, lấy ấm trà từ trong bọc bông dày giữ nhiệt rót một chén đưa vào tay Hải Thị. Hải Thị cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà ấm, khí nóng tan vào trong thân thể mới cảm thấy thoải mái một chút. Minh Lan thấy vẻ mặt chị tốt hơn, liền nhanh chóng hỏi, chị dâu à, chị năm có chuyện gì vậy? Cha đang ở đô sát viện sao bỗng nhiên lại về nhà, chị nói đi ạ. À. Hải Thị hơi do dự, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi Thịnh Hoành cũng lão phu nhân tranh chấp, Nghĩ cũng không việc gì phải giấu Minh Lan, cắn răng nói liền một hơi. Vương thị cùng Như Lan dọc đường đi lên núi, ban đầu là đi dâng hương bình thường, Vương thị thấy Như Lan gần đây ngoan ngoãn hơn nhiều, liền để con bé đi lại ở bên trong đình viện một chút, bà ta thì đi nói chuyện với trụ trì ở chùa. Ai biết mới nháy mắt, mấy bà hầu đang đi theo Như Lan bị sai về, nói Như Lan có hỷ thức đi theo tự mình đi dạo tiếp. Vương thị cảm thấy không ổn, lập tức sai người đi tìm Như Lan về, nhưng mà đại hồng tự rộng lớn không giống với quảng tế tự thanh tịnh ở đây đèn nhang nhiều, người đi thăm chùa cũng nhiều, một lúc cũng không tìm được. Đang lúc gấp gáp, Như Lan lại tự trở về, chỉ nói là đi chơi ở trong rừng hậu viên. Thế không phải là không có chuyện gì sao, Minh Lan chủ yếu đã đoán ra Như Lan làm gì, tim đang treo cao mới từ từ buông xuống. Ai biết Hải Thị cười khổ, lắc đầu nói, không có chuyện gì đã tốt. Phu nhân thấy em năm bình an trở về, nghĩ bản thân nghĩ nhiều thôi, đưa em năm đi dùng đồ chay rồi xuống núi về phủ ai biết vừa hồi phủ đã thấy lão ra về rất sớm, đang ngồi ở trong phòng chờ. Ông vừa thấy phu nhân với em năm không nói không rằng xong tới tát em năm một cái. Đây là vì sao? Trái tim Minh Lan lại căng lên. Hải thị đặt bát trà xuống, than thở nói, hóa ra là em năm, em ý, em ý từ lâu đã cùng vị cử nhân văn viêm kính kia có. Tình cảm, hai đứa hẹn gặp mặt ở Đại Hồng Tự, vốn chỉ định nói mấy câu, ai biết cuối cùng ông trời không thương. Hôm nay trùng hợp là ngày cố tướng quân đi cúng bái cho mẹ đã mất con người minh lan trợn trừng ra anh ta anh ta nhìn thấy chị năm sao hải thị trong lòng buồn phiền lắc đầu nói xui xẻo chính là ở đây cố tướng quân công việc bề bộn vẫn chưa đích thân đi làm lễ hơn nữa anh ta chưa từng gặp em năm có nhìn thấy cũng không biết là một mama ở phủ cố tướng quân bà ta theo lệnh đi thêm phúc lộc cho pháp sư vừa ở chỗ tiểu tăng tặng áo mũ xong nhìn thấy ở xa xa bà ta lại chính là người hôm trước đến tặng lễ đã gặp chúng ta minh lan cứng người trên giường không thể động đậy cũng không biết nên nói cái gì, Hải thị thở dài tiếp tục nói, chắc hẳn mama này quay về liền báo cố tướng quân, vừa giờ ngọ, một gã sai vặt đi đô sát viện xin gặp cha chồng, cha chồng liền trở về phủ ngay lập tức. Chất vấn mãi, em năm chỉ nói em đã thuận theo rồi, lần này là lần cuối đi gặp cậu Văn. Minh Lan nghe xong toàn bộ câu chuyện, suýt nữa muốn ngất đi, không dễ gì phun ra được một câu, chị năm cũng quá không cẩn thận. Hải thị thầm than, thực ra chị ta rất đồng ý với Minh Lan chuyện đã như vậy nếu như lan đã quyết định cắt đứt thì dấu kỹ lưỡng là không có việc gì đằng này đã chảy nước mắt từ biệt lại còn bị nhà chồng tương lai nhìn thấy vận may cũng quá kém vậy bây giờ làm sao qua một lúc lâu minh lan mới hỏi phát hiện ánh mắt hải thị trốn tránh mình giống như không dám nhìn thẳng vào mắt minh lan minh lan thấy lạ liền hỏi lại mấy lần hải thị mới ấp úng nói vừa rồi cố tướng quân đưa thư tới lời còn chưa nói hết bên ngoài chính đường vang lên tiếng bước chân hỗn loạn thúy bình ở bên ngoài truyền lời lão gia phu nhân đến Milan liếc nhìn Hải thị tinh thần đang bất an, liền dựng lỗ tai nghe ở bên ngoài, chỉ thấy Thịnh Hoành giống như đang khẽ nói gì đó. Sau đấy là tiếng Vương thị nức nở, sau đấy lão phu nhân giận dữ lạnh lùng quát lớn, mày đừng hỏng, mày cho loại cha như mày, loại biện pháp này mà cũng nghĩ ra được. Âm thanh phẫn nộ bé nhọn, Milan chưa từng nghe thấy lão phu nhân tức giận đến vậy, nàng chậm rãi xuống giường, đứng sát bên cạnh màn cửa gấm dày màu nâu hoa văn đá mây. Thịnh Hoành vội vàng nói, mẫu thân nghe con nói một câu, chỉ có một cách này thôi. Mấy ngày hôm nay trên dưới phủ cũng chưa từng lộ ra tin tức gì, chưa ai nhắc đến ai sắp sửa hứa gả vào nhà họ cố, con rể cũng chỉ nói là em gái của cháu Hoa. Con cùng phu nhân cũng chưa từng nói rõ ràng với cậu hai cố lần nào, lại càng chưa từng nhắc đến đứa nào sắp được gả. Đoán trong đầu cố đình diệp cũng không biết, lời nói chuyển đến cũng không rõ ràng, không giống như hỏi tội mà giống như đang nhắc nhở. Đã như vậy, dứt khoát đâm lao phải theo lao, dù gì Minh Lan cũng đã được ghi thành con gái dòng chính từ lâu, nếu không thì kết thân lại trở thành kết thủ. Con lúc đấy sốt ruột đến hồ đồ, gửi đi phong thư nói là Như Nhi vốn là sẽ gả cho Văn Viêm Kính, Minh Lan mới gả đến họ Cố. Một tiếng choang lanh lảnh lên, chắc là một chén trà gặp nạn, giọng nói lão phu nhân tức giận đến run rẩy, "Mày suy nghĩ tốt đẹp lắm, hai vợ chồng chúng mày không dạy con gái của chính mình, một trái một phải đều đồi phong bại tục, cuối cùng đều phải để người ngoài đến thu dọn. Lần trước ta đã lấy gương mặt già nua này ra mà đánh bạc, lần nay chúng mày lại còn tính toán lên đầu cái minh, ta nói cho chúng mày biết, nằm mơ." lão phu nhân thở hồn hển tiếp tục nói phu nhân thật tốt lắm ngày thường cái gì tốt đẹp có bao giờ nhớ đến con bé mình có nhà cao cửa rộng quyền quý đến hỏi thăm không nói không hỏi rõ ràng nghĩ cũng không cần nghĩ quyết định ngay cho như lan bây giờ xảy ra chuyện lại muốn lôi cái minh vào một đứa thì ích kỷ chỉ lo cho con gái đẻ một đứa thì mê muội chỉ cần công danh lợi lộc đúng là một đôi vợ chồng lòng dạ độc ác lang xài hổ báo chúng mày coi ta chết rồi hay sao một tiếng trầm thấp vang lên giống như thịnh hoành nặng nề quỳ xuống vương thị cúi đầu khóc dòng buồn bã nói lão phu nhân sao người có thể oan ủng con dâu thế tuy là con bé minh không phải rớt xuống từ người con nhưng mà mười mấy năm qua với so với như lan cũng không khác nhau chút nào đã bao giờ có sơ xuất đầu cái như phạm lỗi như vậy con vô cùng hối hận sao hồi xưa không đưa con bé đến cho người nuôi để học được ít quy củ phép tắc lão phu nhân người không để ý đến chuyện gì thì cũng phải nhìn cháu hoa con bé ở nhà chồng đã không dễ chịu thiệt thòi cũng chỉ có con dễ thương việc như hôm nay nếu không có cách nào giải quyết cô tướng quân thù hận con rể cháu hoa phải làm thế nào con bé cũng do người nuôi lớn người không thể chỉ đau lòng mỗi con bé minh được lão phu nhân nghẹn lại rồi lạnh lùng quát con bé hoa đã sinh con trai rồi lại còn là cưới hỏi đàng hoàng chẳng nhẽ còn có thể hưu về sao chẳng lẽ bắt em gái nó dùng cả đời để đổi cho nó sống dễ chịu hơn cố đình diệp này chúng mày nhìn thấy tốt đẹp ta đây không thấy lọt mắt chỉ nghe thịnh hoành lớn tiếng kêu lên lão phu nhân vậy người nói xem bây giờ phải làm thế nào con thật sự không có biện pháp vốn định dìm chết nghiệp chướng kia coi như làm trong sạch gia môn, chuyện này coi như thôi, khiến người ngoài chê cười một thời gian là được rồi. Đều tại con không thể dạy dỗ con cái, tự làm tự chịu không thể trách ai, nhưng mà cố tướng quân. Thịnh hoành giống như nghẹn ngào một lúc, mấy ngày trước có truyền đến tin, cậu hai cố đã mời bạc lão tướng quân với trung cần bá làm mối, ngay lập tức sẽ trao đổi canh thiếp, bây giờ nếu không làm gì, họ cố làm sao chịu bỏ qua. Câu kế tiếp Minh Lan đều nghe không rõ, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai mình nổ vang một tiếng, giống như có thứ gì đó che lấp hết thính giác của nàng sau khi hết khiếp sợ là hốt hoảng đến ngây dại nàng chậm rãi đi đến trước mặt hải thị nhẹ giọng hỏi cố đình diệp thật sự đồng ý cưới em hải thị khó khăn gật đầu đúng trong thư viết cố đình diệp chính mình mong muốn được cùng thịnh ra kết thân phía sau còn thêm một câu cô gái được lão thái thái nuôi bên người luôn luôn tốt vào trong tai nàng câu nói này có hơi chói tai giống như đang ám chỉ điều gì chắc chắn thịnh hoành cũng nhìn ra rồi lão phu nhân hồi xưa mang tiếng ghen ở bên ngoài nhưng sau đó nhanh chóng quay ngược lại con đường chính nghĩa. Sau khi thịnh lão thái gia qua đời, bà dù có xích mích với nhà mẹ đẻ cũng giữ gìn gia đình cho chồng mình, ở quá từ khi tuổi còn xuân. Mang đồ cưới của mình đi dọn đường thu xếp cho con vợ lẽ, cưới con dâu lo việc nhà, cuối cùng mới có họ thịnh thịnh vượng như hôm nay. Mấy chục năm trôi qua, giờ ngược lại người ta đều khen lão phu nhân có phẩm chất cao thượng cương trực. Hải thị cũng cảm thấy có lỗi với Minh Lan cùng lão phu nhân, gần đây chị ta biết là việc hôn nhân với họ hạ đã thương lượng gần xong rồi. Chờ như Lan xác định thì họ hạ sẽ đến lấy thiếp canh, ai biết. Hải thị không thể không thầm than một tiếng, nhìn sang vẻ mặt Minh Lan vẫn đang ngơ ngác sững sờ không dám tin. Sau một lúc, nàng mới không nhịn được hỏi lại, chị dâu, cố đình diệp thật sự nói là đồng ý cưới em. Trong giọng nói không có ốt ức mà lại có mấy phần không thể tin nổi. Hải thị liền khẳng định lại một lần nữa, đúng là thật. Đầu óc Minh Lan ngây dại, cắn môi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhớ đến gương mặt cố đình diệp cười lạnh châm chọc nhớ đến tính cách anh ta lúc nào cũng phải truy hỏi đến ngọn nguồn, lại nghĩ đến anh ta nóng như lửa lạnh như băng. Minh Lan cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, đến cổ đại một thời gian lại học được tự mình đa tình. Nhưng mà càng ngẫm lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý. Bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi của lão phu nhân, tiếng thịnh hoành cùng vương thị không ngừng văn nài. Minh Lan từ từ ngồi xuống ghế con nhỏ, đầu óc rối loạn, nhếch miệng khẽ than thở, khuôn mặt đờ đẫn. Bà nội, lão gia, phu nhân, còn có cả như Lan, không được, chúng ta là đây là bị ám hại chiến tranh trong nội bộ gia đình đa phần là trong hai loại dưới đây một là tấn công không báo trước trực tiếp bùng nổ hai là đấu tranh trường kỳ dây dưa kéo dài chuyện đã tới nước này nàng lại còn tâm trạng nghĩ tới những thứ vô nghĩa chẳng ra đâu vào đâu minh lan cảm thấy tinh thần mình sắp trở nên không bình thường rồi mấy ngày nay từ đầu tới cuối minh lan đều không có cơ hội bày tỏ ý kiến nàng vừa muốn mở miệng đã bị lão phu nhân chặn lại minh nhi đừng sợ bà già này còn chưa chết đâu chúng nó đừng hòng đụng đến con dáng vẻ đằng đằng sát khí rất dọa người. Lão phu nhân bị chọc tức, làm ra tư thế nổi trận lôi đình giống năm xưa âm ý đòi ly hôn với thịnh lão thái gia, lớn tiếng chửi hăng say đến mức nước miếng văng tung tóe lên mặt lên đầu thịnh hoành. Thịnh hoành vẫn nhẫn nhục chịu đựng, bám như kẹo da trâu, kiểu như kẹo mè sừng, khổ sở van nài, một lúc lại quỳ xuống rơi lệ. Tình thân, đạo lý, danh dự gia tộc, mù miệng lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói đến mức lão phu nhân chóng mặt ngất xỉu trên giường. Minh Lan cho rằng, đấu với con cái, giả dạ bệnh là có thể thắng nhưng không nên thực sự ngã bệnh nếu vậy thì không còn sức chiến đấu tiếp rồi lão phu nhân rất tán đồng với ý kiến này sức ăn tăng gấp đôi lộ ý muốn trường kỳ kháng chiến vương thị thấy tình thế rằng co suy nghĩ vu vơ lại nảy ra một chú ý hay đơn giản là bảo minh lan đến chỗ thịnh lão phu nhân tỏ thái độ rằng mình nguyện ý gả vào cửa nhà họ cố như vậy không phải là xong rồi sao chính chủ cũng đã đồng ý lão phu nhân còn có thể ồn ào cái gì nữa thịnh hoành nghe xong thì ngẩn người sau đó than thở thật lâu Người đọc sách bọn họ cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện, ra vẻ ta đây học vấn cao siêu lắm. Nhưng mà vị phu nhân này của ông lại thích đơn giản hóa, có thể cưỡng ép thì tuyệt đối không dụ rỗ. Bà đừng có làm loạn thêm nữa, thịnh hoành quát vương thị, cau mày không vui nói, làm gì có con gái nhà nào tự mình đi đòi cưới bao giờ. Và lại con bé từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng, tinh khí nó thế nào lão phu nhân còn không rõ sao. Chỉ cần Minh Lan vừa lên tiếng là lão phu nhân đã biết bà ép nó đến rồi, lúc đó chính là thêm dầu vào lửa thịnh hoành càng nói trong lòng càng tức giận nhịn không được chỉ vào mũi vương thị gào lên con hư tại mẹ đều tại bà làm việc không có quy củ bất kính với mẹ chồng chuyên môn làm sằng làm bậy mới dạy hư con bé như làm ra chuyện đáng xấu hổ này bà còn mặt mũi mà đi nói người khác vương thị bị mắng tới mức mặt dưới tay áo nhưng cũng không mở miệng cãi lời nào chỉ có thể nhịn tức giận trong lòng đằng trước hai mẹ con đấu nhau gay gắt khói lửa chiến tranh đang hừng hực cháy minh lan ở đằng sau ngớ nga ngớ ngẩn thường xuyên không nói gì bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra điều gì để nói, chỉ cần bày ra dáng vẻ cô đơn chán trường, lại đón gió than thở hai câu, hình tượng như vậy cũng rất hoàn mỹ rồi. Mấy ngày nay việc duy nhất nàng làm, đó là xin hải thị cho gặp Như Lan. Hì thức sao rồi? Đây là câu đầu tiên Như Lan nói với Minh Lan, Minh Lan nhìn chầm chằm vào cần cổ trắng ngần của Như Lan, trên đó còn in hẳn mấy vết tím bầm, chậm rãi nói, vẫn chưa chết ạ. À. Chị dâu đã mời đại phu đến xem vết thương, hôm qua vừa mới tỉnh lại, đã có thể ăn hai bát cháo, chỉ mong không để lại di chứng. Như Lan giống như quả bóng đã xì hơi, ngơ ngác ngồi đó, em ấy, có nói gì không? Minh Lan nhếch miệng châm chọc nói, em ấy nói, có thể bán mạng cho cô năm họ thịnh, đúng thật là may mắn ba đời. Đừng nói chỉ bị liệt nửa người, chính là có bị đánh chết, cũng là chết không hối hận oán thán nửa câu. Như Lan cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt khăn, từng đốt trắng bệch. Minh Lan nhìn chầm chầm mắt chị ta, tiếp tục nói, mỗi lần em đến khuyên chị, chị đều không quan tâm, Nói cái gì mà ai làm người nấy chịu, bây giờ thì sao? Hì thước vất vả chăm sóc chị chục năm nay, đối xử với chị còn tốt hơn cả với người nhà, chị lại không biết xấu hổ liên lụy đến nó. Bây giờ Minh Lan khó chịu nhất khi nghe thấy người ta nói cái gì mà sẽ không liên lụy đến người nhà. Nói rằng, thời cổ đại chưa bao giờ thịnh hành mất một mạng đòi một mạng, tội liên đới mới là vương đạo. Cậu ba nhà phía đông theo địch, cậu tư nhà phía tây cũng phải tội. Trên gương mặt gầy gò của Như Lan lộ ra vẻ áy náy sâu sắc. Hỷ Quyên ở một bên nhịn không rơi lệ, nhẹ giọng nói, cô Sáu à, cô đừng trách cô chủ em, trong lòng cô ấy cũng không dễ chịu gì. Lúc phu nhân muốn đánh chết chị Hỷ Thước, cô chủ đã nhào lên người chị ấy, bị đánh trúng mấy cái liền, trên người cô chủ em bây giờ vẫn còn đau lắm. Mi Lan thấy dưới mắt như Lan thâm quầng, tiêu tụy như biến thành người khác, trong lòng thoáng trầm xuống, rồi nói, hôm nay em đến đây, là để truyền lại lời Hỷ Thước với chị, phu nhân muốn đuổi con bé đi, chị dâu bảo nó dưỡng thương cho tốt rồi hãy đi, sợ là không có cơ hội gặp chị nữa. Em ấy nói mình còn có bố mẹ để nương tựa, bảo chị không cần phải lo lắng. Còn nói không thể ở bên chăm sóc chị được nữa. Mong chị sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho chín rồi hãng làm. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh xử lý, không thể xúc động. Em ấy sau này không thể nhắc nhở chị nữa. Như Lan nghe mà giật mình, từng giọt từng giọt lệ như hạt đậu to rơi xuống, đầu vùi vào cánh tay, hu hu khóc ọa. À. Minh Lan chỉ lặng lặng nhìn chị ấy. Như Lan bỗng thẳng người lên gọi hỷ quyên vào bồng trong lấy đồ gì đó chưa tới một lát nhỏ hỷ quyên đã mang ra một cái hộp cùng với một cái bọc như lan lau nước mắt đẩy cái hộp cùng với cái bọc ra trước mặt minh lan nghiêm nghị khẩn cầu đây là chút trang sức vàng ngọc trong bọc này là 50 lượng bạc cùng một ít vỉ vóc thượng hạng con bé đó tốt xấu gì cũng hầu hạ chị một hồi chị không thể để nó tay trắng lấy chồng được em gái ngoan xin em hãy đi đưa đồ này cho nó chị chị xin lỗi em ấy được minh lan nhận lấy đồ lặng lẽ nhìn chị ta một hồi thầm nghĩ chỉ bằng một điểm này như lan so với mặc lan vẫn là có lương tâm hơn lúc vân tài bị đem bán mặc lan cũng chẳng hỏi đến một lời nghĩ đến đây minh lan mới hơi hơi mềm giọng khẽ nói chị năm yên tâm nó nói những năm nay nó nhận được không ít quả thưởng của đề dành của em ấy tích góp thường ngày mấy chị em trong viện đã giúp em ấy thu xếp chuyển cho em ấy rồi hì thức có thể hầu hạ chị một hồi là may mắn của em ấy em ấy không trách chị em ấy chỉ là lo lắng cho chị mà thôi minh lan một bên đưa đồ cho tiểu đào giữ như lan liếc mắt về phía hỷ quyên hỷ quyên bèn kéo tiểu đào ra ngoài như lan bình tĩnh nhìn minh lan mắt nhìn thẳng nói thẳng chị cũng xin lỗi em rồi mới vén áo thi lễ thật sâu minh lan nhìn rất lâu rồi cuối cùng cũng phải phun ra chị cuối cùng là làm sao mà lại đi gặp anh ấy thế không thể nào chị định minh lan nghĩ đến một khả năng giọng điệu bỗng nhiên cao lên hai bậc mặc như lan sưng đỏ lên tức giận nói em cho chị là cái loại gì thế hả Chị tuy không bằng em đọc sách nhiều, nhưng cũng biết liêm sỉ. Chị, chị, thật sự là đi gặp mặt lần cuối mà. Đang nói, giọng dần trở nên bi thương, nước mắt rơi lã trã, vốn đang tốt đẹp, tự nhiên lại gả cho người khác. Thế nào cũng phải đối mặt nói với người ta một câu chứ, ai biết lại liên lụy đến em, khóc tu tu lên. Như Lan một bụng giận dữ phát tiết ra, than thở nói, mà thôi, chị cũng chẳng phải cố ý. Có điều, Minh Lan nhớ tới lại hậm hực, không nhịn được nói, cuối cùng chị cũng được như nguyện sau khi anh cả biết được chuyện này, đã ra ngoài đánh cậu Văn một trận. Như Lan tim nảy lên, vẻ mặt hoảng loạn, Minh Lan nói tiếp, có điều chị yên tâm, anh cả không dám dương cao cùng. Nắm đấm người đọc sách sức lực cũng có hạn, chiếu theo ý tứ của phu nhân với cha, đứa con rể này ước chừng vẫn nhận về. Trong lòng Như Lan vui sướng, lại có phần ngẩn ngơ, Minh Lan nói xong bèn cúi đầu ra ngoài. Tâm trạng gần đây của Minh Lan cực kỳ xa sút cụ thể là biểu hiện ở trạng thái trì trệ lãnh đạm, nàng thanh khẩn tổng kết cảnh ngộ hai đời của mình rồi đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực nàng cực cực nhọc nhọc một năm trời ở vùng biên mắt thấy có thể tăng lương thăng chức tiền tài quanh thân thế mà lại bị một trận lở đất đánh giạt về cổ đại nàng tâm tâm niệm niệm tính toán tìm một chàng trai cổ đại có giá trị kinh tế thực dụng sau hôn nhân thì huấn luyện cho tốt một đường nhấp nhô kham khổ đã đành khó khăn lắm mới ló được tí dạng đông thì sự tình lại hỏng bét minh lan nhấm nháp thật lâu phương hướng phấn đấu của mình luôn luôn lệch đi so với kế hoạch phát triển của ông trời có điều ông trời sau này có thể cho nàng một chút gợi ý được không? Diêu y y nàng từ nhỏ là dân lành, chính là tuyệt đối không đối nghịch với ông trời nha. Trong lúc chiến hỏa kéo dài, kẻ đầu tiêu hôn sự nữ sĩ Hoa Lan vô cùng nhanh trí rụt đầu lại, tạm thời tranh gió, kiên quyết không tham gia khuyên nhỉ, trái lại còn mời Minh Lan sang làm khách. Lão phu nhân có nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết Hoa Lan muốn khuyên bảo Minh Lan, cự tuyệt thẳng thường. Hoa Lan vắt óc ba ngày không có kết quả, ông trời lại ban cho chị ấy một lý do hoàn hảo, chị ấy có bầu, muốn gặp mẹ và các em gái. Lão phu nhân trầm mặc nửa ngày, vẻ mặt cũng nguôi nguôi, bèn đồng ý cho Minh Lan đi. Sang sớm ra, Vương Thị đưa Minh Lan tới thẳng phủ Trung Cần Bá. Phu nhân Trung Cần Bá có việc về nhà mẹ đẻ, đi một đêm mới về, Vương Thị vui sướng vì không cần phải lấy lòng bà thông gia cho có lệ, đi thẳng tới sườn Tây Viện. Hoa Lan mặc áo choàng ngắn màu lông chuột theo hoa hồng tím viền kim tuyến, đầu cài châm hoa thắng tơ vàng hình con nhện khảm châu nghiêng nghiêng tựa vào tháp mềm trong lòng ôm một lò sưởi phấn thải vẽ hình cành lựu nói cười rộn ràng mặt mày hồng hào vương thị thấy hoa lan khí sắc rất tốt tâm tình uất ức mấy ngày nay mới tốt lên một chút nắm lấy tay chị ấy hỏi thân thể có khỏe không hoa lan cười đáp lời khỏe khỏe lắm ạ à, đã mang bầu ba lần con gái còn gì mà không dành đâu mẫu thân yên tâm đi em minh ăn hoa quả đi quả hồ đào núi này là đồ tiến cống vừa thơm lại vừa giòn Minh lan gật đầu cười tiến đến bàn tròn như ý cầm lấy một cái kẹp tinh xảo bằng đồng lách cách tách vỏ hồ đào. vương thị thả tay hoa lan ra bưng bát trà lên hớp một ngụ cười nói hôm nay tốt quá nhân dịp mẹ chồng con không ở nhà mẹ con chúng ta nói chuyện lâu một chút hoa lan cười tủm tỉm sao chỉ có nói chuyện hôm nay chị dâu cũng đi cùng rồi mọi người ở lại ăn cơm rồi về dọn cơm trong phòng con con rể mẹ hôm qua đi săn với phủ anh quốc công ở ngọn núi phía sau bắt được vài con hoãng nhỏ dù không thơm ngon bằng khẩu bắc nhưng cũng rất tốt đúng là vừa khéo vương thị nở nụ cười đưa tay cầm quả quýt chậm rãi lột vỏ đúng rồi gần đây mới nghe cha con nói con rể e là sắp thăng một cấp rồi hả đôi mắt xinh đẹp hoa lan cười nhẹ nhàng nói còn chưa có tin chính xác có điều không được 10 phần cũng có thể chắc 5 phần là được thăng chức chỉ huy sứ trong sở binh mã vương thị thả quả quýt bóc dở xuống chắp tay trước ngực vái niệm phật tốt tốt nhìn vợ chồng nhỏ bọn con như vậy mẹ cũng yên tâm họ viên gần đây chắc cũng vui vẻ đi xem mẹ chồng con còn dám nhiều lời với con nữa không. Hoa Lan bĩu môi hừ một tiếng, cha chồng đúng là rất vui, mẹ chồng lại cụt hứng. Lúc vừa mới có tin tức, bà ta liền gấp rút bảo viên văn thiệu mau kiếm chức quan cho mấy đứa con cháu nhà mẹ đẻ bà ta, cha chồng mắng cho tịt luôn. Thế nên mẹ chồng con giận, mang con dâu lớn về nhà mẹ đẻ hả? Vương Thị bật cười. Cũng không phải, Hoa Lan che miệng khẽ cười, nhà mẹ đẻ bà ta gần đây càng ngày càng không ra gì, đời trước tiêu xài phung phí, bán điền sản đi mua vợ lẽ lứa nhỏ thì không có trí cầu tiến sách cũng không đọc tử tế chỉ muốn luồn cúi dựa vào quan hệ cha chồng đã sớm mệt mỏi lúc này cháu trai nhà mẹ đẻ bà lấy vợ cha chồng không muốn đi bọn họ không thể làm gì khác hơn là phải tự đi minh lan lột được một đĩa nhỏ hồ đào bưng qua vương thị nhận lấy đưa cho hoa lan rồi cười nói chả trách mẹ chồng con nhìn con không hợp mắt hóa ra bản thân ghen tị đỏ mắt đừng đem thêm nữa con cũng ăn đi minh lan ngoan ngoãn đáp một tiếng ngồi lại nhặt một quả hồ đào mập mạp tiếp tục tách. Hoa Lan và Vương Thị ánh mắt hơi lơ đãng, trong mắt mỗi người đều có suy nghĩ sâu xa. Hoa Lan quay đầu cười nói em Minh, cháu Trang gần đây rất nhớ em, giờ nó đang chơi ở sau vườn, hai gì cháu các em hợp nhau nhất, em đi tìm con bé chơi đi. Nói xong liền sai hầu gái phục vụ Minh Lan rửa tay chỉnh quần áo. Minh Lan khẽ cười trong lòng, giữa mùa đông, Hoa Lan sao lại có thể cho con gái nhỏ chạy chơi bên ngoài, chẳng có bữa tiệc nào là tốt đẹp cả, nàng chỉ biết trong đó có ổn khúc. Hoa Lan từ trước đến giờ rất đúng mực, quản lý tôi tớ rất có bản lĩnh, tin là sẽ không có gì bất ổn, hơn nữa bản thân mình cũng chỉ ở trong sân, đi cũng không sao, có điều. Minh Lan cười vô cùng ngoan ngoãn, Trần trừ nói, bên ngoài trời đang lạnh, hay là gọi cháu Trang vào nhà chơi. Hoa Lan cứng đờ ra, Vương Thị lại ho khẽ một cái, sẵn giọng nói, cháu Trang bướng bỉnh, đang ồn ào khóc, con đi gọi con bé vào đi. Minh Lan vâng một tiếng, thành thật đi theo đứa hầu ra ngoài. Vương Thị đưa mắt nhìn Minh Lan đi khuất mới xoay đầu về con gái ngờ vực nói: "Cái này có thể được thật sao? Chuyện này cũng không tốt lắm, cha con mà biết lại giận, ông ta nói không thể để Minh Lan đi xin lão phu nhân, ngược lại là thêm dầu vào lửa." Hoa Lan ngồi thẳng dậy, quay về phía Vương Thị ngồi, nghiêm nghị nói: "Mẹ chỉ biết một mà không biết hai." Lão phu nhân trong mắt không lọt hạt cát, hai bà cháu họ ở chung sớm chiều 10 năm, em Minh nói chuyện có phải tự nguyện không, lão phu nhân sao có thể không biết? Nếu chúng ta buộc em Minh đi xin Lão phu nhân dĩ nhiên càng tức giận, nếu em Minh thật sự đồng ý thì sao? Vương thị vẫn không tin, cái Minh chỉ nghe lão phu nhân, nó còn có thể có ý kiến gì? Hoa Lan lắc đầu sâu xa, mỉm cười nói, mẹ nhìn nhầm rồi, em sáu từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thực ra rất có chủ kiến, tâm tư cẩn thận rõ ràng. Khi còn bé còn không nhìn ra, từ khi cả nhà hồi kinh con lặng lẽ quan sát vài lần, có khi ý của lão phu nhân con bé cũng có thể từ chối được. Sau khi gặp người thật biết đó không phải là yêu ma quỷ quái gì, vì gia đình cũng được, vì tương lai của bản thân cũng được, con bé sẽ đồng ý. Vương Thị một lúc lâu không nói gì, thở dài nói, được như vậy thì tốt, ôi, chỉ tiếc cho em gái con. Con bé Minh có thể được gả vào nhà dòng dõi hiển quý như vậy, nó lại chỉ có thể vào nhà bần hàn. Mẹ đừng có nói nữa, nhắc đến như Lan, mặt hoa Lan hiện đám mây đen, không vui nói, đều tại mẹ hàng ngày chiều nó, một đứa con gái nhà lành lại cùng người ta vụng trộm. Cha mẹ tìm cho mối hôn tốt, nó không biết ơn lại còn ầm ĩ cuối cùng còn khiến cố tướng quân biết chuyện thế không phải là hại người hà may mà con rể mẹ không quá niềm nở hai lần đều chỉ nói là em gái của con chưa bao giờ nói rõ là đứa nào vậy mới có chỗ xoay sở không phải thế ừ vương thị biết con gái khó xử cũng không dám thay như lan nói gì chỉ thở dài thườn thượt hoa lan lại nói trước là mẹ có ý định cho như lan thực ra theo ý con em minh mới thích hợp hơn mẹ nhìn điệu bộ con bé dỗ dành cho lão phu nhân vui vẻ con nhìn cũng mềm lòng nữa là đàn ông, đâu có giống như Lan nóng lạnh tùy hứng, nói một câu không hợp ý là gắt gỏng. Minh Lan lại vô cùng kiên định, con xem nó có thể sống ổn. Còn như Lan, vẫn nên chọn dòng dõi thấp một chút, sau này ẩm ý lên, nhà mẹ đẻ cũng nói được hai câu. Vương Thị suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ đồng ý, sau lại cao hứng hơn. Ngược lại như vậy cũng đúng, con bé Minh không có anh em cùng mẹ ruột, không cùng chúng ta tốt đẹp thì còn có thể với ai. Nó nếu có thể làm tốt được, chúng ta cũng được vinh dự, nếu không ra hồn, dòng dõi họ cố như vậy chúng ta có thể nói gì. Nếu là cái như phải chịu đựng ở đó, mẹ thật sự không thể chịu nổi. Hoa lan suýt tí nữa sặc nước, trợn mắt nhìn mẹ ruột của mình nửa ngày không nói được gì, dứt khoát không để ý đến bà nữa, chỉ nghĩ không biết Minh Lan đã đến nơi chưa. Minh Lan nép mình trong chiếc áo khoác lông sóc ngắn màu xanh lá mạ theo hoa văn kim tuyến uốn lượn, ngồi trong một gian phòng bốn phía mở cửa sổ kiểu bán đỉnh. Giữa phòng đặt bếp lò khắc chữ phúc màu đồng lửa cháy ngùn ngụt, trên bếp còn đặt chiếc ấm cổ tinh xảo khắc hoa văn hình rơi màu đồng nước sôi sùng sục minh lan cắn một hạt dưa mập mạp phải thừa nhận nữ sĩ hoa lan đã dụng tâm chuẩn bị hết sức chu đáo đây là một căn phòng bốn phía rộng mở xây trong hồ nơi gần bờ mùa hè giữa cửa sổ bốn phía thành ngôi đình ba mặt xung quanh đều là nước một mặt là lối đi còn lại là một mảnh đất trống bước trăm bước cũng không tìm thấy chỗ để ẩn nấp tuyệt đối không thể có người nghe trộm từ xa có thể nhìn thấy trong đình người ta đang làm gì hơn nữa xem ra trước mắt chỗ này đã sớm được xử lý nên yên tĩnh, vắng vẻ, ngoại trừ hầu gái dẫn mình đi vào. Minh Lan không phát hiện ra có ai khác, đến cả đứa hầu dẫn đường kia cũng nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Minh Lan mang theo loại tâm tình giống như tráng sĩ gió hưu hưu thổi, sông dịch lạnh, chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Đợi cho đến khi Minh Lan cắn đến hạt dưa thứ 14, bóng dáng cao lớn từ xa đi đến. Mí mắt Minh Lan nháy mấy lần, tiếp tục cắn hạt dưa. Tốt quá, nàng cũng có mấy câu muốn hỏi hắn. Chỉ một lúc sau, người đàn ông mang theo thân phong xương lạnh lẽo bước vào phòng ngẩng cao đầu đi đến cách chỗ minh lan ngồi bảy tám bước chân bèn chắp tay thi lễ miệng mỉm cười đã lâu không gặp minh lan hơi híp mắt quan sát hôm nay cố đình diệp mặc trường bào gấm màu trời xanh sau cơn mưa vây quanh cổ áo và tay áo là lông trồn trắng trên trường bào gấm theo hoa văn chìm thắt lưng gấm khảm ngọc nạm bạc bên ngoài khoác áo lông màu đen loại áo lông này rất dày chỉ có nam nhân có thân hình cao lớn cường tráng mặc mới đẹp nếu để quan văn như thịnh hoành khoác áo này thì không bật lên được khí thế sẽ bị siêm y lấn áp minh lan đứng lên chỉnh lại y phục đáp lễ mỉm cười chú hai đã lâu không gặp sau đó minh lan hơi hơi vui vẻ khi thấy khóe miệng cố đình diệp nhếch lên cố đình diệp không thèm đáp lại cởi áo khoác xuống tiện tay vắt sang một bên xoay người đi đến ghế thái sư ngồi xuống đối diện minh lan hai người đối điện cách nhau năm sáu bước cố đình diệp nhìn minh lan lại nhìn chén trà không trước mặt thấy minh lan vẫn chưa hiểu ý mình đành phải tự lấy ấm trà rót một chén nước nóng sau đó mới trầm giọng tôi với em sắp kết hôn rồi sau này đừng gọi bậy nữa minh lan siết chặt nắm tay cố gắng áp chế lửa giận người đàn ông trước mắt này mặc dù mang khuôn mặt mỉm cười nhưng nói chuyện lại trầm thấp từ tốn mí mắt đẹp dài hơi hạ xuống đôi mắt u tối mơ hồ ánh màu máu đó là loại sắt khí tắm trong núi thây biển máu khó mà che giấu được minh lan nhẫn nhịn hồi lâu mới từ tốn nói lời chú hai nói minh lan nghe không hiểu từ nhỏ minh lan đã được bà nội nuôi nấng chuyện kết hôn bà chưa nói nửa lời cố định diệp nhíu mày nói hôn nhân đại sự do cha mẹ sắp đặt minh lan nói vậy minh lan sẽ chờ cha mẹ lên tiếng trong phòng một hồi im lặng cố định diệp trừng mắt nhìn minh lan minh lan quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài cố định diệp nâng mi màu áo hắn phản chiếu lên đuôi lông mày rậm thành màu lam nhạt hắn trầm ngâm nói em đang tức giận minh lan cười ha ha không có gì không có gì cố định diệp trầm giọng nói Lúc ở trên sông Hoài, tôi đã nói với em, tôi không muốn nghe người khác nói dối cho qua chuyện. Minh Lan lập tức khép miệng giống chai sông. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lan căng cứng, cố đình diệp lại đau đầu, đành phải nhẹ nhàng, tôi biết em tức giận. Dù có chuyện gì cũng phải nói ra mới được, giận dỗi chẳng ích gì, nên thẳng thắn với nhau mới đúng. Cố Đình Diệp ân cần khuyên bảo, giống như người lớn dỗ trẻ con, nghiêm túc không giải quyết được vấn đề nên bây giờ phải dỗ dành. Minh Lan nghe mà muốn cười to mấy tiếng, liền ngoảnh lại, mỉm cười nói, nói thật nói với người thật thà mới gọi là thẳng thắn với nhau. Còn nói thật với kẻ dối trá thì gọi là đầu óc có vấn đề, cố đô đốc thấy Minh Lan ngốc làm sao. Cố Đình Diệp nghe thấy Minh Lan thay đổi cách xưng hô, khuôn mặt liền mỉm cười. Nghe giọng nói chơi đùa của nàng lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhân tiện nói, em tất nhiên là không ngốc. Liếc nhìn ngón tay Minh Lan đặt trên bàn, ngón tay mũm mĩm nhỏ bé, mềm mại nổi bật trên gỗ sơn màu đen, móng tay sáng bóng phiếm hồng. Hắn không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói ý em là tôi không thật thà vậy bắt đầu nói từ đâu đây minh lan trừng mắt từ lúc cố đô đốc cầu hôn cố đinh diệp vẻ mặt trịnh trọng bình tĩnh nhìn minh lan con ngươi sâu thẳm u tối cho đến khi minh lan thấy sợ hãi trong lòng tốt xấu gì ở tòa án nàng cũng được chứng kiến tội phạm giết người hàng loạt dù sao cũng chống đỡ lại được kiểu ánh mắt khiếp người này nhìn một lúc lâu cố đinh diệp mới chậm rãi nói em đoán ra rồi à giọng nói hắn bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được ngữ điệu ra lệnh Minh Lan gật đầu, nói: "Anh không phải loại người không có cá thì tôm cũng được." Ngay từ đầu, Minh Lan luôn cho rằng người Cố Đình Diệp muốn cưới là con của chính thất, Như Lan. Nhưng đâu ngờ nòng súng lại đổi chiều, chĩa vào Minh Lan. Thịnh Hoành giải thích, Minh Lan chẳng tin chữ nào. Mặc dù mới gặp vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều tranh cãi về chuyện cưới xin của Cố Đình Diệp. Dựa theo trực giác, nàng biết Cố Đình Diệp sẽ không tùy tiện kết thông gia với Thịnh Hoành, anh ta hiểu rõ mình muốn kết hôn với ai. Cố Đình Diệp trầm ngâm nửa khắc, nhìn thấy ánh mắt có phần phức tạp của Minh Lan, hồi lâu mới từ từ nói, bắt đầu từ lúc em ném bùn. Hả? Minh Lan nghe giống như lọt vào trong sương mù, anh đang nói gì vậy? Không phải em muốn biết từ khi nào tôi bắt đầu suy tính với em sao? Cố Đình Diệp trong mắt mang theo vài phần ý cười, lặp lại lần nữa, tôi nói cho em biết, bắt đầu từ khi em ném bùn lên người chị em. Minh Lan đỏ bừng mặt, vỗ bàn, gân xanh nổi lên trên trán, gần như hét lên nói, ai hỏi anh chuyện này hả? À, không phải em muốn biết cái này sao cố đình diệp nghiêng người tựa vào ghế lấy tay che miệng khẽ nở nụ cười chỉ có lúc này hắn mới bớt đi một chút sát khí toát ra vài phần cao quý của công tử hầu môn minh lan cố gắng ổn định hơi thở để bớt đỏ mặt trong trận chiến kiên kỵ nhất là nóng này phải bình tĩnh bình tĩnh khó khăn lắm mới ổn định lại minh lan nhìn chằm chằm cố đình diệp mở miệng bình tĩnh nói từ khi đó anh đã có ý muốn kết hôn với tôi à cố đình diệp từ tốn gật đầu cực kỳ khẳng định Minh Lan nhịn không được mà đứng lên to tiếng, vậy anh đi cầu hôn là được rồi. Sao phải làm ra nhiều chuyện như thế, chút nữa thì kéo theo nửa cái mạng của Hỷ Thước và Như Lan. Cố Đình Diệp hỏi lại, em sẽ bằng lòng sao? Giọng nói Minh Lan nhẽn lại, dừng một lát rồi nhanh chóng nói tiếp, khi nào thì hôn nhân đại sự đến lượt tôi nói chuyện, nếu cha mẹ đồng ý thì có thể. Cố Đình Diệp lại hỏi tiếp, bà nội của em sẽ đồng ý sao? Minh Lan lại bị chặn một hơi, trên mặt có phần xấu hổ, nói không nên lời. Cố Đình Diệp từ từ nâng chén trà lên uống một ngụm, ba ngón tay thon dài vững vàng cầm đĩa đựng chén trà đặt xuống bàn, mới nói, muốn kết hôn thì không đơn giản, muốn hủy hôn lại không quá khó khăn. Dòng dõi trên lệch, không môn đăng hộ đối, lấy cớ gì mà trả được, hú chi tôi làm người không được đoan chính cho lắm, tính tình lão phu nhân nhà em rất khó lay chuyển, nếu cứ quyết liệt, cha em cũng chỉ đành từ con. Minh Lan cười nhạt nói, mang theo mấy phần chế diễu, không ngờ anh lại hiểu rất rõ bản thân mình. Ai ngờ ra mặt Cố Đình Diệp quả thực là dày, nghe không hiểu lời chế giễu của Minh Lan, còn nghiêm túc nói, người quý ở chỗ tự biết mình, ưu điểm đó thì tôi vẫn có. Châm chọc không làm gì được anh ta, Minh Lan thầm hậm hực trong lòng, lầu bầu nói, nhưng lại tốn không ít công sức đấy. Không có gì, không có gì, cố định diệp học theo cách nói của Minh Lan, cũng cười ha ha. Minh Lan chợt nhớ đến Hạ Hoàng Văn, nghĩ hôm nay vẫn nên nói cho rõ ràng một lượt, nếu không về sau họa khó lường, chân chờ hồi lâu mới cắn răng nói, vậy anh, vậy anh có biết, có biết chuyện họ hạ không? Bà nội tôi đã có ý." Biết rõ, Cố Đình Diệp nhanh chóng ngắt lời Minh Lan, nét mặt thản nhiên, giọng nói có phần không vui. "Anh biết à?" Minh Lan không ngờ tới, chố mắt nói, "Vậy sao anh còn, còn cầu hôn hả?" Cố Đình Diệp hùng hồn nói, "Thì sao? Con gái đính ước với ai là chuyện của nhà em, còn cầu hôn hay không lại là chuyện nhà tôi." Về phần họ Hạ, nét mặt anh ta lạnh lùng như có mấy phần khinh thường, nói như đinh đóng cột, hai người không có duyên. Minh Lan giận dữ, ngược lại ngồi thẳng người lên, cười khẩy mấy tiếng, ha, ha, ha. Hóa ra tiệm tơ hồng nguyệt lão là do nhà anh mở, anh nói không có duyên thì sẽ là không có duyên à. Cố đình diệp lớn giọng cười to, sau đó tiếng cười dần dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt Minh Lan, từ tốn nói, duyên phận là thứ, một nửa do ông trời xe thành, một nửa là do may mắn của bản thân. Em là người thông minh chắc chắn hiểu rõ ý tôi, hai người thực sự không có duyên phận. Minh Lan không cười, trong lòng nặng đi nửa phần. Nàng và Hạ Hoàng Văn từ nhỏ đã quen biết, lão phu nhân đã có ý kết thông gia từ lâu lần đầu tiên là từ hữu dương trở về kinh thành thịnh lão phu nhân vừa xem xét nhân phẩm lẫn học thức của hạ hoàng văn vừa lưu ý một số thiếu niên khác đánh giá từ trên xuống dưới vẫn thấy hạ hoàng văn ổn nhất mà họ hạ cũng đồng ý đôi bên gặp nhau đều rất hài lòng dự định trước tiên kết mối hôn sự này cho minh lan ai ngờ cuối thu năm ấy xảy ra loạn thân thìn rồi lại một trận loạn kinh thành nữa bao nhiêu đầu người rơi xuống đất nên hôn sự bị trì hoãn sau đó bà bác bệnh nặng thịnh lão phu nhân đi hữu dương thăm hỏi chuyện hôn nhân lại tiếp tục bị hoãn lại sau đó thì minh lan cũng đến hữu dương lúc đầu định đưa tang bà bác xong rồi về kinh ai ngờ lại bộc phát loạn kinh đảm binh loạn kéo dài đến mấy cái đốc phủ mãi đến tháng 5 năm sùng đức thứ hai mới hồi kinh được nhưng mà về kinh một thời gian liền bị cô em họ tào ra che ngang lão phu nhân bị chọc tức hôn sự bị lùi lần nữa rồi lại biên cô nối tiếp kéo dài non nửa năm đến giờ rồi thì cố đinh diệp tiếp nhận lưỡi diều làm trình rào kim một đường chém giết bước đến muốn nói có tiếc nuối lại thôi minh lan cảm thấy nhiều lúc là do ý trời muốn nói không nuối tiếc nếu hạ hoàng văn dứt khoát hơn sớm đính thân hạ lễ cố đình diệp nhảy ra cũng không làm được gì cùng những mâu thuẫn tính toán giữa nàng và hạ hoàng văn trong lúc ấy có lẽ duyên phận bọn họ đã hư hao hết rồi nghĩ đến đây minh lan chợt thấy nản lòng khoan đã bỗng nhiên trong lòng chợt lóe bất chợt nàng ngẩng đầu hoài nghi nói sao anh lại biết rõ như vậy anh chẳng lẽ chuyện họ hạ là do anh động tay động chân họ tàu kia à có một việc minh lan đã nghĩ tới từ lâu nhưng lại không suy xét sâu xa lương châu ở tận tây bắc dù phi ngựa truyền tin đặc xá cũng phải mấy bốn năm tháng mới đến lương châu như họ tàu mang theo cả nhà mấy cái miệng ăn tiền bạc không nhiều phải mất ít nhất gấp đôi thời gian mới có thể trở lại kinh thành thế nhưng họ tàu chưa đến một năm thì về kinh trừ phi cố đình diệp cũng không phủ nhận bình tĩnh nói đúng vậy tàu bang vận chuyển đường thủy ven sông tôi nhờ anh em họ thạch lấy thuyền vận chuyển đưa bọn họ về kinh thành lần này đến cả tức giận minh lan cũng chẳng còn sức chỉ cứng họng nhìn hắn cố đình diệp câu mày hỏi lại chẳng lẽ em hy vọng đính hôn với họ hạ xong thậm chí lấy nhau về họ tào lại đến cửa làm loạn anh ta dõng dạc nói bọc mủ phải chọc càng sớm càng tốt chuyện này còn phải cảm ơn tôi đấy minh lan chán nản ngồi bệt xuống đầu óc dối tinh dối mù nhìn ra ngoài cửa sổ quay sang nhìn cố đình diệp ngẩn ngơ nói cảm ơn anh Cố Đình Diệp mỉm cười trả lời, không cần khách khí. Da nàng vốn rất trắng lại không hay son phấn, chỉ thoa một lớp dầu thơm nhẹ nhàng, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào phòng khiến cho làn da của nàng non nớt tựa sắc trắng của giấy tuyên thành, giống như chạm một cái là rách, tóc rủ lơ thơ bên mai đen nhánh như lông quạ, dường như khó khăn lắm mới kết một nụ hoa xinh đẹp long lanh nhường ấy. Mà đôi mắt kia, đôi mắt kia, Cố Đình Diệp lẳng lặng nhìn nàng, giống như rất lâu trước kia, anh ta đã thích ánh mắt này, an tĩnh tịch mịch như đầm nước xanh vắng lặng nhưng lại đang bốc lên ngọn lửa kỳ lạ có lẽ là tức giận có lẽ là thất vọng sáng tối luân phiên biến hóa thất thường khiến cho anh ta động lòng mất hồn chứ đừng nói đến chuyện khác minh lan suy đi tính lại hồi lâu trăm chuyển ngàn hồi chuyện lúc trước đành cho qua vậy đoạn sau mới là quan trọng một lần nữa nàng lấy lại tư thế đoan trang quay sang mỉm cười với cố đình diệp cảm ơn ý tốt của cố đô đốc nhưng chuyện này vẫn nói sớm thì hơn tôi sợ không đảm đương nổi vai trò người vợ tốt vừa không thủy mị nết na lại không ngoan ngoãn hiền lành tật xấu gì cũng có, đếm không xuể, xin đô đốc thận trọng cân nhắc. Cố Đình Diệp nhếch môi cười, việc đã đến nước này, cố thịnh kết thân mọi người đều biết. Chị em còn có thể gả cho họ văn kia, em thì sao? Đừng nói em tình nguyện chấp nhận họ hạ nhé. Minh Lan máu nóng sôi trào, đủ loại uất ức khó mà kiềm chế, đứng lên cười lạnh nói, hóa ra gả cho anh, tôi như phải hũ mật, chăm tốt vạn tốt lại chẳng có khiếm khuyết nào. Phút chốc, Cố Đình Diệp cũng đứng lên, dáng người cao lớn bước lên mấy bước, ghé xuống, bóng hình bao phủ cả người minh lan minh lan nhẫn nhịn không lùi về sau nửa bước cố đinh diệp cười ngạo nghễ lớn giọng nói tôi không dám nói gả cho tôi cái gì cũng tốt nhưng tôi chỉ lên trời nói một câu gả cho tôi nhất định không để em bị thiệt thòi hay uất ức minh lan tức quá cười nhạt liên tục cố tướng quân đừng suy nghĩ nhiều từ nhỏ minh lan lớn lên trong gạo ngon áo đẹp chưa từng bị ấm ức hay tủi thân cũng không đến mức người ngoài phải đến làm anh hùng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng cố đinh diệp cũng không tức giận đôi mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn chằm chằm vào minh lan nhấn từng chữ không em nói dối em vẫn luôn bị áp đặt sống cho đến hôm nay em vẫn luôn thấy uất ức em xem thường thứ khuôn phép thối nát này nhưng lại không thể không làm theo mọi việc rõ ràng em có thể làm rất tốt nhưng lại cố gắng hạ thấp bản thân mọi chỗ không dám mảy may mạo hiểm chút nào nên mới chọn nhà họ hạ tầm thường minh lan giận dữ nàng không hề hay biết hai mắt mình đã đỏ lên chỉ cười nhạt lớn tiếng mạo hiểm trên đời này mỗi người đều có số phận an bài không chấp nhận số phận hừ tứ vương ra lúc đầu không chấp nhận số phận kết quả thế nào một ly rượu độc lục vương ra cũng không chấp nhận số phận thế là bị biếm thành tôn thất tầm thường kinh vương đàm vương cũng không chấp nhận số phận nay đầu một nơi thân một nẻo đàn ông các người đều như thế huống hồ tôi chỉ là một cô gái yếu đuối tôi có cách nào khác không biết điều một chút sao có thể sống sót đây nàng không thích theo thùa đầu ngón tay đều sứt sẹo không thích vương thị Dì Lâm hay mặc Lan không thích lúc không vui cũng phải cười trước mặt người đáng ghét phải giả vờ ngoan hiền đáng yêu không thích có quần áo hay thứ gì tốt đều phải để cho người khác chọn trước không thích chuyện gì bị oan ức cũng phải giả ngu cho qua rất nhiều rất nhiều việc không thích nhưng nàng đều giả vờ thích có cách nào hơn nàng phải sống sót cố định Diệp bước lên mấy bước không nhường chút nào từng bước ép sát đúng vậy em hiểu rất rõ em thông minh em hiểu biết em cầm cái gì cũng phải nhìn cho kỹ nên em mới không dám đi quá giới hạn nhưng trong lòng em lại bực bội không thể trấn an. Em tức giận, em bất bình, nhưng hết lần này đến lần khác em không thể làm khác. Em nhẫn nhịn chỉ có thể giả ngốc, lúc nào cũng cố gắng làm vừa lòng mọi người, ép buộc bản thân phải làm một cô sáu nhà họ thịnh không thể bắt bẻ. Cả người Minh Lan run rẩy, không biết do tức giận hay là sợ hãi, ngực toát một mảng mồ hôi, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Tựa như vết thương cũ năm xưa đã thành sẹo lại bị vạch trần, miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Hóa ra nó chưa bao giờ khỏi hẳn, nàng muốn to tiếng nàng muốn khóc nức nở cho nên hết thảy mọi thứ đều bị lấp kín vào trong miệng đứng ở nơi đó tiến hai lùi đều khó khăn mặc cho viền mắt rưng rưng mười năm ở khuê phòng cổ đại nửa cuộc đời ở kiếp trước giống như trong giấc mộng giả vờ lâu quá rồi diễn rất nhập vai nàng đã quên khóc một trận là như thế nào đã quên thế nào là tùy ý muốn mắng bèn mắng đã quên nàng không phải là thịnh minh lan mà nàng là diêu y cố đình diệp nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của minh lan trong lòng không hiểu vì sao thấy đáng chát anh ta bước từng bước đi lên, khom người xuống chắp tay thi lễ, ngẩng đầu lên, giọng nói sang sảng mang theo âm khàn trầm, từng chữ rõ ràng, tôi mến mộ em đã lâu, nguyện cưới em làm vợ, giao phó việc nhà, kéo dài hương khói, chọn đời bên nhau. Hai mắt đẫm lệ mờ mịt, Minh Lan chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy chân thành của Cố Đình Diệp, trong chốc lát, tay chân nàng luống cuống. Cố Đình Diệp mắt chất chứa chờ mong, nóng bỏng mà rực rỡ, nhìn thẳng vào Minh Lan, tôi không dám can đoan để em có cuộc sống thần tiên ngày ngày, nhưng tôi còn ở đây ngày nào tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi. Trong cánh đàn ông tôi ở vị thế gì, thì với cánh phụ nữ em ở vị thế ấy. Từng chữ vang vọng, nói năng hùng hồn. Minh Lan giật mình, bất giác cảm thấy lạnh buốt một mảng trên mặt, nàng đưa tay lên sờ, chạm phải toàn nước mắt. Bởi vì tỉnh táo nên thấy đau khổ, bởi vì hiểu rõ nên thấy ảm đạm, trong hy vọng luôn có tuyệt vọng, nàng không dám hy vọng, không dám chờ mong. Mọi người đều tỉnh, mình ta say, dù là đeo xiềng xích cũng phải dẫm lên mũi đau, cười ngây ngô mà bước qua thôi cổ đại chết tiệt này. Tiễn mẹ và em gái đi, Hoa Lan đổi một bộ áo tơ mềm hình hoa đào nửa mới nửa cũ, ngồi xuống cạnh cửa sổ bên giường, dựa vào gối thêu. Không lâu sau, một hồi tiếng động vang lên, viên văn thiệu bước vào nhà, đi nhanh đến cạnh giường cười với vợ, sao nàng lại ngồi dậy thế, còn không nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Thiếp đã nằm nửa ngày rồi, nằm nữa còn thành cái gì? Hoa Lan hờn dỗi lườm anh ta một cái, sau đó đặt giỏ đựng kim chỉ xuống, giúp chồng tháo thắt lưng thay quần áo, Đưa áo khoác cùng áo dài cho đứa hầu đứng cạnh, Viên Văn Thiệu thay sang đồ mặc ở nhà xong thì đỡ Hoa Lan ngồi trở lại bên giường. Viên Văn Thiệu nâng chén trà mới rót ở đầu giường lên, chậm rãi nếm một ngụm, anh ta anh ta vừa qua tuổi 30, lún phún một chút dâu, gương mặt vung vắn nhìn càng thêm phần thận trọng oai phong, rất có dáng dấp của ông chú 40 tuổi. Hoa Lan hai mắt nhìn chồng mà lòng còn hoài niệm gương mặt công tử trắng trẻo lúc mới cưới. Mẹ vợ với em vợ đều đi rồi sao? Cậu hai cố đi rồi sao? chờ mấy đứa hầu vừa đi hai vợ chồng đồng thời mở miệng im lặng một lúc viên văn thiệu cùng hoa lan chăm chú nhìn nhau rồi cùng bật cười cười một lúc hoa lan mới cố tình khẽ than nói vẫn nói vợ chồng trộm cướp hôm nay thiếp mới biết là thế nào viên văn thiệu cũng cười nói ai bảo không phải có vợ làm đồng lõa cảm giác rất tốt ai đồng lõa với chàng hai gò má hoa lan hồng hồng cười duyên đánh chồng một cái viên văn thiệu cười lớn đón đôi bàn tay trắng như phấn hai vợ chồng cười đùa một trận rồi mới ngồi thẳng lại nói chuyện nàng xem chuyện hôm nay thế nào viên văn thiệu ôm vợ hỏi nhỏ hoa lan nhớ đến đứa hầu báo lại nhìn từ xa dù không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng qua dáng vẻ cũng có thể đoán đại khái lúc bắt đầu hai người còn khách khí nói chuyện sau đó không biết cố đình diệp nói gì mà minh lan tức phát khóc chạy mất hoa lan trầm tư một lúc rồi nói hôn sự này sợ là không chạy được rồi vậy sao nàng chắc chắn chứ viên văn thiệu hỏi lại hoa lan bình tĩnh gật đầu dứt khoát nói chuyện đã như thế này hôn sự mà không thành chúng ta chẳng còn mặt mũi nào. Viên Văn Thiệu vẫn biết khả năng của Hoa Lan từ trước đến giờ, liền thở dài một hơi. Hoa Lan thấy thế vẻ mặt trầm xuống xấu hổ nói, đều tại nhà mẹ đẻ em không tốt, việc hôn nhân tốt như vậy lại thành ra thế này, khiến chàng phải gánh trách nhiệm. Viên Văn Thiệu cười lớn giơ tay an ủi vợ, cái này có liên quan gì đến nàng, chẳng qua là người lớn trong nhà chưa sẵn sàng mà thôi. Hoa Lan đặt đôi cánh tay trắng mịn mảnh khảnh trước ngực chồng, cố ý mở mắt thật lớn, dáng vẽ vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương nói khẽ, Cha thiếp là người đọc sách, vô cùng cứng nhắc về đạo đức. Từ sau khi em tư gả vào nhà họ lương, cha em cảm thấy có lỗi với cậu Văn nên hứa gả em năm cho cậu ta. Cũng coi như bù đắp, nhưng mà mẹ em lại cảm thấy việc hôn nhân mà con rể là chàng mai mối cũng tốt. Còn em sáu của em từ nhỏ được bà nội nuôi lớn, việc kết hôn của em ý từ trước vẫn là để cho bà nội quyết định. Ba người một nhóm, ai cũng có ý kiến riêng, lúc này mới khiến mọi việc loạn lên. Sự thật đương nhiên không phải vậy nhưng Hoa Lan cũng chỉ có thể nhẹ nhàng giấu giếm. Viên Văn Thiệu nắm tay Hoa Lan, vẻ mặt ôn hòa cười nói, cha vợ là người đọc sách, hết lòng tuân thủ lễ nghĩa là đương nhiên. Mẹ vợ là người làm mẹ, thương yêu con cũng là bình thường. Lão phu nhân càng là người có tâm, không thể ngay lập tức thay đổi, cũng có thể thông cảm. Ai cũng có lý, nàng có gì phải suy nghĩ. Hoa Lan vẫn nhíu mày, lo lắng nói, chỉ sợ Cố tướng quân giận, đến lúc đấy chẳng những không làm được thông gia lại còn kết thù. Chưa chắc thế, Viên Văn Thiệu buông Hoa Lan ra, bưng trà lên uống một ngụm lông mày thả lỏng mỉm cười nói ban đầu ta cũng có hơi lo lắng có điều hôm nay xem ra việc này không lo cậu hai cô lúc đi tâm trạng vô cùng tốt liên tục bảo ta mau chóng tiến hành tốt nhất là trong năm nay làm xong lễ văn định qua năm mới là kết hôn hoa lan hơi giật mình thật sự viên văn thiệu ngậm nước trà trong miệng chậm rãi gật đầu hoa lan buông vẻ u sầu đấm nhẹ chồng một lúc cười nói thiếp đã bảo rồi mà em sáu vô cùng xinh đẹp xét về giáng dấp là hạng nhất rồi cậu hai cố nhìn rồi chắc chắn vừa lòng mối hôn sự này, chàng lúc đó còn lo lắng nữa. viên văn thiệu cười nói, vâng vâng vâng, đều là vợ tính toán không sai chỗ nào. hoa lan cười theo vài tiếng nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, không biết thịnh lão phu nhân có thể đồng ý hay không. tối hôm đó, thịnh lão phu nhân nghe được câu chuyện cũ không thể tưởng tượng nổi, bà ngơ ngác ngồi trên giường, mi lan cúi đầu quỳ, nhỏ giọng nức nở, lão phu nhân nghe mà phình cả chán. con nói, chúng ta vừa đến kinh thành, con đã quen biết cậu ta. Nghĩ đến đây bà không nhịn được mắng, con làm sao không nói sớm. Minh Lan khóc đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ, con, con sợ bà nội mắng, cũng sợ bà nội lo lắng. Khi đó việc nàng ra mặt xả giận cho yên nhiên bị lão phu nhân nghiêm khắc phạt một trận, nói hết lời bà mới bỏ qua cho. Sau đó cố đình diệp lại nhảy ra gây sự, nàng nào dám báo cho lão phu nhân, chỉ sợ lại bị trách mắng thêm một trận. Hơn nữa khi đó làm sao nàng biết hết lần này đến lần khác lại dây dưa với cố đình diệp. Giống như đứa trẻ làm sai chuyện, người lớn khó khăn lắm mới chịu tha thứ cho cuối cùng sai lầm của nàng lại tiếp tục gây ra hậu quả mới nàng đương nhiên không dám nhắc đến lại cố gắng che giấu đi giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lão phu nhân làm sao mà không biết tâm sự kiểu trẻ con của minh lan không khỏi giận dữ nói sao con hồ đồ thế thực ra minh lan cũng không hồ đồ nàng giấu rất tốt chưa có người nào phát hiện ra nàng có liên quan đến cố đình diệp lão phu nhân suy nghĩ rối loạn lại đau lòng minh lan không nhịn được kéo cô bé từ mặt đất lên ôm đến bên người vỗ nhẹ than cũng không trách được con ai biết họ cố kia suy tính kín đáo như vậy minh lan khóc đỏ mũi gật đầu liên tục không phải quân ta quá vô dụng mà là quân địch quá xảo quyệt lại còn bày trò đánh lén lão phu nhân chậm rãi lùi về phía sau hơi khép mắt lại trong phòng chỉ còn nghe tiếng minh lan nức nở lò sưởi đồng đỏ hoa văn phúc thọ trên mặt đất phát ra vài tiếng lửa cháy nhẹ nhàng minh lan từ từ lau nước mắt Thấy lão phu nhân rất lâu không nói câu nào liền đi tới nhẹ nhàng lôi kéo tay áo bà lắc lắc, "Bà nội, giờ chúng ta làm thế nào?" Lão phu nhân mở mắt ra, quét mắt nhìn Minh Lan một lúc rồi nhẹ giọng hỏi, "Minh nhi, lúc Cố Đình Diệp nói tất cả mọi chuyện với con, con nghĩ như thế nào?" Trên mặt Minh Lan hơi lộ ra nét lúng túng, cuối cùng nàng quyết tâm nói thật hết, liền đỏ mặt nói, "Lúc đầu con cũng hơi đắc ý, lại có người để tâm đến con như vậy." Sau đó càng nghĩ càng thấy giận, hận không thể đánh anh ta một cái. Sau đó con lại cảm thấy phát sầu, người này lợi hại như thế, nên làm gì bây giờ? Đây là lời nói thật lòng, lấy chồng lợi hại thì thường có cả mặt lợi và mặt hại. Khi nòng súng anh ta hướng về bên ngoài thì thiên hạ thái bình, nhưng khi nòng súng hướng về bên trong thì sợ là máu chảy thành sông. Nghe lời này lão phu nhân cũng gật đầu liên tục, đây đều là những suy nghĩ rất chân thật. Suy nghĩ xong bà lại nhắm mắt giống như muốn nghỉ ngơi. Minh Lan vội vàng đung đưa cánh tay bà, liên tục hỏi, "Bà nội bà nói chuyện đi, bà đang nghĩ thế nào?" lão phu nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện lạnh lùng nói, đi gọi cha con lại đây, nói cho ông ta biết bà đồng ý việc hôn nhân này. Minh Lan kinh hãi, nghi ngờ hỏi lại, chỉ, như vậy thôi, đầu hàng thật sức khoát. Không thế thì còn thế nào, vẻ mặt lão phu nhân ác liệt, khóe miệng còn mang theo nét tự giễu cười lạnh vài tiếng, người ta tính toán bao nhiêu, tâm cơ sâu nặng, thận trọng từng bước dồn tới tận cửa rồi, bây giờ còn có biện pháp gì. Nói ra lại là nhà chúng ta vớ được món hời, thôi cho bọn họ tọa nguyện đi trong lòng minh lan ái náy ngón tay kéo góc áo không dám nói lời nào lão phu nhân dừng lại một chút lại nhẹ nhàng chào phúng nở nụ cười nói cũng tốt có người tốn hết tâm tư đối với con vẫn còn hơn là đã được lời lại còn ra vẻ minh lan có chút giật mình ngẩng đầu nàng biết lão phu nhân nói ai lo lắng thử dò xét cái này cháu gái có cần nay không nói với hạ à, cần nói cái gì lão phu nhân chừng mắt lại trách mắng, việc này để bà đi nói cháu không cần ra mặt người nhà họ hạ trừ bà già em gái của ta, những người còn lại tốt nhất cháu không cần gặp lại. Ừ, bây giờ cho bọn họ rảnh tay đi đón tiếp thân thích, lúc này không còn ai ngăn họ làm người tốt rồi. Chẳng nhẽ cháu không gả cho họ hạ thì không được, giờ cho tất cả mọi người biết, con gái nhà họ thịnh không lo không gả được, có cả đống người nhớ nhung kia kìa. Milan nuốt nước bọt, nhìn lão phu nhân tỏ vẻ tự cao ngạo mạn, hơi ngạc nhiên xong cũng hiểu ra, lão phu nhân từ trong xương là người vô cùng kiêu ngạo. Thực ra bà đã sớm mất kiên nhẫn với tình huống liên tiếp bên nhà họ hạ, chẳng qua là cố gắng nhịn thôi. Lão phu nhân hít thở nhẹ nhàng, điều hòa hô hấp, tựa trên đệm bình tĩnh nói, đầu tiên quyết định chuyện Như Lan và họ Văn, sau đó liền cho họ cố đến đặt lễ đính hôn, bảo phu nhân mau chuẩn bị việc kết hôn. Bây giờ bà nội muốn cho con một phần đầu cưới lớn, ai cũng không được nói nhảm. Hừ, không phải chỉ là sống thôi sao, con suy nghĩ cho rõ ràng một chút, để ai uất ức cũng đừng khiến chính mình tủi thân, mình sống thoải mái là được. Minh Lan lặng người, dặn dò Thúy Bình đi mời Thịnh Hoành đến rồi bản thân lẳng lặng quay về mộ thương trai, ngồi trước bàn ngơ ngác một lúc, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, gọi Đan Quất mở nghiên mài mực. Minh Lan trải ra một tờ giấy lớn trắng như tuyết, dùng bút lông loại lớn, nhúng đẫm mực, nín thở tập trung, loại sạch mấy cái ra sức múa bút. Mực nước tràn trề, chữ viết như dòng bay phượng múa, viết ra bốn chữ cuồng thảo lớn nan đắc hồ đồ, khó có khi hồ đồ. Đẹp, tiểu đào đứng cạnh ra sức vỗ tay, cô chủ viết đẹp lắm. Ặc, à, cô chủ, có ý gì nhỉ? minh lan hạ bút lông lớn bình tĩnh nói nghĩa là em ăn trộm hạnh nhân đường đan quất giấu cô chủ ta coi như không thấy sau đó minh lan tự tại vung tay áo đi vào nhà để lại tiểu đào với đan quất một đứa thì chóng váng muốn chạy trốn một đứa thì đang sắn tay áo mài dao soàn soạt thực tế cho thấy sau khi phong ba đi qua người thu hoạch được lời nhất chính là thịnh hoành văn nhân thời cổ đại để ý nhất là cốt cách khí phách bản thân thịnh hoành là quan văn xuất thân một đường thẳng từ khoa cử nhưng lại có đến ba con gái gả vào nhà có tước không tính trung cần bá phủ bị thờ ơ đã lâu cho dù là lương hàm thì cũng chỉ là con út nhưng mà cố đình diệp tân quý lại không phải hàng giả việc này trong con mắt tập đoàn quan văn thanh quý không tránh khỏi bị cái tiếng leo lên nhà quyền quý có điều tra thịnh vận may rất tốt còn chưa đi đến đỉnh cầu thuyền của mình đã tự thẳng ông gả con gái thứ ba cho văn cử nhân thủ trưởng của thịnh hoành đương nhiệm nội các lô lão đại nhân có phần kinh ngạc ông ta với thịnh hoành ở công bộ quan hệ rất tốt biết con gái thứ ba của thịnh hoành là con vợ cả Thịnh Hoành trịnh trọng gật đầu, lập tức chắp tay nói, ti trước tuổi nhỏ mất cha, trưởng bối trong tộc không ở kinh thành, xin nhờ lão đại nhân vì hai đứa con gái của tôi làm mối. Lô lão đại nhân đương nhiên đồng ý, có điều không nhịn được hỏi, ta còn tưởng rằng, đặc điểm của văn nhân, nói chuyện để lại một nửa. Thịnh Hoành trên mặt chứa đầy vẻ ái náy, biểu hiện đau xót, xấu hổ, xấu hổ, ti trước từ khi nuốt lời vẫn rất ái náy với họ văn, sớm đã có ý định đặt lại hôn ước một lần nữa, chỉ muốn không phụ lời dạy của thánh nhân. Lô lão đại nhân thật là cảm động, lập tức bằng lòng ra mặt làm mối cho con gái họ thịnh. Việc này sau khi truyền đi, tất cả mọi người trong kinh đều chố mắt, qua một lúc liền chăm miệng một lời khen khí khái của thịnh hoành. Trước kia khi Mạc Lan và họ văn đính hôn, Vương Thị cho là việc đã chắc chắn, đã lộ tiếng gió trước mặt người khác. Không ít người đều biết là họ thịnh định gả Mạc Lan cho một vị cử nhân, ai biết sau một hồi phong ba, Mạc Lan lại được gả vào phủ lương. Mọi người đều thầm than Mạc Lan có phúc lớn, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc cho vị cử nhân kia. Ai cũng không ngờ Thịnh Hoành lại cương quyết gả con gái cả cho vị cử nhân xui xẻo kia. Họ Thịnh cũng không sợ chọc vào cậu hai cố. Ai ngờ, đợi lâu cũng không thấy họ cố phát tác gì, ngược lại còn khua chiêng gõ trống chuẩn bị việc kết hôn, khiến một đám chờ xem việc vui bị cụt hứng. Hầm hực nhất chính là họ Bành, đều là lấy con vợ lẽ thay con vợ cả, sao họ Thịnh thì được mà nhà chúng ta lại không được. Cố Đình Diệp, cậu lại dám nhìn người đặt cố à? Từ danh sĩ Thanh Lưu đến quan lại lục bộ đều hết sức vui mừng, mạnh mẽ biểu dương khí khái của đồng chí thịnh hoành một phen cha thịnh được cả tiếng lẫn miếng thể diện trong ngoài đều có đủ thông thường vợ chồng là oan gia cơ may lại trái ngược trong khi thịnh hoành được cấp trên khích lệ cấp dưới ngưỡng mộ thì mọi chuyện của vương thị lại không thuận lợi đầu tháng 11, cuối cùng lão phu nhân họ văn cũng chuẩn bị đủ xính lễ đến họ thịnh giảm ngõ lúc trước họ văn được định cho mặc lan vương thị thấy văn lão phu nhân chỗ nào cũng tốt bây giờ đến phiên như lan bà ta lại lo lắng khắp nơi một lúc thì thấy xính lễ quá mỏng một lúc lại cảm thấy văn lão phu nhân làm người soi mói cay nghiệt. Suy nghĩ của bà ta, nữ quyến trong nhà có ai không nhìn ra. Hải thị rất thông minh thể hiện là mình vẫn chưa hết nôn ngén, trốn trong phòng không ra. Chỗ thịnh lão phu nhân, vương thị không dám nói câu nào, cả ngày giàu dĩ không vui, tính tình nóng nảy gấp 10 lần bình thường. Lão phu nhân vì chuyện của Minh Lan mà giận vương thị, nhìn bộ dáng bà ta như vậy không nhịn được mà âm thầm hà dạ. Có điều như Lan đến cùng vẫn là cháu nội bà, qua mấy ngày bà không nhìn nổi nữa chỉ có thể mở miệng. Chuyện lớn như vậy sao con không cùng người nhà thương lượng một chút Nói là làm luôn rồi hả Lão phu nhân ngồi trên giường Vẻ mặt giọng nói đều quyết liệt Vương thị đứng phía dưới Trên mặt có ý không phục giải thích Con rể văn gia cảnh bình thường Như nhi bị tủi thân như vậy Con dâu không đành lòng nên trợ cấp nhiều một chút Lão phu nhân nhìn khuôn mặt vương thị Dẫn không có chỗ phát tiết Vỗ giường quát lớn Con hồ đồ Con nghĩ ta tiếc chút tiền mới nói sao Từ khi con vào cửa bao nhiêu năm như vậy ta với lão gia đã bao giờ nhớ nửa phần đầu cưới của con lòng dạ con hẹp hòi như vậy cho ai xem vương thị thấy lão phu nhân nóng giận vội vã quỳ xuống luôn mồm nói lão phu nhân bớt giận đều là con dâu không phải để con dâu giải thích thật sự là quá tuổi thân cho con bé như nói xong vương thị không nhịn được ươn ướt viền mắt lão phu nhân người chưa gặp qua nhà thông gia thật sự là thô bỉ như thôn phụ con dâu đau lòng cho như nhi mới lão phu nhân nhìn vương thị tâm địa mẹ hiền không khỏi hơi mềm lòng cha của cháu rể văn cũng là người đọc sách chẳng qua là không may mắn vừa mới thi đậu tiến sĩ còn chưa kịp nhậm chức quan đã bị bệnh thương hàn mất mạng lão phu nhân thông gia nếu không phải là người lợi hại làm sao có thể chống đỡ cho gia tộc ta biết con sợ như nhi bị ức hiếp nên mới mua cho nó một tòa nhà trong thành nhưng con làm như vậy là phản tác dụng rồi vương thị ngừng nước mắt ngẩng đầu ngơ ngác vẻ mặt không hiểu lão phu nhân nhìn vương thị vụng về chậm chạp trong lòng mệt mỏi cúi đầu vuốt đường viền xanh ống tay áo của chính mình một lúc mới điều hòa hơi thở. Bình thản nói, bà thông gia dù ta chưa từng gặp như cũng biết bà ta là quả phụ mà nuôi được hai đứa con trai lớn lên. Lại nhớ đến chi tiêu ăn mặc trên người cháu rể hồi trước, ta cũng biết bà ta tất nhiên là người tính toán về tiền bạc. Con cũng nhìn ra điểm này mới lo lắng cho Như Lan đúng không? Vương thị ra sức gật đầu, vội vã trên miệng nói, mẫu thân nói đúng lắm, con nghe nói bà thông gia xưa nay thiên vị con trai nhỏ, bao nhiêu bạc đều cho cậu ta hôm đính hôn đó con dâu thả tiếng gió thăm dò bà ta từ chối lập tức nói tiền bạc không đủ yêu cầu như nhi với con rể thành hôn xong phải tự mình thuê nhà mà sống vì thế con dâu mới vương thị thấy lão phu nhân chừng mắt nhìn mình mới ngượng ngùng ngậm miệng lại lão phu nhân quay đầu thở dài nói con đặt mua tòa nhà cho con rể có phần lên mặt nhưng cũng không tính là quá sai quan lại thế ra giúp con rể ra cảnh bần hàn nhưng có chí tiến thủ học hành cũng là bình thường con sai là sai ở chỗ không nên một hơi mua tòa tứ hợp viện hai lầu to như vậy hai đứa có hai cái miệng nhỏ dùng hết được sao con trai ở trong thành có tòa nhà lớn mẹ đẻ sao có thể không qua lại hưởng phúc con chờ xem quay đi quay lại bà thông ra sẽ mang cả nhà từ nông thôn ở kinh giao chuyển đến đây lúc đấy như nhi mới gọi là tự tìm quả đắng mà ăn vương thị trong lòng giờ mới nghĩ đến việc này dần dần môi run run sắc mặt tái nhợt thịnh lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu liên tục nói con cả đời vẫn cái tính này thích nhất độc quyền độc đoán cái này cũng không có gì đương gia chủ mẫu ai không tính toán, nhưng mà con cũng phải bỏ công suy nghĩ. Cứ đến chuyện quan trọng là con lại hồ đồ. Con nếu như chịu cùng ta thương lượng làm sao đến mức này, như Lan không tốt cũng là ta nhìn lớn, chẳng lẽ ta sẽ hại nó. Con nếu muốn trợ cấp như Lan phải đổi thành bạc với dụng đất, sau đó mua cho bọn nó một gian nhà nhỏ, bà thông gia nhìn nhà chật cũng không tiện chen vào, như như lúc đấy mới thoải mái. Vương thị vẻ mặt luống cuống, há mùng nửa ngày mới nói, này bây giờ làm sao? Con dâu đã thu dọn nhà mới xong, hầu gái đầy tớ cũng đã mua, họ văn cũng biết rồi. Thịnh lão thái thái trong lòng tức giận, nổi giận nói, con gái của chính con, con quyết định đi. Vương thị giờ mới biết sợ, quy cầu lão phu nhân một lúc, liên tục hối hận nói mình không đúng, lôi kéo ống tay áo phu nhân khóc lớn. Lão phu nhân dù giận không nhẹ nhưng cũng không thể mặc kệ, cuối cùng chỉ nói, con cũng không cần lo lắng quá. Bà thông gia lợi hại đến đâu cũng không thể đến ở nhà hồi muôn của con dâu mà vẫn chèn ép con dâu vào chỗ chết được hơn nữa tính tình như lan thế chắc cũng không chịu ăn thiệt chính con cũng đừng nói gì con mà mở miệng là chỉ có làm hỏng chuyện gọi thằng bách đi nói chuyện với cháu rể nếu như cậu ta thông minh mẹ cùng vợ có mâu thuẫn cậu ta cũng có thể biết rõ sai trái không cần thiên vị cần thế nào liền thế ấy hừ hừ nói ra họ thịnh cũng đã có con gái hòa ly vương nước mắt ròng ròng ngơ ngác trên mặt đất là một tội phạm nghe trộm chuyên nghiệp minh lan đang ngủ gật ở buồng trong đã sớm tỉnh lại nàng nghe mà lắc đầu liên tục vương nữ sĩ giống như một đạo diễn nửa mùa lúc bà ta đạo diễn hài kịch khán giả thường khóc ròng ròng khi bà đạo diễn bi kịch khán giả lại cười phá lên tuy rằng phim cũng coi như đắt khách nhưng cũng khiến người ta giờ khóc giờ cười có điều may mà bên đầu tư với nhà sản xuất đáng tin nắm rõ xu hướng nên tổng thể cũng không đến nỗi thâm hụt tiền vương thị vừa khóc vừa kể lể thêm vài câu cuối cùng hồn bay phách lạc rời đi minh lan mới dám đi ra nàng không nhìn được hỏi bà nội lão phu nhân họ văn phiền phức như vậy sao Lão phu nhân bị Vương thị làm cho giận quá, đang bưng chén trà từ từ uống, nhẹ nhàng nói, trên đời làm gì có mẹ chồng nào không phiền phức, có điều việc này phải nhìn người chồng. Anh rể cả con không rõ ràng như cháu Bách, khiến chị cả con chịu không ít khổ. May mà Hoa Nhi nhịn được nhiều năm như vậy, nước chảy đá mòn, anh rể con mới dần nhìn ra. Bây giờ lúc nào cũng giúp vợ mình, ngược lại thấy chính mẹ cậu ta mới không đúng. Minh Lan Minh Lan gõ nhịp tán thưởng, chị cả cũng thật giỏi, anh rể cả coi như là hiếu thuận cuối cùng cũng từ từ mà bị trị cả nắm thóp. Đời trước nàng không có cơ hội gặp phải mẹ chồng, vô cùng kính nể bản lĩnh của Hoa Lan. Nếu phụ nữ hiện đại đều có bản lĩnh của Hoa Lan, đoán là lượng công việc của Diêu Y Y sẽ giảm một nửa. Lão phu nhân thở dài nói, khó khăn nhất chẳng qua là chữ nhẫn. Cháu rể cả là đứa hiếu thuận, cũng gần gũi anh em nhưng không thể chịu nổi mẹ mình bất công đến mức vậy, hận không thể có gì tốt đắt tiền đều đưa cho phòng lớn. Cháu rể là người sĩ diện, cũng phải ra ngoài xã giao cậu ta gặp khó khăn mẹ mình chỉ từ chối ngồi yên chỉ có thể tìm vợ mình cúi đầu ngửa tay đến lúc phòng lớn có việc lại loạn lên bắt cậu ta ra sức giúp đỡ cõi đời này ai cũng có tư tâm cháu rể đã có vợ có con hàng năm hàng tháng đều như vậy dẫu là con trai ruột thì cũng xa cách thôi minh lan tranh thủ vỗ mông ngựa bà nội nói đúng lắm chính là chữ nhẫn này vô cùng khó có được chị cả có thể mạnh mẽ như vậy đều do hồi xưa bà nội dạy dỗ thật tốt lão phu nhân liếc mắt nhìn bộ dáng lấy lòng của minh lan cười nịnh hót lộ hai má lúm duyên dáng. Từ sau khi nàng nói thật chuyện của Cố Đình Diệp liền tự giác nhận lỗi với bà nội, cả ngày thể hiện bộ dáng nỗ lực, thành khẩn nhận sai, xin được bồi thường. Lão phu nhân thầm buồn cười, cô ý nói, nói đến, vận khí của cháu cũng không tệ, mẹ chồng cháu là mẹ kế, sau này cũng bớt lo nhiều. Vừa dứt lời, lão phu nhân hứng thú nhìn sang Minh Lan, ai biết Minh Lan không chút nào đỏ mặt, bình tĩnh lắc đầu nói, không hẳn vậy, phải tự mình tai nghe mắt thấy, không thể tự nhiên có kết luận lão phu nhân thật lâu mới ử một tiếng. Làm một công chức luật pháp, Minh Lan xưa nay chủ trương dùng chứng cứ nói chuyện. Gần đây, Phủ Ninh Viễn Hầu nhụt chí suy sụp, không chỉ bị hạ bảng hiệu, quan ngự sử còn bẩm tấu rằng Phủ Ninh Viễn Hầu kết đảng bừa bãi, làm người không nghiêm, chắc như đinh đóng cột, còn có mấy người nhà có tước đang bị bắt giữ thẩm vấn cũng khai ra Phủ Ninh Viễn có liên quan. Đại lý tự phụ trách cha rõ mưu nghịch đề xuất dù không lập tức đoạt tước bắt trói thì cũng phải bắt người đến tra hỏi có lẽ vì ninh viễn hầu ra đương nhiệm cố đình dục đang bệnh đến giai đoạn cuối thường xuyên hôn mê bất tỉnh hoàng đế nể mặt cố đình diệp nên giữ lại không đưa ra những sớ tố cáo phủ ninh viên hầu giữa một loạt những nhà có tước liên can hầu phủ như trong cơn rông bão vùng vẫy lúc này mới được bảo toàn thanh thế của cố đình diệp đang lên cao không nói đến chuyện cố đình diệp về kinh chỉ ở phủ tướng quân làm mai với họ thịnh cũng là hai vợ chồng già nhà bạc lão tướng quân đứng ra cứ như vậy cái gì cũng không cần nói người bên ngoài không nhịn được phỏng đoán người có tâm còn kể lại chuyện phủ ninh viễn hầu năm đó nói bóng nói gió năm xưa cố đình diệp cũng chịu nhiều ước hiếp thực ra thái phu nhân cố phủ tần thị ở trong vòng xã giao của quý phụ kinh thành danh tiếng rất tốt ôn hòa kính cẩn hiền lành thục đức thường xuyên trợ cấp trẻ mồ côi đến giờ chưa từng có ai chỉ thẳng vào bà nói mẹ kế mưu mô hiểm ác ngoại trừ một số người cố tình nịnh hót cố đình diệp đa số người còn lại âm thầm thông cảm cho tần thị thế nhưng bây giờ kết quả phủ định nguyên nhân mấy con trai của tần thị đều rất tốt cưới vợ dòng dõi cao chính cố đình dục ốm đau bệnh tật cũng còn mang thân tàn sống qua nhiều năm như vậy chỉ có cố đình diệp một mình rời nhà đi xa phiêu bạt mấy năm không về lời này nói ra rất khó nghe minh lan ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà việc này hình như rất phức tạp hình như ông trời nghe được tiếng lòng minh lan qua mấy ngày sau cố đình diệp đưa thiếp sang nói là tần thái phu nhân muốn đến thăm phủ nghe tin tức này minh lan liền ngẩn ngơ lão phu nhân trầm mặc một lúc mới thở dài nói như vậy cũng tốt không cần biết năm xưa làm sao, việc hôn nhân phải thỏa đáng trọn vẹn mới tốt. Dừng một chút lại nói, ố, cậu ta cũng coi như có tâm. Minh Lan không nói, nàng hiểu ý lão phu nhân. Dựa theo trình tự kết hôn bình thường, xem mặt con dâu thậm chí là hạ sinh lễ cũng đều do cha mẹ lo liệu, bước này nếu có sai khác thì rốt cuộc cũng khó coi. Cho dù Tần Thị đã từng muốn nhúng tay vào chuyện kết hôn của Cố Đình Diệp, sau đó bị Cố Đình Diệp bằng nhiều cách phá hỏng thì cũng không nói năng gì nữa. Bây giờ Cố Đình Diệp chịu lùi bước, Tần Thị cũng tranh thủ theo lửa xuống núi. Có điều Tần Thái phu nhân không dùng lừa mà dùng xe bốn ngựa kéo màu xanh chót đỏ rực, cho nên tới rất nhanh. Ngày hôm đó, Minh Lan đang ôm cái bụng no căng ngồi trên giường sưởi, lười biếng nâng áo gối uyên ương bằng gấm đỏ thẫm, vừa mới theo được hai mảnh bèo, Thúy Bình đã vội vã đến, nói là Thái phu nhân phủ Ninh Viễn hầu đến, đang nói chuyện ở Thọ An đường. Lão phu nhân nói, cô chủ ăn mặc tươi sáng chút. Thúy Bình nhìn Tiểu Đào đang ngơ ngẩn cầm cái áo khoác màu trắng mặc ở nhà, vội vã dặn Đan Quất, mấy cô gái lập tức vào trong mở ngăn kéo một hồi. Minh Lan đổi sang bộ váy hồng thêu cành hoa hạnh bằng gấm tà áo chạm gót dày, bên dưới là váy xếp ly màu hồng nhạt, trên đầu là búi tóc lưỡi liềm ngay ngắn, chỉ cắm một đôi châm song hỉ như ý điểm ngọc xanh biếc, sáng rực rỡ thanh nhã. Đoàn người chậm chậm đi về hướng Thọ An đường, đợi đến cửa, Minh Lan thoáng thở phào, hơi nâng tóc mai. Hầu gái giữ cửa thông báo, Minh Lan một đường đi vào, cúi đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng nhìn chỉ thấy lão phu nhân ngồi trên cao, kế bên bàn trà là một vị phụ nhân. Vương Thị ngồi ở dưới, thấy Minh Lan đi vào liền chỉ về nàng cười nói, đây là con bé sáu nhà chúng tôi. Sau đó lại chỉ vào vị phụ nhân kia nói, đây là thái phu nhân phủ ninh viễn hầu, Minh Lan nhanh chào. Minh Lan cung kính chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ, gấu váy không đung đưa, dáng người không lai động, xinh đẹp đoan trang. Tần thái phu nhân mới nhìn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, bà vội vã bảo Minh Lan đứng dậy, sau đó kéo Minh Lan đến bên người tỉ mỉ xem xét. Chỉ thấy cô bé trắng như tuyết, đẹp như vẽ, không nhịn được khen, thật là cô bé xinh xắn, sao có xinh đẹp như vậy. Minh Lan ngại ngùng cúi đầu nhưng liếc mắt lén lút đánh giá tần thái phu nhân, hai mắt nhìn thấy không nhịn được giật mình. Tần thái phu nhân mặc một bộ áo dài màu nâu sẫm theo cảnh hoa cúc, váy lụa la màu mật ong, trên đầu búi tròn đơn giản. Cố định bằng cây châm phúc thọ bằng bạch ngọc long lanh, da rẻ trắng nõn trơn bóng, khóe môi mỉm cười đoan trang, diện mạo dễ gần. Ôn hòa mềm mại, là một phụ nữ trung niên có gương mặt vô cùng đẹp, chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt hơi tiết lộ số tuổi của bà nói về tuổi bà ta so với vương thị lớn hơn vài tuổi nói về vẻ ngoài vương thị tuyệt đối ngượng mùng gọi bà ta là chị tần thái phu nhân kéo minh lan lại gần hòa nhã nói chuyện hỏi thích ăn cái gì đọc sách gì ngày thường làm những gì minh lan theo lễ nghi đáp từng câu một tần phu nhân rất hài lòng cởi ra đôi vòng tay phỉ thúy đeo vào tay minh lan cười nói cô bé thật là xinh đẹp quá hẳn là vẽ ra mới được minh lan sắc mặt ửng đỏ cúi đầu đứng bộ dáng e lệ lão phu nhân nhà nhạt, nhạt liếc nàng một chút quay đầu khiêm tốn mà đáp, con bé vẫn còn con nít không hiểu chuyện. Tần thái phu nhân nhẹ nhàng làm bộ giận, cười nói, lão phu nhân cũng quá khiêm tốn. Đứa nhỏ này toàn thân khí thế trả nhẽ lại là làm bộ, thanh tú lộng lẫy, thông minh hiểu biết, con gái phủ ta được nuôi dạy tốt quá. Vương thị trong lòng hơi có phản đắc ý, không nhịn được nói, không phải tôi khoe khoang. Con gái nhà tôi nuôi dạy so với con trai còn dụng tâm hơn, đọc sách, theo thùa, còn có chị gia quản sự đều được dạy dỗ cẩn thận. Tần thái phu nhân ánh mắt lấp lánh, cười phụ họa vài câu, Vương Thị nghe hết sức hài lòng. Giọng nói Tần Thị rất ôn hòa, thao thao nói khẽ như thì thầm, tự lúc nào không hay đã thuyết phục được người nghe, nói cười nhưng không mất vẻ cao quý đoan trang. Nếu Vĩnh xương hầu lương phu nhân cao quý nhưng xa cách hờ hững, thì bà ta chính là luôn giữ vẻ mặt dịu dàng. Bà cực kỳ biết nói chuyện, quay về phía lão phu nhân giọng điệu tao nhã, lời Dương Xuân Bạch Tuyết thể hiện tư thế tiểu thư hầu phủ, quay về phía Vương Thị, bà lại vui vẻ, thái độ hiền hòa dễ chịu, Nói một lúc lão phu nhân đã thêm mấy phần thân mật khách khí, Vương thị dần buông xuống đề phòng, càng nói càng ăn ý. Mấy bà nói cười một trận, Tần thái phu nhân chợt hiện vẻ trần trừ, liếc nhìn Minh Lan, muốn nói lại thôi. Xưa nay Vương nữ sĩ bình thường chậm hiểu bỗng nhiên lanh lợi hẳn lên lên, vội hỏi, "Thái phu nhân có chuyện nói thẳng, không cần kiêng kỵ." Tần thái phu nhân vui vẻ mà cười, không trần trừ nữa, "Nếu như thế, tôi liền không phải ngại. Tôi tới cửa quấy giày, chính là đến đưa thiếp canh cậu hai nhà tôi." Nói xong, bà từ trong tay áo lấy ra một tấm giấy đỏ thẫm hai tay đưa cho lão phu nhân sau đó lại nói nếu như hai vị không chê cố phủ phúc đức mỏng manh tôi liền mặt dày xin canh thiếp của cô mình milan cố gắng cúi thấp đầu trong lòng cực kỳ buồn phiền nàng hiện tại nên đỏ mặt làm bộ ngượng ngùng nhưng mà mặt nàng một chút hồng cũng không hiện ra nổi cũng không thể tàn nhẫn tự cho mình mấy cái bà tai lão phu nhân nhận canh thiếp mở ra thoáng nhìn lên trên mặt hiện vẻ hài lòng liếc mắt nhìn vương thị vương thị hiểu rõ lập tức quay đầu cười nói nói gì mà ghét bỏ phủ ninh viễn hầu là khai quốc công huân trấn biên lập uy trên đời ai không ngưỡng mộ chỉ sợ minh nhi nhà chúng tôi không xứng thực ra vương thị nói vậy chỉ là khách khí chẳng qua là nâng cấp của câu trả lời đâu có đâu có mà thôi ai mà biết tần thái phu nhân bỗng nhiên đỏ viền mắt vẻ mặt hơi khổ sở vương thị nhìn thấy vội vã hỏi han tần thái phu nhân lau mắt gượng cười nói không ngại có điều Tôi hôm nay đến còn có chuyện muốn nói, mong lão phu nhân cùng em vương đừng trách tôi lỗ mãng. Phu nhân mời nói, lão phu nhân con mắt sáng ngời, lẳng lặng nói. Tần phu nhân thả khăn xuống, mỉm cười ôn hòa, chỉ mang chút đau buồn, cậu hai nhà tôi từ nhỏ đã nóng tính, cũng lão hầu ra cãi nhau rời nhà đi mấy năm, bây giờ cũng xa lạ với người trong nhà. Anh trai nó với tôi trong lòng không dễ chịu, nhà họ cố tốt xấu gì là nhà của nó. Lúc này việc hôn nhân của nó, tôi nghĩ, làm sao cũng phải kết hôn ở phủ ninh viễn hầu. Vương thị hơi trần trừ, con riêng với mẹ kế có ân oán, bà ta chưa phải mẹ vợ chính thức không nên lên tiếng, lão phu nhân trầm tư rồi nói. Đừng nói là việc kết hôn chưa thành, dù con bé Minh có vào cửa rồi, việc nhà họ cố chúng ta cũng không tiện xen vào. Tần thái phu nhân khẽ thở dài nhìn thẳng lão phu nhân, ánh mắt thẳng thắn chân thành, nhẹ giọng nói, anh trai của Diệp Nhi hiện giờ bệnh không nhẹ. Cả ngày nằm trên giường chỉ nhớ cậu hai, nói là chuyện lớn nhỏ gì cũng phải tìm anh em ruột giúp đỡ, phía dưới mấy anh em cũng không có tài, nếu là cậu diệp có thể về phủ tương lai sau đó là một hồi nhẹ nhàng thở dài mắt vương thị sáng lên bây giờ bệnh tình của cố đình dục nguy kịch cũng không phải chuyện bí mật gì gả vào hầu phủ so với làm hầu phu nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mẹ vợ của con cháu hầu phủ với cả mẹ vợ của hầu ra giá trị khác biệt càng lớn hơn nhiều hơn nữa bây giờ phủ ninh viễn hầu đúng là đang cần cố đình diệp giữ thể diện nghĩ đến đây bà không nhịn được nói đương nhiên về nhà là tốt câu kế tiếp bị ánh mắt của lão phu nhân chặt đứt Vương thị chậm rãi thu lời nói về. Lão phu nhân thu về ánh mắt đang nhìn Vương thị, quay lại nói, cô tướng quân là người biết lẽ phải, nhất định có thể hiểu rõ chỗ khó xử khổ tâm của hầu gia và phu nhân. Tần thái phu nhân giống như không có một chút nào không vui, quay đầu nhìn Minh Lan đang đứng bên cạnh, lại quay về lão phu nhân. Lần thứ hai nhìn thẳng vào lão phu nhân chậm rãi nói từng câu từng chữ, từ xưa mẹ kế khó làm, cậu hai nhà tôi mọi người đã biết, lúc còn trẻ bướng bỉnh hồ đồ, sau lại trốn đi giang hồ, tính tình không khỏi có phần trái khoáy Cậu ta từng lớn tiếng nói không phải con vợ cả không cưới, bây giờ. Tôi thấy Minh Lan vô cùng tốt, có tôi ở đây, những cái khác không dám nói, nhưng tôi tuyệt đối không để cho người ta bắt nạt con bé. Lão phu nhân nhíu mày, hình như có chỗ không hiểu, đảo mắt nhìn sang Minh Lan, chỉ thấy Minh Lan khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt không biểu hiện gì, đôi mắt to lại sáng lấp lánh. Minh Lan lập tức cúi đầu, không dám để cho người nhìn biết nét mặt nàng thay đổi, nàng biết vấn đề ở chỗ nào. Cố Đình Diệp biểu lộ tâm ý kết thân với Phủ Thịnh, việc này nói ra mọi người đều cho gả đi sẽ là con gái vợ cả ai biết tình thế thay đổi như lan hứa cho người khác sau đó cố đình diệp im lặng đồng ý con vợ lẽ phủ thịnh tại sao tập đoàn quan văn cao hứng như vậy bởi vì họ cho rằng đây là nhà tân quý quyền tước dành cho họ sự thỏa hiệp cùng kính trọng bấy giờ mới có bao nhiêu lời khen ngợi ở bên ngoài mi lan trong lòng thoải mái người bình thường có lẽ đều tưởng là cố đình diệp nhượng bộ nhưng mà trên thực tế chỉ có nàng cũng lão phu nhân biết tình huống hoàn toàn ngược lại nàng mới là người bị tình kế Dựa theo tư duy bình thường, lấy danh tiếng của Cố Đình Diệp và Tần Thị, những lời vừa rồi của Tần Thái phu nhân rất có sức thuyết phục, nhưng mà, Minh Lan trên mặt lộ ra một ý cười nhạt không thể nhận thấy, nàng biết rốt cuộc ưu thế lớn nhất của mình ở đâu. Nàng nhận biết một Cố Đình Diệp mà bên ngoài không có mấy người biết, bao gồm cả người họ Cố, bọn họ đều không biết. Minh Lan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão phu nhân, lão phu nhân giống như cũng dần dần hiểu rõ, khóe miệng hiện lên một nét vui vẻ không rõ ràng, quay đầu cùng Thái phu nhân đáp, phu nhân sợ là không biết cô sáu nhà chúng tôi vốn là con vợ cả. Buổi tối, Thịnh Hoài nghỉ trong phòng Vương Thị, vừa gọi đứa hầu cởi áo choàng lông cừu trên người ra, vừa nghe Vương Thị lải nhải chuyện thái phu nhân nhà họ cố tới chơi hôm nay. Vị thái phu nhân kia, vừa ôn hòa lại cao quý, không thấy nửa phần kiêu ngạo, lời nói thấu tình đạt lý, so với họ văn, rõ là một người trên trời một người dưới đất. Ai? Phải nói cái sáu đúng là có phúc. Vương Thị nhận lấy cái chén sứ nhỏ đựng nước trà xanh biếc từ trong tay thải bội, trà mao tiêm này cũng là do thái phu nhân hôm nay đưa tới lão ra nếm thử xem thịnh hoành thay thường phục xong ngồi ở trên kháng nói lão phu nhân vốn ưa thích trà này bà đừng có dùng hết đấy đừng trách ông ta nói khó nghe vương nữ sĩ thực ra không hề hiền lương như lịch sử ghi chép đâu vương thị nhất thời buồn bực lập tức sẵn giọng nghe lão ra nói là coi tôi như người trẻ không hiểu chuyện sao đã chia một nửa qua thọ an đường còn lại mới để phần lão ra và mấy người đứa nhỏ đấy thịnh hoành hơi gật đầu nhận lấy cái chén vương thị đưa tới hớp một hớp trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng khẽ khen trà ngon e là trà tiến cung cũng không hơn cái này ai cái sáu giờ không cần lo lắng đáng thương cho như nhi gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm vương thị ngồi bên bàn sưởi xoay xoay chơi đùa chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón tay khuôn mặt đầy vẻ u sầu vừa than thở về như lan vừa khen tần thị hiền lương thục đức bà ta càng thấy thái phu nhân nhà họ cố tốt chừng nào thì càng khinh thường văn lão phu nhân tục tằng tranh chua chừng ấy mà càng khinh thường văn lão phu nhân lại càng thấy thái phu nhân nhà họ cố thật sự quá tốt trong lòng dối như tơ vò càng nói càng kích động thịnh hoành ngồi bên cạnh chỉ chuyên tâm uống trà không nói một lời lão ra sao chẳng nói một câu nào vậy vương thị sướng kịch độc thoại hồi lâu thấy thịnh hoành hoàn toàn không để ý tí nào không nhịn được lớn giọng chẳng lẽ lão ra không lo lắng cho như lan hóa ra con gái chỉ là con của mình tôi thịnh hoành chậm rãi đặt chén trà xuống quay qua nhìn vương thị vương thị cũng hơi như người tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, chỉ nghe Thịnh Hoành nói, sau này bà có qua lại với thái phu nhân họ cố thì cẩn thận chút, việc gì cũng nên lưu lại ba phần. À không, lưu lại bảy phần vẫn hơn, không thể chuyện gì cũng nói, phải đề phòng nhiều vào, tránh cho sau này hối hận. Vương Thị vô cùng khó hiểu, chố mắt hỏi, vì sao chứ? Tôi thấy con người bà ấy rất tốt, lão gia chưa gặp qua bà ấy, sao lại nói như vậy, có thật sẽ hối hận như vậy không? Thịnh Hoành vuốt vuốt tròm dâu ngắn dưới cằm, lắc đầu nói, không cần gặp cũng biết. Bà thấy bà ta tốt, bà ta nhất định là một người lợi hại. Vương thị mơ mơ hồ hồ, cảm thấy lão gia như đang chế nhạo bản thân, lớn tiếng nói, lão gia nói cái gì đó. Tâm tình thịnh hoành hình như rất tốt, cười ha hả nói, lúc trước ở Tuyền Châu, bà và chi phủ phu nhân suýt nữa kết nghĩa Kim Lan. Sao lại không biết xích mích chuyện gì, bà ở nhà mắng người ta ước chừng đủ hai canh giờ. Lúc ở Đăng Châu, bà và Bình Ninh quận chúa thiếu chút nữa kết nghĩa chị em, bây giờ thì thế nào? Nếu không có phương trượng quảng tể tự khuyên can, nàng chắc còn chát cái danh tiểu nhân nguyền rủa người ta. Còn có gì khang, sau mỗi hồi chị em lâu ngày gặp nhau bà cứ luôn miệng khen người ta trước mặt tôi, thúc giục tôi giúp đỡ, bây giờ thì sao? Bà thiếu chút nữa lột ra người ta, ha ha, phu nhân à, vi phu thấy nhiều hiểu nhiều. Phạm là người mà bà nhìn thấy tốt, sớm muộn gì cũng bất hòa, còn không bằng chuẩn bị sớm trước đi. Nói xong, thịnh hoành cười đến hai vai run rẩy, tròm dâu dưới cằm cũng rung rung một hồi. Vương thị tức giận mặt đỏ bừng, há miệng như cá trích hớp nước, há ra ngậm vào nhưng cũng không phản bác được gì cuối cùng tức tối nói lão gia cũng thật có nhã hứng còn rảnh rỗi mà trêu gẹo tôi mấy ngày nay thịnh hoành gió xuân đắc ý mỗi tối đều có đồng liêu đồng niên hoặc cấp trên mời đến yến tiệc mọi người ngoài sáng trong tối đều có ý kết giao xu nịnh thịnh hoành làm sao không vui mừng càng nghĩ càng đắc ý vương thị thấy ông ta cười càng thêm tức giận nét mặt cứng ngắc trong lòng không phục lại giận chính mình cười xong một trận thịnh hoành ngồi thẳng người lên nhìn vương thị hỏi Hôn sự hai con bé chuẩn bị thế nào rồi?" Vương thị dầu dĩ không vui nói, "Như Lan đã qua lễ văn định, đợi qua năm sau khi kỳ thi mùa xuân yết bảng, bất luận cậu văn thi đậu hay không, ngày cưới đã định là cuối tháng 2. Cái Minh làm em gái không thể vượt trước Như Nhi, chúng ta tính gộp lại định là đầu tháng 3." Thịnh Hoành khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, "Vừa đầu năm liền làm việc vui, lúc này lễ mừng năm mới chúng ta cứ làm tiết kiệm chút, thứ nhất tránh phô trương quá, khiến người khác chú ý, thứ hai, ông ta dừng một chút nghiêm nghị nhìn vương thị nói đợi ra năm bà giao phó chuyện trong nhà cho con dâu sau đó đi phụng thiên một chuyến vương thị ngạc nhiên hỏi đi phụng thiên làm gì thịnh hoành trầm mặc hồi lâu khẽ thở dài bà đi phụng thiên tự mình nhận lỗi với mẹ vợ tiện thể báo hôn sự của hai đứa nhỏ vương thị nhớ tới mẹ ruột trong lòng phiền muộn buồn bực nói chỉ sợ mẹ còn giận tôi đã nhiều lần tặng lễ sang bồi tội rồi đều nói mẹ con không thể qua một đêm mà kết thù mẹ cũng quá quyết liệt rồi thịnh hoành vẻ mặt nghiêm nghị khuyên vương thị chuyện lần trước là chúng ta không đúng khó trách mẹ bà tức giận mấy năm nay mẹ vợ và cậu vẫn giúp đỡ chúng ta nhưng bà lại khinh thường chính nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai suy cho cùng cũng là cháu trưởng họ vương bọn họ làm sao không tức giận hôm nay vương khang hai nhà kết thông ra hoàn cảnh đã khác chúng ta cũng không thể cứ luôn cứng ngắc lúc này bà đi thành tâm nhận lỗi nếu mẹ vợ rảnh rỗi thân thể lại thoải mái dứt khoát mời bà đến đây ở một thời gian nhà chúng ta cũng náo nhiệt hơn thịnh hoành rất kính trọng vị mẹ vợ này lúc trước ông ta đến nhà họ vương cầu thân ông cụ vương vốn không đồng ý ngại ông ta xuất thân còn vợ lẽ không có ra thế để dựa dẫm nhưng vương lão phu nhân liếc mắt liền chọn chúng ông ta nói thịnh hoành bản tính phúc hậu tương lai tất có tiền đồ lúc này mới gả cô hai trong nhà cho vì thế thịnh hoành vẫn cảm động và nhớ ân tình của vương lão phu nhân Viền mắt vương thị phiếm hồng nhớ tới công ơn của mẹ mấy chục năm qua sau khi cưới gặp phải chuyện gì lâm Vương lão phu nhân liền đưa người đến vừa dân dạy vừa hỗ trợ, nước mắt của bà ta từ từ chảy xuống. Đều là do tôi bất hiếu, mẹ luôn lo lắng thương nhớ tôi, nhưng tôi lại khiến bà khó xử trước mặt chị dâu. Vừa nói, vội vàng đưa khăn lên lau nước mắt, lại cười nói, tôi nghe lão ra, đến lúc đó tôi tự mình dập đầu nhận lỗi, cùng lắm thì để mẹ đánh một trận là được. Thịnh hoành thấy thế, cũng cười thở dài, vậy mới đúng. Ai? Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó, mấy ngày nay tôi coi những người kia kết giao tình lại luôn nhớ tới tình nghĩa nhà cha mẹ bà ngày đó hôm nay nhà ta đã khá hơn thế nào cũng không thể vong ân trong lòng vương thị cảm động ánh mắt nhìn chồng tràn đầy nhu tình giọng nói kích động mẹ thật không nhìn sai người ông đúng là một người nhớ tình nghĩa nói cái tốt xong giờ đến phiên cái xấu thịnh hoành lăn lộn quan trường nhiều năm rất thông thạo kỹ xảo nói chuyện ông ta nâng chén trà lên uống một ngụm hỏi hai con bé xuất giá bà dự định chuẩn bị đầu cưới mỗi đứa bao nhiêu nói đến đề tài này các mặt Vương thị cứng đờ, mở cái lồng ấp trên bàn sưởi, xách ấm trà tới châm đầy nước vào chén trà trong tay Thịnh Hoành, động tác vừa chậm chạp vừa kéo dài, không phải đã sớm bàn xong sao? Cứ như cũ mà làm là được, cần bao nhiêu thì bấy nhiêu. Thấy Thịnh Hoành vẫn nhìn mình chằm chằm, Vương thị biết không thể lập lờ, mới không tình không nguyện nói, thật ra mà nói, tất nhiên phần Như Nhi lớn hơn, thứ nhất thân phận Như Nhi cao quý, thứ hai, Vương thị cắn môi một cái, Như Nhi lấy chồng tuổi thân, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn chút. Hồ Đồ thịnh hoành không chút do dự quát lên vỗ mạnh lên bàn chén trà vừa rót đầy nước sóng sánh ra ngoài vương thị không phục lập tức lật lọng nói cái minh đã có con rể quý như thế còn có gì không hài lòng thịnh hoành cất cao giọng nói châm chọc té ra con rể quý là bà tìm cho cái minh hay là như nhi nhường cho em gái mình vương thị lập tức nghẹn lời thịnh hoành trừng mắt nhìn vương thị vung tay áo mới phát hiện tay áo đã bị nước trà làm ướt một nửa ông ta vắt vắt tay áo vẻ mặt bình tĩnh khiển trách cửa hôn sự này lão phu nhân vốn không muốn chính bà không dạy dỗ con gái cho tốt để như nhi làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy cuối cùng không có cách nào khác thì lấy cái minh ra làm bia đỡ bà còn không biết xấu hổ mà nói thế mỗi lần nhắc tới chuyện này thịnh hoành vẫn nhịn không được muốn của trách vương thị dù sao đối với một quan văn hễ mở miệng là nói đạo đức văn trường con gái chính thất lén lút gặp gỡ trai bên ngoài chính là dáng một cái tát vào mặt ông ta mà mỗi lần như thế vương thị cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe dù nói thế nào đi nữa dạy dỗ con gái cũng là trách nhiệm của người làm mẹ thịnh hoành nghĩ tới chuyện như lan và văn viêm kính lại cảm thấy buồn nôn như nuốt phải rùi không nhịn được lại dạy dỗ vương thị một trận sau khi thoải mái chút mới trở lại chủ đề chính tôi cũng nói rõ ràng với bà lúc này bất kể là ngoài sáng hay trong tối còn có tòa nhà hôm trước bà chuẩn bị cho như nhi đồ cưới của hai con bé nàng phải chuẩn bị như nhau môi vương thị mấp máy vài cái nhưng không nói gì sắc mặt lại tức tối bất bình thịnh hoành đứng dậy Thấy Vương thị không cam lòng không tình nguyện, trầm giọng nói: "Sau khi bà gả vào nhà họ thịnh, tôi có động đến một phần đồ cưới của bà chưa? Bà muốn để lại tất cả cho ba đứa nhỏ, tôi cũng không có nửa câu ý kiến." Nhưng bà thử ngẫm lại, "Chị bà có thể có vận tốt như vậy, mấy năm nay đồ cưới của chị ấy đi đâu? Không nói anh Khang chi tiêu vô độ, còn có một phòng con trai con gái vợ lẽ, người nào kết hôn đều không phải dựa vào đồ cưới chị bà, thế nhưng chị ấy có khóc lóc kể lể gì không? So với dì Khang, vận khí Vương thị thật ra không tệ." vương thị nói không ra lời thịnh hoành thấy sắc mặt bà ta hòa hoãn tiếp tục nói mặc nhi và đống nhi không cần nói tới nhưng cái minh đã được ghi dưới tên bà được rồi cho dù bà chuẩn bị cho như lan bao nhiêu cái minh cũng phải bấy nhiêu muốn trách thì trách bà dạy dỗ con gái không đúng suýt nữa gây ra tai họa liên lụy người nhà việc này bà nói với mẹ vợ xem mẹ có tán thành với bà hay không lúc trước chị em bà xuất giá nhà ta thua xa họ khang hiển hách phú quý chẳng lẽ mẹ bà đã phân đồ cưới chị em các bà nặng nhẹ khác nhau vương thị có khổ không nói nên lời Cụ hứng ngồi phịch trên kháng chiếc khăn trong tay đã bị vò nát thịnh hoành lạnh nhạt nhìn vương thị lại chậm rãi nói thêm một câu nữa không chỉ như thế lão phu nhân cho minh lan bao nhiêu đồ cưới bà cũng không được hỏi trong lòng vương thị căng thẳng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chồng phẫn ốt nói thế này là sao lão ra dặn dò tôi nào dám không nghe đồ cưới hai con bé như nhau thì như nhau đi nhưng hai đứa đều là cháu gái lão phu nhân chẳng lẽ còn phân nặng nhẹ. Thịnh Hoành lạnh lùng nói, tuy rằng lão phu nhân đã nói rõ, đồ cưới mỗi con bé đều cho 1.500 lượng bạc, nhưng khi hoa lan xuất giá, bà đã chuẩn bị cho nó vượt quá con số này không ít, bà cho là tôi không biết sao. Vương Thị vội cãi, nhưng hoa nhi là do lão phu nhân giáo dưỡng. Bà ta giật mình thu lại lời nói phía sau, nhắc tới, Minh Lan chính là do lão phu nhân nuôi lớn nấy Thịnh Hoành nhìn chằm chằm Vương Thị, trong ánh mắt không che giấu được thất vọng, chậm rãi nói, lão phu nhân dưỡng dục tôi vì tiền đồ của tôi mà đã bỏ ra rất nhiều hôm nay vốn riêng của bà bà muốn cho ai thì cho đứa đấy ai cũng không được nhằm vào trong lòng vương thị oán thầm dù sao cho đứa nào cũng là con của thịnh hoành ông ta đương nhiên không ngại thịnh hoành trừng mắt nhìn vương thị giọng điệu hòa hoãn tiếp tục nói lão phu nhân là một người trọng tình cảm bà nuôi hoa nhi và cái minh cho nhiều hơn cũng là lẽ thường hôm nay chúng ta làm trái ý bà dám lấy cái minh ra làm bia đỡ lão phu nhân muốn cho cái minh bao nhiêu bà không được nói nhiều nửa câu nếu không ông ta dùng lực vỗ xuống bàn sưởi vương thị run bắn lên ông ta lạnh lùng nói bà gả vào họ thịnh mấy năm nay với mẹ chồng có nhiều điều bất hiếu vô lễ với thiếp thất con thứ có nhiều điều không hiền không đức bà nhẫn tâm bà sai làm chẳng qua là vì mặt mũi mẹ vợ và cậu bà cho là tôi hoàn toàn không biết gì huống chi năm đó chuyện vệ thị chết bà cũng không có nửa phần sai lầm sao vương thị như bị sét đánh cả người run rẩy sắc mặt tái nhợt như người chết sau khi bà ta một lòng tin theo phật pháp nghe các sư phụ giảng phật nhiều hơn bắt đầu tin vào chuyện nhân quả tuần hoàn báo ứng, thêm việc gì Lâm đã gặp phải báo ứng, bị đưa tới điền trang lạnh lẽo, mặc Lan ở nhà họ Lương cũng không sống dễ chịu, nghĩ đến phần tội nghiệp của mình giờ đang ở nơi nào. Bà ta nghiêm mặt, thấp giọng nói, tất cả đều nghe theo lão gia. Vương thị tuy lòng dạ hẹp hòi, đối nhân xử thế cũng không được coi là rộng lượng, nhưng dù sao vẫn dứt khoát, nàng đã nói đồng ý chính là đồng ý. Hôm sau bà ta liền giao phó việc nhà cho con dâu. Vừa qua năm mẹ sẽ xa nhà ít lâu, mấy ngày nay mẹ muốn cùng con chuẩn bị đầu cưới cho hai em chuyện trong nhà con phải trông coi nhiều hơn chuẩn bị lễ mừng năm mới có gì không hiểu thì tới hỏi mẹ khi mẹ không có ở nhà thì con đến hỏi lão phu nhân bây giờ con đang mang thai nếu cảm thấy không khỏe hoặc không muốn vận động vậy đi tìm hai con bé lan hỗ trợ nữa hải thị sớm đã trưởng lý hơn phân nửa việc nhà việc quen dễ làm đương nhiên thuận theo nhưng khi nhìn thấy vành mắt vương thị đỏ ửng trong lòng âm thầm nghi ngờ mấy ngày kế tiếp đợi hải thị nghe được vương thị yêu cầu mở khố phòng lấy ra lăng la tơ lụa và gỗ quý của năm trước chia ra hai phần như nhau chị ấy lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hải thị vốn thông minh lập tức nói với vương thị hai em gái lấy chồng con làm chị dâu cũng không thể xòe tay không để con cho các em thêm chút nữ trang tơ lụa xem như là tâm ý của con và anh bách vương thị vội vã quát bảo ngưng lại bà ta giỏi toán học tính toán điểm này đương nhiên rõ ràng đồ cưới hải thị nếu không động vào tương lai đều là của cháu mình nếu cho như lan một phần cũng không thể thiếu phần minh lan bây giờ mỗi ngày lúc bà ta kiểm kê tài vật đầu cưới giống như bị từng nhát dao cắt vào lòng làm sao đồng ý cho đặng hàn lâm viện là trốn thanh liêm con cái lại còn nhỏ tương lai con còn phải dùng tiền vào nhiều việc chớ thêm gì nữa đồ cưới em gái con mẹ sẽ chuẩn bị đủ nào có thiếu thứ gì hơn nữa họ thịnh chúng ta không cho phép mơ tưởng đến đồ cưới của con dâu vương thị nắm chặt tay hải thị dứt khoát cắt đứt ý niệm trong đầu con dâu tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Hải thị hiểu rõ, lúc trở về sau khi thương lượng lại với anh Bách, vẫn chuẩn bị nhiều nữ trang quý giá cho hai cô lan. Phòng trưng đồ cưới là một vấn đề không có hồi kết, bao giờ cũng liên can đến mẹ chồng nàng dâu em chồng, so với họ thịnh vui vẻ tốt đẹp, họ viên lại rất u ám. Trong nhà chính phủ Trung Cần Bá, bốn phía cửa sổ đóng chặt, trên mặt đất đầy mảnh sứ vụn vỡ nát, nước trà loang lổ đầy đất. Trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt, nhạt, lư hương bị lật đổ, mùi đàn hương lượn lờ, tạo thành một hỗn hợp không nói ra được là mùi vị gì. Viên lão ra mặt mày xanh mét, chỉ vào viên phu nhân không ngừng run rẩy Bà, bà, mê cho bà nghĩ nhiều. Lại muốn lấy đồ cưới con dâu trợ cấp cho anh Nhi, đầu óc bà đúng là mê muội rồi. Viên phu nhân liếc nhìn viên văn thiệu bên cạnh, vẻ mặt không hối cải, cậu cần nói, nó gả vào đây đã là người nhà ta. Cái gì mà đồ cưới hay không phải đồ cưới, mọi thứ đều tính là của họ viên hết. Mẹ chồng nói cần, nó nên thành thật đưa ra, lại còn mách lẻo với chồng, còn có ra giáo gì nữa không. Bốp một tiếng, viên lão ra vỗ mạnh lên án trong lòng mọi người giật thót chòm dâu ông run rẩy hét lớn bà im miệng cho tôi bà còn có mặt mũi nói con dâu mấy chục năm qua đừng nói đồ cưới của bà ngay cả tiền bạc của họ viên bà cũng cầm không ít trợ cấp cho nhà mẹ bà và họ trương sao bà không nghĩ mình là người họ viên viên phu nhân nghẹn họng ánh mắt sắc bén nhìn chồng trước mặt con trai lộ vẻ run rẩy tức giận bà lôi chiếc khăn ra bưng mặt khóc thút thít tôi đây cũng chỉ vì anh nhi Phủ Thọ Sơn bá có nhiều phòng anh em, nếu anh Nhi không có một phần đầu cưới thật dày, chẳng phải sẽ bị chị em dâu coi thường. Lão gia chớ chỉ yêu thương con dâu, cũng phải nghĩ đến con gái mình nữa, chúng ta chỉ có một đứa con gái đó thôi. Viên phu nhân lúc đầu chỉ là giả khóc, nhưng nhớ tới con gái mình, nhịn không được liền khóc thật, càng nói càng thương tâm, lập tức căm hận mắng, tiện nhân này, ta đây phải đi vào cái miệng của nó. Dám xúi dục con ta ngỗ nghịch, làm con dâu mà không nghe lời mẹ chồng, muốn tạo phản à. Bà quay người lại, xông tới chỗ viên văn thiệu xiết tay đấm vào người anh ấy vừa đấm vừa khóc mắng sao mạng của tôi lại khổ thế này khổ cực nuôi anh lớn vừa có vợ liền quên mẹ chẳng qua tôi chỉ muốn thêm chút đồ cưới cho em gái anh anh lại cáo với cha anh anh đúng là nghiệp chướng còn không bằng đánh chết anh đi viên văn thiệu không dám đẩy bà ra chỉ có thể né tránh không đầu không đuôi đã trúng vài cái viên lão ra lửa giận bừng bừng ông không giống thịnh hoành nho nhã văn sĩ tiến lên hai bước kéo bà vợ đang khóc lóc om sòm ra đưa tay lên một cái bốp viên phu nhân bị tắt một cái bà không dám tin bưng mặt mình nhìn chồng ông 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 dám ngay trước mặt con trai tôi không sống được nữa bà vừa kêu khóc vừa nhào tới viên lão ra cố sức kéo lại ném viên phu nhân té trên mặt đất lạnh lùng nói bà còn nhớ rõ lúc lão thái quân qua đời đã nói gì không viên văn thiệu nghe mà hồ đồ nhưng viên phu nhân lại đột nhiên an tĩnh nét mặt hiện ra kinh hãi vẻ mặt viên bá ra lạnh lùng chậm rãi nói mẹ từng trước mặt chị cả bà và tôi nói bà làm người ngu xuẩn tham lam thấy lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn tự phụ không thể chịu nổi thế nhưng đã có sinh con đẻ cái trước khi mẹ mất bảo ta viết hưu thư chính bà đọc cho ta viết nói họ viên có thể khôi phục tước vị quả thật không dễ quả thật là may mắn trời ban nếu có bất kỳ lỗi lầm gì nếu bà gỗ mục không thể đẽo liên lụy gia môn sẽ không kiêng nể bà vì hai cụ thủ hiếu ba năm lập tức hưu bà hưu thư hôm nay còn đặt trên bàn trong từ đường viên văn thiệu thất kinh anh ấy chưa từng nghe nói đến việc này. Viên phu nhân lúc này đã ngừng khóc, thân hình không ngừng run rẩy, trong mắt viên bá ra hiện lên tia chán ghét, mắng, bà nhìn bộ dạng bà lúc này xem, nào còn là chủ mẫu viên gia. Từ lúc cưới con dâu hai, ta vì nể mặt mũi bà làm mẹ chồng, luôn nhẫn nhịn bà, bà lại được một tấc lên đến rời. Viên phu nhân kinh sợ mặt cắt không còn giọt máu. Viên văn thiệu chậm rãi đỡ bà đứng dậy, để bà ngồi xuống ghế, thật ra trong lòng anh biết, hưu thư này là dung cây dọa khỉ, nếu thật sự bỏ vợ thì thể diện phủ trung cần bá phủ cũng khó nhìn trong phòng lặng im như tờ chỉ nghe thấy tiếng viên phu nhân nức nở còn có tiếng viên lão bá ra thở phì phò lúc này cửa phòng gạch một tiếng bị mở ra chỉ thấy viên văn anh mặt đầy nước mắt vọt vào thấy một phòng hỗn độn cha tức giận cả người run rẩy mẹ bụng mặt hồn bay phách lạc chị ta tức thì rơi nước mắt phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu với cha và mẹ một cái viên văn thiệu thấy thế tiến một bước dài đến đóng cửa lại nước mắt viên văn anh rơi như ngọc Nước nở nói, chị dâu cả đã nói với con gái, chuyện này là con gái bất hiếu, khiến cha mẹ vì con gái mà tranh chấp. Viên bá gia xưa nay thương yêu con gái, nhìn thấy như vậy, chỉ yên lặng ngồi xuống, hư lạnh một tiếng, nó đưa chuyện cũng nhanh nhỉ. Bản lĩnh không có, lại chỉ biết quen thói há miệng đưa chuyện người khác. Viên phu nhân vừa nghe chồng đối với cháu gái ngoại mình không hề vui vẻ, vội vã nhào tới, ôm con gái khóc dòng nói, anh nhi của mẹ thật đáng thương, cha con anh con thật là lòng dạ độc ác vẻ mặt viên văn thiệu bất ngờ nhịn không được nói mẹ nếu ở ngay trong nhà thì cũng thôi mẹ lại mở miệng muốn đồ cưới là thôn trang của hoa lan chừng hơn 10 khoảnh dụng tốt ở ngoại thành nhưng hôm nay họ thịnh ở ngay bên cạnh dụng đất này nếu có biến động chẳng lẽ bọn họ không biết mẹ nói con trai làm sao có thể ngẩng đầu trước bố mẹ vợ hoa lan làm sao về nhà mẹ đẻ nói tới cái này viên bá ra lại tức giận chỉ vào viên phu nhân mắng to chính là việc này mấy năm nay bà cho là ta không biết bà ngoài sáng trong tối tính kế bao nhiêu gia sản của con dâu hai nhà thông gia phúc hậu hòa khí mới không tính toán với chúng ta không nói đến đồ cưới vốn là tài sản riêng của con dâu ngay cả để chồng dùng khi cấp bách cũng không tiện quá đả bà thì ngược lại còn suýt chút nữa công khai muốn chiếm đoạt bà còn cần mặt mũi nữa không hả viên bá gia càng nói càng tức giận đột nhiên nghĩ tới một chuyện quát lớn ngày hôm trước hai chú ở chi thứ ba tới tìm ta tố khổ nói tìm mấy cửa hôn nhân đều thất bại không phải vì bà bôi xấu mặt mũi họ viên nhà chúng ta sao, bên ngoài đều nói mẹ chồng nhà họ viên không tốt, quen chiếm đoạt đầu cưới con dâu, ai còn dám gả vào nhà ta. Bà còn ở trong tộc lên mặt chị dâu cả được, ta hổ thẹn thay bà. Nhớ tới mấy người em, vẻ mặt viên bá ra ái náy, họ viên dòng dõi nửa vời, muốn tìm một cửa hôn sự tốt không dễ dàng. Nghĩ đến vợ mình hồ đồ mà liên lụy người trong tộc, trong lòng càng tức giận, lại nổi nóng mắng vài câu. Viên phu nhân vẻ mặt oan ức, Phu nhân Thọ Sơn bá từ trước đến nay nhỉ không ưng ý người em dâu là bà, đã như vậy, bà nghĩ muốn dành chút thể diện trước mặt bà ta. Viên Văn Anh sáng tỏ, biết mấu chốt ở đâu, liền quỳ gối trước mặt viên phu nhân, giọng điệu đau xót khuyên nhủ, con biết mẹ là vì con gái, thế nhưng mẹ. Mẹ ngẫm lại xem, bác cũng là người nhà họ viên, gia cơ nhà ta thế nào bác còn không rõ ràng sao. Bác xưa nay thương yêu con gái, cho dù con gái chỉ mang một đồng đến, lẽ nào bác lại để con gái chịu uất ức. Nếu con gái lấy thôn trang chị dâu hai hoặc đổi thôn trang thành bạc đi, làm thế lại khiến bác khinh thường. Sau khi chị dâu hai vào cửa, luôn luôn thương yêu quan tâm con gái, có thức ăn ngon quần áo đẹp đều cho con trước tiên. Mẹ làm như vậy chính là làm tổn thương lòng của chị dâu, chẳng phải khiến chúng con khó xử sao? Viên phu nhân thấy mọi người đều bênh vực con dâu hai, trong miệng đắng nghét như ngậm hoàng liên, không nói được một lời. Trong lòng Viên Văn Thiệu thoải mái hơn chút, cuối cùng em gái vẫn là người hiểu biết. Viên Bá ra vui mừng nhìn con gái thở dài một tiếng, nhớ tới con trai mới vừa nói buổi chiều còn có việc phải đi ra ngoài, vội vàng nháy mắt với con trai. Viên văn thiệu hiểu ý, rón rén mở cửa đi ra, nhưng không đi qua cổng chính, mà thẳng đến tiểu viện phía tây của Hoa Lan. Một cước nhảy vào trong phòng, chỉ thấy Hoa Lan mặc một bộ bối tử xanh viền nhung theo hoa nhỏ lộn lộ xộn hơi cũ. Trong lòng viên văn thiệu ái náy, nhớ tới Hoa Lan lúc mới gả vào thì dương đầy áo quần mới tinh, hôm nay lại. Hoa Lan ngồi trên kháng, khủy tay tựa trên bàn, thấy chồng vào, vẻ mặt lạnh nhạt, chuyện này xong rồi. Viên văn thiệu gật đầu. Hoa lan buồn bã cười, lúc nào cũng vậy, lần này cũng thế, người một nhà không nên ẩm ý. Em thật muốn hỏi mẹ, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt mà nhất định phải luôn bới móc em. Nếu mẹ không chấp nhận được em, sớm viết phong hưu thư, em sẽ không đòi hỏi gì, hà tất giày vò em mấy chuyện vặt vãnh. Nói xong nước mắt liền theo hai gò má rơi xuống. Viên văn thiệu tiến lên ôm vợ, nhẹ giọng an ủi, nàng nói rằng nói bậy gì vậy, chúng ta phải sống đến đầu bạc răng long, nàng muốn đi ta cũng không thả. Hoa Lan khóc nước mắt chảy liên tục, cũng không phải là em bất hiếu, em chỉ muốn hỏi một câu, sống kiểu này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc. Bà cưới của em đã sớm hết, áo quần trong dương có thứ gì tốt mẹ cũng tìm lấy đi, bây giờ bà còn nghĩ đến thôn trang nữa, mẹ, mẹ. Cuối cùng muốn thế nào, trong nhà cũng không phải quá xa suốt mà. Hoa Lan nước mắt tuôn như suối trào, khóc tức tưởi ngã vào lòng chồng, trong lòng viên văn thiệu cũng vô cùng phẫn hận, Thật ra anh ta biết rõ mẹ mình có lòng riêng. Chỉ vì thấy nhà mẹ đẻ hoa lan giàu có, nàng được cha chồng thích, lại được chồng yêu thương, so đi so lại, bà ta làm mẹ chồng lại bị chèn ép. Viên văn thiệu cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mềm mỏng khuyên nhủ, hoa lan bỗng nhiên từ trong lòng chồng thẳng người lên. Thân sắc kiên nghị, lớn tiếng nói, thiệu lang, nếu em chỉ có một mình, dù theo chàng ăn rau nuốt chấu, cũng tuyệt không than khổ nửa câu. Thế nhưng, thế nhưng, nàng khóc lên, em chỉ thương mấy đứa nhỏ, bọn nó, bọn nó đều còn nhỏ viên văn thiệu nhìn vợ khóc chết đi sống lại trong lòng giống như bị dao cắt hoa lan khóc lóc kể lể tương lai tước vị này truyền lại cho anh cả nhìn mẹ thế này gia sản chúng ta sợ cũng không được chia cái gì mấy đứa nhỏ biết làm thế nào lần trước mẹ em đã nghi ngờ em mới lừa bà nói rằng phụ nữ có thai mặc quần áo cũ cho thoải mái nhưng nhìn quần áo trên người trang nhi thực nhi thì không lừa được mẹ lúc trở về mẹ còn đưa hai cuộn gấm đỏ bà ngoại tặng đồ cho cháu ngoại còn dễ nói nếu lại có ý khác nữa chẳng phải là đánh vào mặt họ viên viên văn thiệu đột nhiên sinh ra cảnh giác hàm dưới vừa thu lại ánh mắt nghiêm nghị nói sau này nàng không cần mọi chuyện đều theo mẹ nếu mẹ lại có đòi hỏi gì nàng liền nói cho ta biết còn có anh ấy dừng một chút hung hăng nói nếu thân thể còn nhanh nhẹn ngày mai nàng bán hết bốn đứa hầu mẹ đưa tới đi hoa lan thất kinh run giọng nói nhưng đây là hầu ngủ mẹ đưa cho chàng làm vậy không tốt trong ánh mắt viên văn thiệu ẩn chứa tức giận không phải mẹ nói trong nhà khó khăn sao còn nói việc chuẩn bị hôn sự em gái cũng đang túng thiếu, vô duyên vô cớ nuôi thêm mấy người làm gì. Lại nói nàng bán chúng nó, có thể giảm bớt vài hầu gái hầu già, đưa tiền bán được cho mẹ, xem bà còn nói không có tiền nữa không. Trong lòng Hoa Lan vui mừng, nhưng không dám lộ ra, chỉ ngập ngừng nói, làm thế được chứ. Có gì không được, ta nhìn mấy đứa diêm rúa loài loài đó giờ trò đã phát chán rồi. Viên văn thiệu xuất thân nhà binh, xưa nay nói năng lưu loát, vỗ bản quyết định. Hoa Lan cố sức lau khô nước mắt, biết là chồng quan tâm mình, ôn nhu dựa sát vào nhau, hai vợ chồng im lặng chốc lát. Hoa Lan đẩy chồng ra, cười nói, tối nay không phải đậu đại nhân mở tiệc chiêu đãi sao, thiệu lang đừng để chậm trễ, nhanh đi đi thôi. Vừa nói, vừa lấy ra một túi nhỏ nặng chữ đặt gần lò sưởi đầu giường, nhét vào tay chồng, hòa nhã nói, cầm lấy. Viên văn thiệu vừa nhận lấy, biết ngay là một túi bạc đầy, trong lòng căng thẳng, quan sát Hoa Lan một phen, vội hỏi, cái vòng vàng của nàng đâu rồi. Hoa Lan thẹn thùng cười, đã làm mẹ rồi, còn mang vòng tay làm gì? Viên Văn Thiệu biết con gái họ Thịnh mỗi người đều có một cái vòng vàng. Hôm nay Hoa Lan nhất định đã cầm cố để chuẩn bị cho mình. Trong lòng lại đối với Viên phu nhân càng phẫn ốt, Khàn giọng nói, nàng yên tâm, đồ cưới của nàng sau này ta sẽ bù lại tất cả. Hoa Lan cười rất ôn nhu. Thiệu Lang là người giữ chữ tín, chẳng bao giờ nuốt lời. Sau khi vợ chồng cáo biệt một phen, Hoa Lan mỉm cười đưa mắt nhìn Viên Văn Thiệu ra khỏi cửa, đợi lúc anh ấy đi xa, ý cười nơi khóe miệng chậm rãi thu lại, ngưng sắc mà ngồi. Sau một lát, một phụ nhân vén rèm tiến vào, cười nói, cô cả, cậu ra ngoài. Hoa Lan gật đầu, nàng kia ân cần đỡ Hoa Lan nằm lên giường, trải đệm chăn xong, mới cười nói, cô cả lại thắng, hai năm qua, cậu đều hướng về phía cô, nếu lão phu nhân biết được, chắc chắn sẽ vui mừng. Vẻ mặt Hoa Lan lãnh đạm, chậm rãi nói, nhịn gần 10 năm, cuối cùng cũng có chút hy vọng, Thúy Thiền, chân ta hơi mỏi. Thúy Thiền vội vã ngồi bên giường xoa so bóp chân cho nàng, Hoa Lan nửa khép mắt suy nghĩ, hỏi, em có nghe ngóng được gì không? Thúy Thiền biết chị ấy hỏi chuyện gì, nói khẽ, không cần phải dò hỏi, tiếng bá ra rất lớn, không ít người nghe thấy. Bá ra hung hăng khiển trách phu nhân một phen, cô anh cũng giúp đỡ khuyên bảo, còn nói, à, còn có một phong hưu thư, sau đó chị ta lập tức kể lại chuyện viên bá ra từng viết một phong hưu thư. Hoa lan hai mắt lấp lánh, thật sao? Thúy Thiền liên tục gật đầu, che miệng cười trộm nói, lần này phu nhân thật quá mất mặt rồi, xem bà ta sau này ra ai trước mặt cô kiểu gì. Hoa Lan mỉm cười nằm xuống, nhắm mắt lại, lo lắng nói, ước chừng lần này có thể yên tĩnh được lâu một chút. Bà nội nói rất đúng, con gái, sống nhất định phải dùng đầu óc, không thể hồ đồ để người ta ức hiếp, cũng không thể luôn cáu kỉnh, bực bội, giận dỗi. Thúy Thiền cười nghe, vừa nhẹ nhàng đấm chân, vừa nhìn vẻ mặt uể oải của Hoa Lan, nhịn không được lấy tay áo lau mắt. Nói nhỏ, cô cả thật không dễ dàng gì, mỗi lần chúng ta về nhà, phòng mama đều kéo hỏi em cả buổi cô sống có tốt hay không hoa lan nhớ tới thịnh lão phu nhân viên mắt ươn ướt nức nở nói đều là ta bất hiếu khiến bà nội lo lắng bây giờ vì chuyện minh lan bà nhất định là giận ta thúy thiền vội hỏi sao thế được lão phu nhân chỉ giận một lúc thôi sau khi chuyện cô xáo qua bà cũng sẽ không giận nữa lần trước lúc phu nhân tới không phải đã nói bây giờ lão phu nhân nhìn họ cố đã thuận mắt hơn nhiều sao chị ta vốn là hầu gái ở thọ an đường lúc hoa lan xuất giá thì phòng ma ma tự mình chọn chị ấy đưa sang làm của hồi môn sau lại gả cho một quản sự quản lý của hồi môn hoa lan bây giờ là trợ thủ thân tín bên cạnh hoa lan hoa lan nín khóc mỉm cười không sai cậu hai cố cũng thật là người nôn nóng mới đổi thiếp canh mấy ngày liền vội vã đến nhà ta tặng lễ mỗi dương đều là vài thượng phẩm lang la tơ lụa giang nam không nói gia lông ở vùng quan ngoại linh miêu lông cừu lông cáo gấu trắng còn có cây nhân sâm tuyết dài nửa thước mẹ ta nhận lấy tay cũng mềm nhũn chắc chắn là chuẩn bị từ sớm chỉ chờ đưa sang nói xong hoa lan nhịn không được nở nụ cười thúy thiền nghe mà vô cùng ao ước há to miệng nhiều thứ tốt như vậy lão phu nhân mặc dù không coi trọng những vật ngoài thân này nhưng chắc cũng hiểu được tâm ý họ cố hoa lan gật đầu mỉm cười nói đúng thế lúc cúi đầu nhìn bộ quần áo đã cũ trên người lại cảm thấy buồn bã thúy thiền lén nhìn sắc mặt hoa lan biết tâm tư của chị vội vã bổ sung thêm khẽ nói cô cả đừng để trong lòng cô sáu còn chưa lấy chồng lại nói trong nhà họ cố nông sâu chưa biết tương lai cô sáu phải ứng phó bao nhiêu trận chiến còn chưa biết đâu lại phải vất vả mà cô thì ngược lại chờ được đến ngày ăn quả ngọt lão phu nhân không phải đã nói nhìn vào con người cháu rể bây giờ nếu cậu là một người vô tâm cô phải quản tiền bạc thật chặt nhưng nếu cậu có lương tâm lại yêu thương cô cô hãy một lòng một dạ suy nghĩ cho cậu cái gì cũng đừng keo kiệt hoa lan mừng rỡ mặt lộ vẻ vui mừng kéo tay thúy thiền qua hòa nhã nói may mà lão phu nhân đưa em cho ta mấy năm nay đều nhờ có em ta mới bớt muộn phiền mà thôi nói thế nào đồ cưới của ta cũng đi ra ngoài hết rồi hôm nay anh ấy và cha cũng biết tốt xấu mới không đồng ý giao hết bạc cho mẹ chồng chỉ cần anh ấy cùng ta một lòng bao nhiêu bạc ta cũng đều bỏ ra được sau này mưu tính một chức quan ngoài thành cuộc sống sẽ tươi đẹp lên thôi thúy thiền nghe vậy thích thú cười hỏi không phải cậu mới vừa được thăng làm chỉ huy sứ ngũ thành binh mã thì sao tâm của cô cũng thật là lớn vừa ăn trong bát lại ngó trong nồi hoa lan chỉ chỉ ngón tay vào chán thúy thiền giả giận cười nói cái con danh này lại dám trêu chọc cô chủ trương thúy thiền xong chị ấy hơi lộ ra vẻ buồn rầu nhẹ nhàng thở dài lại nói tiếp hôm nay ta chỉ cảm thấy có lỗi với lão phu nhân thế nhưng mắt hoa lan còn vương nước nói nhỏ làm con dâu thật không dễ Huống chi phía trên còn có một mẹ chồng ta cũng không phải cố ý tính toán em minh với thân phận tướng mạo của đô đốc như vậy thì cũng không tính là bôi nhọ con gái họ thịnh có là em gái ruột ta thì cũng không tiếc gả nha ai chỉ mong em sáu ngày sau sống dễ chịu nếu không ta cũng không có mặt mũi gặp lão phu nhân. Tết Sùng Đức năm thứ hai là cái Tết điều hưu nhất kể từ khi Minh Lan xuyên đến, không bày tiệc lớn, không đốt pháo, quần áo cũng không may thêm vài cái, nhưng mà vắng vẻ điều hưu thế nào cũng không cản được khí thế hừng hực của thịnh hoành. Đêm giao thừa, mấy người họ thịnh cùng nhau ăn bữa cơm tất niên rồi cùng thức đến đêm khuya đón giao thừa. Thịnh Hoành luôn phô trương là nhà thi thư gia truyền, đương nhiên không cho phép các loại hình giải trí không có giá trị văn hóa như chơi đoán số. Đánh bài được lên chương trình, theo thông lệ, anh Trường Bách mở màn, mặt không cảm xúc đứng lên cao giọng đọc thơ, chẳng phải năm mới không thêm tuổi. Băn khoăn chi cho phí uổng thời gian, cố gắng sống cho tận tháng ngày, tuổi trẻ như thế ấy là đáng khen. Bài thơ thủ tuế của Tô Thức rất tích cực, rất tiến bộ, rất có ý nghĩa khích lệ. Thơ ngâm xong cả bàn tiệc lặng ngắt, chỉ có Toàn Nhi toe toét khoe mấy cái răng hạt gạo cười khanh khách, khoa chân múa tay cho cha mình ít mặt mũi. Thịnh Hoành co giật cơ mặt, Minh Lan giật nhẹ khóe miệng. Như Lan một mình một nỗi lòng, Trường Phong cúi đầu nâng chén rượu. Vương Thị liếc mắt tiếp tục gấp thức ăn cho lão phu nhân, suýt nữa muốn ngửa mặt lên trời hét lớn bài thơ này bà ta nghe cũng phát thuộc lầu lầu rồi. Anh Trường Bách đúng là một đóa hoa hiếm có, do thừa hàng năm anh Bách đều trước sau như một đọc diễn cảm bài thơ này, nội dung giữ nguyên, lặp lại y hệt, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng như một chính là không cảm xúc. Năm đầu tiên mới cưới, Hải Thị còn dịu dàng thùy mị, vẻ mặt đầy sắc xuân say đắm nhìn chồng mới cưới của mình, biểu hiện e thẹn nghe anh ấy đọc thơ diễn cảm bây giờ sau hai năm hải thị vẻ mặt như không có gì xảy ra nhìn ra ngoài cửa sổ trăng giao thừa vừa sáng vừa lớn nha sau đó trường phong cảm xúc rào rạt đọc diễn cảm bài thơ đăng khoa hậu giọng điệu trầm bổng du dương gió xuân ngựa cưỡi phiào. trường an xem hết vườn nào có hoa thịnh hoành vuốt râu mỉm cười nghe nhưng nghe xong thì sừng sộ lên trách mắng anh ta một trận bớt nóng vội bớt ngông cuồng sốc nổi tự mãn là điều tối kỵ khi đọc sách anh trường phong cúi đầu xuống vô cùng buồn bã anh ta là công tử phong lưu lỗi lạc từ lúc thi đậu cử nhân chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một lần, không nghĩ đến lại bị thịnh hoành giam cầm chặt chẽ ở trong phủ bắt đọc sách. Vốn muốn nhân dịp năm mới ra ngoài vui vẻ một phen, ai biết thịnh hoành yêu cầu cả phủ từ trên xuống dưới phải cúi thấp đầu, nhất quyết không cho ai ra ngoài làm hỏng danh tiếng. Minh Lan hiểu rõ ý tứ của thịnh hoành, giống như nhà nào chúng giải thưởng một tỷ sẽ dọn nhà suốt đêm chạy trốn, càng lúc danh tiếng mạnh mẽ càng phải cụp đuôi ra vẻ đáng thương. Bây giờ hoàng đế còn chưa tra xong án phản nghịch, trong kinh bao nhiêu nhà quyền quý thế tộc đang lo lắng bất an lúc này nhà nào biểu hiện quá vui vẻ sẽ bị người ta vì kém miếng khó chịu mà dè bỉu suốt ngày vĩ lẽ đó thịnh hoành hiện giờ dù đang vô cùng vui vẻ cũng phải tỏ vẻ buồn rầu thỉnh thoảng than ngắn thở dài một lúc thể hiện việc vui của chính mình không đáng nhắc tới nhân dân cả nước hòa thuận mới thật là tốt minh lan trong lòng cười thầm vội vã cúi đầu biểu hiện nghiêm túc che giấu nét mặt trên bàn như ý gỗ hồng trơn bóng bày mấy chục món ăn ngày tết nóng hổi đĩa với mâm còn ngâm trong nước nóng để giữ ấm ngũ phúc lâm môn tam dương khai thái đoàn viên cả năm toàn là vài món canh gà vịt cá thịt hầm thấy ý nghĩa còn to tát hơn cả khẩu vị gần như không động đũa minh lan chọn một chiếc bát xanh mướt dơ đũa gắp hai miếng rau nhồi thịt dê với cá lên miệng nhấm nháp đồ rất tươi ngon chờ thịnh hoành dạy dỗ trường phong xong lão phu nhân nói một tiếng mệt mỏi muốn về nghỉ trước minh lan tha thiết mong chờ nhìn theo nhưng cũng không dám đi cùng đây là giao thừa cuối cùng của nàng ở nhà mẹ đẻ lão phu nhân đã dặn dò nàng phải thành thật ngồi cùng vương thị và thịnh hoành thức đêm 30 đón giao thừa làm tròn đạo hiếu vương thị vừa thấy mẹ chồng đi lập tức vui vẻ để đũa xuống mặt mỉm cười xoay về phía hải thị giờ đến phiên bà ta hưởng phúc con dâu rồi ai biết bà chưa kịp mở miệng hải thị lại bị một trận nôn ngén che miệng lại chạy ra bên ngoài nôn mạnh chờ đến lúc được đỡ trở lại đã thấy mặt xanh lét môi trắng bệch thịnh hoành phất tay bảo con dâu về trước nghỉ trường bách cũng phất tay bảo vợ dẫn con đi cùng Hai cha con phất tay xong, Vương Thị còn chưa kịp nói câu nào, bên cạnh đã trống trơn, chỉ biết chố mắt há mồm quay về phía hai cô Lan đang dương mắt nhìn mình. Bên ngoài tuyết rơi dày như lông ngỗng, dù trong phòng đốt địa long cùng lò sưởi vẫn lạnh vô cùng. Một phòng đầy người chỉ có mình Vương Thị là mặt mày hồng hào sáng sủa, Minh Lan nhìn mà thở dài trong lòng, ước gì có hai chai siro tĩnh tâm khẩu phục ở đây thì tốt rồi. Lòng Vương Thị ngổn ngang chăm mối, tự rót hết chén này đến chén khác, thỉnh thoảng nhìn Minh Lan bà ta tự nhận mình không phải mẹ cả ác độc, cũng chăm lo cho con vợ lẽ. Từ khi Minh Lan còn chưa ra đời bà đã có tính toán hết rồi. Khi đó bà chỉ nghĩ, nếu gì vậy mà sinh con trai, phải đè ép cô ta xuống, nếu là sinh con gái thì vẫn tiếp tục nâng đỡ. Kết quả theo như mong muốn, cô bé gái đẹp đẽ xinh xắn cất tiếng khóc chào đời, hai dì lâm vệ tiếp tục phai tinh, giang sơn của vương thị vẫn vững vàng. Sau đó, bé gái dần dần nhìn ra mặt mày, quả thật là mỹ nhân hiếm thấy không thể nghi ngờ, bà đã nghĩ sau này có thể kiếm một cuộc hôn nhân có ích cho họ thịnh, không thì cũng có thể đòi được một phần đồ cưới thật lớn. Sau đó, dì vệ qua đời, Minh Lan không bao lâu bị đưa đến thọ An Đường, ngày ngày trôi qua, Minh Lan trổ mã trong sáng xinh đẹp như hoa như ngọc, tính tình cũng đáng yêu vui vẻ. Một mặt thành công trong việc chia bớt nuông chiều thịnh hoành dành cho mặt Lan, mặt khác chính như Lan lại bị chìm nhìn không có cách nào ra mặt. Dựa vào khổ tâm, vương thị càng thêm buồn bã. Nếu như Minh Lan giống hệt dì vệ đã tốt, đẹp thì có đẹp nhưng chân tay lóng ngóng không phóng khoáng, mang ra ngoài cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Minh Lan với mẹ đẻ lại không giống nhau một phần nào. Nàng mặt mày sáng sủa, tự nhiên hào phòng, hành xử cẩn thận nhưng cũng tự tại cởi mở như nước chảy mây trôi, đứng cạnh như Lan chỉ sợ người ta tưởng nàng mới là con vợ cả. Vận mệnh xoay chuyển, cuối cùng một đám con gái Minh Lan lại gả cao nhất nhà. Vương thị đột nhiên hoảng hốt nhớ lại nhiều năm trước, mình bừng bừng khí thế đưa gì vệ vào cửa, chẳng lẽ quả kiếp này thật sự bởi vì duyên kiếp trước. Minh Lan ngồi một bên cảm thấy vẻ mặt vương thị không tốt, biết gần đây bà ta phiền lòng chuyện đầu cưới, liền nhẹ nhàng quay đi chỗ khác. Đảo mắt qua chỗ như Lan thấy chị ta đang cúi đầu, nghiêng mặt, trên mặt mang vẻ say đắm, giống như đang có điều gì vui vẻ, con mắt đầy tình cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Lan cười thầm trong lòng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chị ta đang nhớ đến anh kính tâm can bảo bối. Từ sau khi chuyện xảy ra, vợ chồng Thịnh Hoành mới đầu vô cùng không muốn nhìn mặt ông rể nhặt được này, thế nhưng anh rể văn không ngừng cố gắng. Sau khi vừa đỡ vết thương do bị anh Trường Bách đánh liền tự mình đến của dập đầu lại nhận lỗi với vợ chồng Thịnh Hoành. Mới đầu Vương Thị nổi giận, nhìn anh ta quỳ trên mặt đất cũng không thèm để ý đến. Thịnh Hoành thì không mặn không nhạt nói vài câu khách sáo, sau đó đi vào buồng trong đọc sách. Như Lan sau khi nghe tin, như điên khùng vượt rào bổ nhào đến, vừa thấy anh rể văn là nước mắt tuôn như suối trào. Hai con chim uyên ương số khổ quỳ đối diện nhau mà rơi lệ, suýt chút nữa lên tiếng khóc thút thít. Vương Thị thấy cảnh này không chịu được, không thể làm gì khác hơn là để thịnh hoành đến mạnh mẽ kéo ra chi tiết nhỏ trung gian trong quá trình minh lan không rõ chỉ biết là hình như sau đó anh rể văn ở trước mặt bố vợ mẹ vợ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với như lan chân thành còn sâu hơn biển có được tặng gả công chúa cho cũng không thay đổi có người nói vương thị ngay tại đấy lệ nóng danh chồng cha mẹ vợ nhanh chóng ủng hộ chủ trương của lão phu nhân đúng là tình yêu là vô giá hiếm có ra đời ở quan trường như thịnh hoành cũng ươn ướt viền mi nắm chặt hai tay con rể khen ngợi động viên cả con đường học tập làm quan cũng như cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cảnh tượng phía trên bị lưu ma ma phong tỏa hiện trường đây là tin tức tình báo độc nhất vô nhị do hỷ quyên liều mình báo cho minh lan minh lan nghe mà trợn mắt há mồm theo nàng hiểu đoán là vương thị thật sự bị cảm động phụ nữ trời sinh so với đàn ông lãng mạn hơn ngay cả phụ nữ có thô lỗ thế nào cũng vẫn là phụ nữ thế nhưng thịnh hoành lại con rể này là không có cách nào trả hàng rồi giận dỗi gì cũng đã chút xong cần gì phải căng thẳng đưa một cái thang cho tất cả mọi người cùng bước xuống mới là đúng đắn sau đó như lan thay đổi hoàn toàn bộ dáng sầu não ốt ức trước kia cả ngày mặt mày hớn hở khóe miệng mỉm cười ngồi thêu thơ lên khăn tặng anh kính cái gì mà trang chiếu cảnh liễu bên hồ sen hồng nhạn trên mây cá dưới nước phiền muộn tình này khó gửi trao làm minh lan buồn nôn đến nổi da gà như lan thì lại rất hưởng thụ mặt mày e thẹn tỉ mỉ thêu nhìn cảnh này minh lan câm lặng tình yêu là gì là Anna Karenina bỏ chồng bỏ con để đi sống chung bất hợp pháp với người khác lại còn lao đầu vào xe lửa. Là Vương Bảo Xuyến không chịu yên ổn làm tiểu thư mà đi sống cuộc sống nghèo khổ cơ hàn 18 năm. Minh Lan không ngẩng đầu lên được, chẳng nhẽ muốn nàng đi hỏi chú hai cố một câu, nếu nàng nhảy, chú có nhảy theo không à? Không đùa nữa, Minh Lan vô cùng xem thường suy nghĩ lung tung của mình. Sau cả cái Tết Nguyên đán khép nép, Vương Thị chuẩn bị hành lý đi Phụng Thiên ở phía Bắc, trong ngoài phủ thịnh do Hải Thị quản lý bởi vì trước kia hải thị đã nhiều lần xử lý việc nhà lần này nhận việc cũng thuận lợi chỉ có mấy bà hầu già không có mắt muốn làm bộ làm tịch hải thị đúng lúc bị nôn ngén mời như lan bình thường vẫn hay cùng vương thị giải quyết công việc ra mặt giúp đỡ không biết do được anh kính đạo đức tốt ảnh hưởng hay là do như lan trưởng thành rồi thêm vào đợt trước bị thịnh hoành cùng vương thị mắng cho thê thảm một bụng tức giận còn chưa có chỗ phát tác đơn giản là dồn toàn bộ hỏa lực khai hỏa chỉ mắng cho mấy bà hầu già kia một trận bà đúng là không có mắt chị dâu cả của ta mà cũng dám cãi. Xưa nay bà cũng nói năng như vậy với mẹ ta à? Hóa ra là sống sướng quá nên nhàm chán muốn chuyển chỗ ở phải không? Bà là từ nhà họ vương đến, ông ngoại ta về tiền bạc vô cùng rõ ràng. Hôm nay bà lại đưa con số này ra, bà làm tăng thể diện cho họ vương như vậy sao? Đừng có lắm điều nhiều lời nữa, mau làm nốt mấy việc vặt kia đi. Mấy bà ngứa ngáy xương cốt phải không? Đập cho một trận là hết ngay. Ra sức trách mắng xong xuôi, hải thị liền hết ốm ngén, tâm tình như Lan thoải mái hơn, lại tiếp tục tình ý kéo dài theo đồ cưới. Mi Lan ngạc nhiên, một lúc không nhịn được nói, chị Năm, chị cũng sắp gả đi rồi, tốt xấu gì cũng khoan hậu chút, tránh cho. Mi Lan không biết nên nói như thế nào, Như Lan lại như không có gì nói tiếp, tránh cho mấy mụ ở bên ngoài bôi xấu chị có đúng hay không. Minh Lan xanh mặt, chị đã biết rồi sao còn? Như Lan dịu dàng nhìn khung đang theo giờ uyên ương đùa lá sen trong nước xanh, mắt không nhấc lên, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Lần trước em theo chị ra ngoài gặp lão phu nhân họ Văn, em cảm thấy bà ta thế nào?" Minh Lan tránh mắt, lắp bắp nói, ầy nhìn có vẻ nhiều lời, rất nhanh nhẹn, rất thẳng thắn. Thật ra là rất ồn ào, rất mạnh mẽ, rất thô kịch, giọng nói lại to. Có điều cũng không nên trước mặt Như Lan mà nói xấu mẹ chồng tương lai của chị ta." Như Lan ngẩng đầu rõ ràng nhìn Minh Lan, nói thẳng, "Đây không phải là mẹ chồng dễ chịu gì cho cam." Minh Lan không nói gì, Như Lan lại tiếp tục, "Chị không phải ngốc, đối với chị thật hay giả chị rất rõ ràng. Chị nhớ hồi xưa về quê nhà Hữu Dương cùng cha đã thấy mụ tú bà họ tôn đó đối xử với chị Thục Lan thế nào, còn có tên tú tài vô liêm sỉ họ tôn nữa. Em sáu, em sau đó nhiều lần nhắc nhở chị nghe cũng hiểu, chị cũng đã nghĩ đến anh kính rốt cuộc là có tốt thật lòng với chị hay không. Minh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Như Lan, im lặng nghe. Như Lan hạ dần giọng nói, chị nghĩ anh kính tốt, bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói dối chuyện gia đình. Mẹ anh bất công, anh em không cầu tiến, còn có việc hôn nhân bị trì hoãn anh ấy đều nói hết cho chị biết anh cũng nói với chị làm con dâu ở nhà anh không dễ vậy chị còn minh lan nói nhỏ như lan dừng chuyện tiếp tục nói chị đã nói với anh kính chị sẽ hiếu thuận với mẹ chồng đối xử tử tế với anh em chồng nhưng mà chỉ cần một điều đó là anh phải một lòng với chị chỉ cần như vậy cái gì chị cũng không sợ minh lan trong lòng hơi xúc động lời này nghe rất quen tai nàng từng nghe hoa lan nói những lời tương tự nàng chậm rãi im lặng Dường như việc năm xưa Vương Thị lục đục với Thịnh Hoành rồi sau đó thảm bại dưới tay dì Lâm đã để ấn tượng sâu sắc trong lòng hai người con gái của Vương Thị. Như Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, anh Kính đã đồng ý với chị, nói là nếu có ai bắt nạt chị, anh ấy quyết sẽ không thiên vị, nghiêm trọng lắm thì trốn ra ngoài là xong. Chị lúc này mới muốn luyện dũng khí, có thể dùng lúc bị yếu thế. Minh Lan không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu cảm thấy cũng không sao, cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, ai là heo ai là hổ còn chưa ngã ngũ đâu nhé. Chị năm nhất định có thể sống tốt, Minh Lan thật lòng nói. Như Lan liếc mắt hừ lạnh, đó là đương nhiên, mấy chị em đều được gả cho nhà cao cửa rộng, chỉ có mình chị gả thấp, thế nào cũng phải sống tốt, không thì để mọi người cười cho. Minh Lan ngửa mặt lên trời không nói gì, đây mới đúng là cô năm nhà họ Thịnh, mỗi lần nàng muốn dành một tí tẹo suy nghĩ tốt đẹp nào cho Như Lan như yêu quý, kính trọng, đồng cảm gì đó thì đều kéo dài không quá 5 phút rồi ngay lập tức chuyển thành tiêu cực. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, như Lan chỉ cần tập trung tinh thần theo ít áo khăn là được, đồ cưới của chị ta Vương Thị đã chuẩn bị xong hết từ sớm, nhưng mà Minh Lan lại khác xa. Thịnh lão phu nhân vốn muốn cho Như Lan kết hôn nửa năm xong mới đến lượt Minh Lan, giờ thay đổi đột ngột thành sớm hơn nhiều, không thể làm gì hơn đành phải khẩn trương vội vàng. Mấy ngày trước Hữu Dương đưa tin đến, nói tháng chạp năm trước Phẩm Lan đã thành hôn cùng anh họ Thái Sinh, quà cưới kinh thành đưa về đều được thu xếp ổn thỏa, tất cả đều mạnh khỏe. Lão phu nhân hỏi thăm kỹ càng dẫn nhi vừa ăn Tết trở lại về chuyện liên quan đến đồ cưới của Phẩm Lan, sau đó tinh thần phấn chấn vùi đầu chiến đấu với việc chuẩn bị đồ cưới cho Minh Lan. Đối với tiểu thư thời cổ đại nhà quan lại, phú gia, đồ cưới có thể nói là vô cùng quan trọng. Nghiên cứu cho thấy trong những gia tộc có cuộc sống xa hoa một chút, con gái vợ cả mà được coi trọng thì từ lúc Bibo tập nói, người lớn đã dần dần tích góp từng hòm đồ cưới rồi. Ngay cả khi đồ cưới dày mỏng như nhau, thì cũng theo đó chia ra hai loại tình huống đồ cưới phức tạp và giản lược khác nhau. Loại đầy đủ chính là ngoài hầu gái bà mụ, quản sự với tài sản, lớn thì có giường bàn tủ hồng, gia cụ, nhỏ thì quần áo bốn mùa, thậm chí bồn cầu với bồn tắm bằng gỗ lim bọc viền kim loại, khoa trương hơn nữa thì ngay cả quan tài cũng có. Giống như thịnh lão phu nhân với hải thị, đồ cưới của họ cực kỳ nghiêm chỉnh tuân theo quy chế đồ cưới, một bộ đầy đủ từ đầu đến chân. Nhưng dù sao như thế này cũng chỉ là số ít, rất nhiều gia đình quan lại nhậm chức ở nhiều nơi, làm gì có thời gian chậm rãi tích chữ đồ cưới còn có một số nhà tích đồ cưới muộn về cơ bản là không kịp chuẩn bị chu đáo liền nghĩ ra phương pháp hiệu quả nhất trong một ngàn lẻ một cách bạc thịnh lão phu nhân cẩn thận tự tính lại ngoài một số đồ cổ gốm xứ gia truyền ở kim lăng để lại cho trường bách truyền cho con cháu họ thịnh những thứ khác thì không có gì là không thể cho minh lan bao nhiêu hòm xiểng ruộng đất giấy tờ của hàng từng cái từng cái một sao ra cái này là thôn trang ở gần sông kinh giao tính ra khoảng năm sáu mẫu dụng tốt quản lý Điền Trang là chồng thôi ma ma của cháu, hai người này bà thấy cũng thành thật, đến lúc đó theo cháu làm hồi môn đi. Bên Điền Trang đó còn có một ngọn núi nhỏ, dù không lớn nhưng phong thủy cũng tốt, hai năm trước bà đã mua lại rồi, cho lão thôi với mấy đứa con trai trông coi trồng ít cây ăn quả. Thịnh lão phu nhân rất ít khi nói nhiều một lần như thế, nói xong còn hỏi, đừng có ngẩn ra. Còn nhớ bà nội nói với cháu chuyện quản lý thôn trang không? Minh Lan lập tức phản ứng lại, đối đáp trôi chảy, có ạ. À? Dùng người phải tin tưởng, trùng tín, phải thường xuyên kiểm tra. Người hầu thành thật nhưng nếu không quản giáo tốt, năm rộng tháng dài khó tránh có suy nghĩ khác, nhưng cũng không thể nghi ngờ quá đáng, làm lạnh lòng người. Lão phu nhân hài lòng gật gù rồi lại thở dài, hồi trước còn có một điền trang của tội thần bán ra, có tới hơn 1.000 mẫu dụng tốt, vì địa điểm quá gần hoàng trang bà nghĩ không tốt nên không mua, sớm biết cháu gả sớm như vậy, bà liền. Ôi, không cần, được rồi được rồi, Minh Lan vội vàng nói. Mạc Lan chỉ có 200 mẫu dụng nước với một mảnh dụng cạn, ngay cả thôn trang hồi môn của hoa lan cũng chỉ có 700 mẫu thôi đương nhiên vương thị còn cho chị thêm đồ khác một mẫu bằng 667 trăm mét vuông mười mẫu là một hecta của minh lan 600 mẫu bằng 40 mươi hecta đủ cái gì mà đủ thịnh lão phu nhân chừng mắt minh lan lập tức rụt cổ bà nhìn dáng vẻ khâu trải đời này của minh lan tiếp tục lẩm bẩm nói bên quê nhà kim lăng có mấy cửa hàng đều do bác cả cháu trông coi còn có ít lợi tức hồi xưa góp vốn buôn bán bà nội minh lan cuối cùng không nghe được nữa chỉ riêng đất đai điền trang gộp lại cũng đã đến 78.000 lượng rồi, nàng không nhịn được sen mồm, bạc này dùng để gả tiểu thư công phủ cũng đủ rồi, cháu sao có thể hơn được. Hơn nữa bà cũng phải giữ ít bạc bên người, có câu nói, bao nhiêu con cháu cũng không bằng bạc phòng thân. Ôi, Minh Lan bị đánh lên gáy một cái, nàng ôm đầu co vào bên trong giường, Thịnh lão phu nhân lớn tiếng quát lớn, cháu không khá lên được. Tưởng là ở trong nhà cao cửa rộng sống qua ngày dễ chịu làm sao? Trên thì có mẹ chồng, em chồng, chị em dâu, dưới thì hầu gái đầy tớ quản sự chỗ nào không có việc vào cửa rồi còn có chỗ kiếm bạc sao minh lan hiểu ý của bà nội nhưng lắc đầu nói con có thân phận gì mọi người đều biết tiêu tiền như nước thì có gì hay đến lúc đó nên làm thì nào thì làm cẩn thận tính toán một lúc cũng tốt rồi còn bà lớn tuổi rồi bên người có nhiều bạc mới tốt những việc khác không tính giả vờ ngây ngô là tài nghệ minh lan thông thạo nhất kể từ khi đến thời đại này thịnh lão phu nhân cảm động trong lòng vẫn tiếp tục dạy dỗ Tiền bà giữ lại bên người không cần con quan tâm Còn không phải vì con gà cao Bà mới phải cho thêm nhiều đồ cưới Minh Lan nhớ tới tình cảnh hoa lan ở Phủ Viên Chị không có tiền sao Sống lại như thế Có thể thấy tiền bạc cũng không mua được coi trọng cùng yêu thương Nàng quay về phía lão phu nhân nghiêm mặt nói Bà nội, bà nghe cháu nói một câu Nếu cháu có phúc Sau này đương nhiên sẽ không phải lo lắng qua ngày thế nào Nếu vô phúc có nhiều của hồi môn hơn cũng chỉ để cho người khác lợi dụng Bà vẫn nên để lại cho mình nhiều chút bà không có con ruột coi chừng người ta không chu đáo hoặc có sự cố gì trong tay bà có tiền thì làm gì cũng được những lời nói này đều là lời tuyệt tình thậm chí hơi có ý bất hiếu ngỗ nghịch không phải đến mức này thì minh lan cũng không dám nói lão phu nhân làm sao không rõ khoe mắt bà thấm lệ nhỏ giọng nói con yên tâm bọn nó sẽ không dám ngỗ nghịch với bà hơn nữa bà thấy chị dâu cả của con là đứa hiểu lễ nghi đối với bà cũng hiếu thuận bà chỉ lo lắng cho đứa ngốc là con Minh Lan cũng ướt viền mắt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười nói, nghe tiểu đào nói, ở quê của con bé có câu tục ngữ lấy chồng theo chồng, gà chó theo chó, cháu gái tốt xấu gì cũng là gà nhà cao, cũng không sống kém hơn được. Lão phu nhân nghe xong cũng không nhịn được bật cười, rồi lại giận lên nói, cũng đúng, cậu ta trăm phương hàng kế bày mưu để lấy cháu, sẽ không để cháu bị đói đâu. Hai ba cháu nói chuyện một lúc, cuối cùng quyết định định chỉ mang đi ít thôn trang cùng đất đồi như trước, đưa thêm một chút bạc, cùng với vài dương lớn vài vóc vật liệu quý giá lão phu nhân đã cất nhiều năm. Đồ cưới dù sao cũng chỉ là vật chết, quyết định rồi là xong, người đi theo hồi môn mới là phiền phức. Lúc trước Hoa Lan lấy chồng, ngoài một đám hầu gái đông đúc ở Uy Nghi Hiên, Vương thị tặng một đứa hầu tên Thải Châm theo hồi môn, lão phu nhân cũng âu yếm cho cháu gái yêu một đứa tên Thúy Thiển. Gần 10 năm trôi qua, Thải Châm được nâng lên làm lẽ, sinh ra con trưởng dòng thứ, bây giờ không tránh khỏi bị Hoa Lan nghi kỵ mà thúy thiền lại gả cho quản sự đắc lực nhất trong viên phủ trở thành trợ thủ thân thiết nhất bên cạnh hoa lan. Mạc lan là ngoại lệ, vương thị với lão phu nhân không thèm tặng người, chỉ cho chị ta dẫn hết người ở sơn nguyệt cư đi. còn lại như lan và minh lan, vương thị theo lệ của hoa lan tặng cho như lan thải bội, tặng minh lan thải hoàn. lão phu nhân thì cho như lan chị thúy bình là hầu gái trưởng thành có tính cách thận trọng nhất. đến minh lan, thực ra tiểu đào với đan quất về cơ bản là người thọ an đường, còn có bốn đứa thúy cũng là do phòng mama trực tiếp dạy dỗ thêm cả thúy tụ nữa lão phu nhân không cho thêm ai cả thải hoàn là một thiếu nữ xinh đẹp mắt hạnh má đào lão phu nhân nhìn một cái liền tức giận căm hận nói cũng không biết chị ta nghĩ gì trong đầu minh lan an ủi bà nói về nhan sắc nó còn không đẹp bằng nhược mi đâu còn chưa tính đến cháu gái chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của bà lão phu nhân lảo đảo một cái suýt tí nữa thì ngã ngửa từ trên giường xuống đất trở về mộ thương trai trong lòng minh lan vẫn nghĩ ngợi về việc này liền hỏi đan quất Lão phu nhân cùng ta chọn hầu gái hồi môn Chị hỏi một chút các chị em có ai không muốn xa cha mẹ Hoặc là có việc hôn nhân ưng ý Qua thôn sẽ không còn quán nữa đâu Tiểu đào đứng một bên nghe xong vội vã chen miệng nói Em với chị đan quất đương nhiên là muốn đi theo cô chủ Phí lời Minh Lan chừng mắt nhìn con bé Em im miệng Ta đang hỏi đan quất Ai biết đan quất vẻ mặt khó xử Ngón tay ngượng nghịu Minh Lan thấy lạ nói Chẳng lẽ chị không muốn đi theo tôi Chị cứ nói đừng ngại Đan quất sợ hết hồn liên tục xua tay nói không phải không phải tôi sao có thể xa cô chủ là yến thảo với nhược mi mi lan hơi nhướng mày nhẹ giọng nói chị cứ nói mấy ngày nay sợ là không ít người đến nhờ vả chị rồi từ sau khi nàng được định chuyện kết hôn với cố đình diệp giá trị bản thân tăng mạnh hầu gái bà mụ đều muốn có thể đi theo sáng tối đều có người đến nhờ vả tiểu đào là cô bé ngốc nhờ nó no nhắn không chừng còn hỏng việc lục chi miệng sắc như dao không bị chị ta mỉa mai mắng lại hai câu là tốt rồi thế nên chỉ còn đan quất thủy mỹ phúc hậu là chỗ duy nhất có thể đột phá đan quất khó xử lắp bắp nói nhược mi là bên ngoài mua về còn có cậu ba chỉ có thể dựa vào cô chủ minh lan trầm ngâm không nói nhược mi là ứng cử viên đầu tiên phòng ma ma muốn loại bỏ chị ta vẻ ngoài xinh đẹp biết chữ lại kiêu căng tự mãn không khỏi đến lúc sẽ nổi tâm tư gây ra sự cố không tốt còn yến thảo mẹ chị ta không phải đã định làm mai cho chị ta rồi sao sắc mặt đan quất càng khó coi hơn nhỏ giọng nói con bé nói, không nỡ xa cô chủ, muốn hầu hạ cô chủ thêm mấy năm. Lần này đến lượt Minh Lan sắc mặt khó nhìn. Tiểu Đào đang chuẩn bị giường, lấy cái lò sứ hoa xanh từ từ làm ấm giường, nghe vậy liền quay đầu nói, "Mẹ chị Yến Thảo mấy hôm trước vào phủ, hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, hóa ra là nói chuyện này. Không ngờ bị nói toạc ra, Đan Quất lúng túng một hồi." Minh Lan nhìn sang, Đan Quất đứng thẳng cúi đầu, Minh Lan lạnh nhạt nói, "Chị trước giờ vẫn yếu đuối." Đan Quất bị Minh Lan nhìn mà chân tay lóng ngóng, không dám giấu giếm nữa, liền ngập ngừng nói, đều là chị em lớn lên cùng nhau, nó nói các chị em đi hưởng phúc cũng không thể bỏ nó lại. Minh Lan trong lòng trầm xuống, im lặng một lúc mới nói, Nhược Mi mang theo, Yến Thảo để lại. Đan Quất kinh ngạc, Minh Lan nhìn chị ta một lúc mới tiếp tục nói, từ sáng mai bảo Yến Thảo làm việc của chị ta. Chị ta ngồi chờ gả mới đúng, chúng ta tình cảm như vậy sẽ không thiếu phần đồ cưới. Đan Quất đáp lời vén rèm, trước khi ra cửa không nhịn được quay đầu nói, Cô chủ, bao nhiêu năm nay Yến Thảo cũng coi như tận tâm không phạm sai lầm gì. Chị ta hầu hạ Minh Lan gần 10 năm, biết Minh Lan bên ngoài nhìn điềm đạm dễ nói chuyện. Thực ra lại rất có lập trường, đã quyết chuyện gì là ít khi thay đổi, chẳng qua là tốt xấu gì cũng muốn cố thêm một lần. Tôi biết, Minh Lan ngồi ở trước gương, cổ tay trắng nõn đáng yêu như ngọc trống lên bàn, chậm rãi nói, nhưng mà trong lòng chị ta đã tồn tại suy nghĩ như vậy là không tốt. Bên trong nhà quyền tước như vậy, dù trong lòng không có ý gì xấu sợ cũng bị khiến cho nảy sinh ý xấu. Huống chi là chị ta tâm trí đã không kiên định, như thế này còn có thể giữ tình cảm của chúng ta từ xưa đến giờ. Nàng không sợ bị lừa, cũng không sợ bị phản bội, chỉ sợ người lừa nàng phản bội nàng là người nàng tín nhiệm yêu quý. Đầu tháng 2, tiết lạnh mùa xuân đã sớm tản đi ít nhiều, anh kính với trường phong cùng tiến vào phòng thi ngày thứ hai. Vương thị đi phụng thiên đã trở về, dù cả người vất vả mệt mỏi nhưng không che giấu được tâm tình vui vẻ, sắc mặt hồng hào mẹ gần đây có hơi ho không thể đến nhìn hai đứa cháu gái lấy chồng nói là chờ trời, trời ấm áp hơn sẽ cùng mợ và anh họ chị dâu các con đến thăm vương thị mặt mày hớn hở thịnh hoành nghe cũng cười ha ha trên bàn tròn như ý khắc hoa hải đường giữa phòng chất đầy da lông với nhung dày nhìn có vẻ rất quý giá còn có mấy hộp vải đỏ thất nút đựng nhân sâm vương thị không dừng lại nói đây là bà ngoại các con cho thích gì thì chọn đi là mùa đông vừa rồi mới bắt được cái minh đừng lo bà ngoại có nhớ đến con bà nói đây cũng có phần của con bà ta lần này về nhà mẹ để hoàn toàn thắng lợi vương lão phu nhân thấy con gái quỳ xuống cầu xin liền mềm lòng cuối cùng hai mẹ con còn ôm nhau khóc lớn một trận chuyện lúc trước quên hết quay lại tốt đẹp như bình thường minh lan cười tiến đến đứng bên cạnh như lan xem mấy thứ da lông dày mượt cảm giác ấm áp dưới tay quả nhiên là hàng tốt nhất ngoài miệng nàng khen ngợi trong lòng lại nghĩ theo hiểu biết của nàng về vương thị bản thân bà ta có chuyện vui cũng chưa đủ để mừng rỡ đến như vậy phải là có người gặp xui xẻo khiến bà ta cười trên sự đau khổ của người khác mới đúng hay là anh họ vương với chị họ khang sau khi cưới bất hòa hoặc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận đang nghĩ ngợi không ngờ như lan tiến đến bên tai minh lan nói khẽ em sáu chị họ khang ở nhà họ vương sợ là không quá tốt minh lan trong lòng cũng vui cũng nghiêng đầu đến gần nói rõ ràng vào tai như lan vĩ nhân đều suy nghĩ giống nhau ngày hôm ấy kỳ thi mùa xuân bắt đầu phủ thịnh phái quản gia lai phúc đến đứng chờ bên ngoài sân Nền cổ chờ hơn nửa ngày mới thấy Trường Phong và Văn Viêm kính lảo đảo bước ra. Một người khuôn mặt nhợt nhạt giống như ba mươi buông thả quá độ, một người sắc mặt vàng vọt giống như đã đói mấy ngày liền. So với Trường Phong trọng trách nặng nề, Văn Viêm kính thoải mái hơn. Dù anh ta có thi đỗ hay không thì vợ và nhà thông gia cũng không trốn được. Tâm tư khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau, nửa tháng sau có kết quả, anh rể văn đậu tiến sĩ. Thi đình đứng thứ 32 nhị giáp, chờ khảo nghiệm xong có thể đến Hàn Lâm Viện hoặc làm chức quan nào đó còn anh trường phong thì cụ cụ thi lại lần nữa vậy sắp đến gần ngày cưới dáng vẻ như lan lại có gì đó không ổn lúc thì cười hi hi ha ha lúc thì tự nhiên giận dỗi vương thị đến muốn nói mấy câu từ trải nghiệm của bản thân với con gái cũng bị như lan cãi lại mấy câu rồi về kỳ quyên nhìn tình hình không ổn đành phải tìm minh lan dập lửa cô sáu cô xem kỳ quyên mở miệng khó xử không phải nói đâu để ta đi qua nhìn một cái xem minh lan hiểu ý nó bởi vì nàng sẽ vừa giả ngu sẽ lại vừa dỗ dành cô gái nhỏ không biết từ khi nào thì bắt đầu nàng gần như trở thành bình chữa cháy của như lan đến hỷ quyên cũng thường tìm nàng giúp đỡ vào đến đào nhiên quán người đã mang đồ cưới đi chỉ thấy trốn khuê phòng vốn rát vàng nạm bạc nay đã thấy chút thoảng đãng như lan ngẩn người ngồi trước cửa sổ một bên áo cưới màu đỏ thấm lộng lẫy xa hoa treo lên giá áo bằng gỗ sơn đỏ vô tình chiếu sáng toàn bộ căn phòng ơ kìa em nay đã là quý nhân sao lại có thời gian đến chỗ chị thế này như lan vừa thấy minh lan liền lập tức phấn chấn tinh thần giọng điệu tranh chua minh lan im lặng ngồi cạnh như lan cười nói chị có điều gì khó chịu cứ nói với em như lan liếc mắt nhìn minh lan lạnh nhạt nói chị là đứa không có tiền đồ sao có phúc phận này nói xong giận dỗi xoay người đưa lưng về phía minh lan hai cánh tay nặng nề chống lên bàn minh lan ngẫm nghĩ một lúc thử hỏi dò phu nhân nói gì với chị như lan cũng không quay lại chỉ hừ to một tiếng bằng mũi minh lan liền hiểu được chẳng biết phải làm sao nữa âm thầm mắng mỏ đều tại cố đình diệp không biết điều mấy ngày trước họ văn chọn được ngày tốt đến đưa lễ hỏi cố đình diệp sau khi xem hoàng lịch xong phát hiện ngày ấy cũng là ngày tốt nhất liền phái tôi tớ đến hỏi ngày ấy đến đưa sinh lễ được không lúc ấy vương thị không nghĩ tới thịnh hoành bèn đồng ý luôn đến hôm ấy họ văn chẳng qua chỉ làm cho đủ lễ nghi một phần trà ướp hoa quả đoàn viên lê ngỗng vò rượu đôi chim nhạn gỗ cộng thêm mấy sấp vải tốt như thế là xong Cố Đình Diệp lại giống như nhà giàu mới nổi vừa đào được vàng từ Nam Mỹ về, đưa lễ hỏi đến chất đầy một sân. Đầu tiên là 128 đôi vàng dòng khác hình con heo, khoảng 1.000 lượng. Vải gồm có 80 sấp tơ lụa giang Nam, 80 sấp lụa lưới giang Bắc, 108 sấp gấm vân Nam nhiều màu sắc, 18 đôi vòng tay long phượng nặng, 18 đôi châm vàng khác long phượng nặng 3-4 lượng, còn có bảo ngư, hầu, sò so huyết, nấm hương, tôm, mực, hải sâm, vây cá và bóng cá cùng nhiều loại hải sản thượng hạng khác. Hải thị và lão phu nhân xem xong, đều nghi ngờ sâu sắc những thứ này đều là cống phẩm tiến vua, còn lại là vật tế cá, rượu, trà bốn mùa, kẹo đường và rất nhiều đồ vật khác. Cuối cùng là đôi chim nhạn mập mạp kêu quạc quạc ẩm ý. Thực ra Cố Đình Diệp cũng chỉ là ấn theo lễ nghi xa hoa của nhà có quyền tước, cũng không coi là vượt quá khuôn phép nhưng đập vào mắt vương thị khiến nỗi bất an kiềm nén đã lâu trong lòng bà ta bùng nổ. Bà ta đã sớm biết sự chênh lệch về phú quý này về sau sẽ dần dần lộ rõ ra, không thể nghi ngờ rằng sự đối lập tàn khốc ngày hôm nay mới chỉ là tiếng chiêng mở màn từ sau hôm ấy bà ta thấy minh lan sẽ không thể nào vui nổi nhưng mà dù sao minh lan cũng là gái chờ gà ngày ngày chỉ muốn làm tổ ở thọ an đường vương thị đành phải đến tìm như lan dạy bảo toàn những lời mỉa mai khó nghe minh lan không cần nghĩ cũng biết như thế nào nói đơn giản là nếu con không gây chuyện thì những thứ tốt đẹp kia đều là của con rồi đấy điều làm vương thị tức giận nhất chính là toàn bộ lễ hỏi kia ngay lập tức đều đưa vào thọ an đường đến cả tay bà ta cũng chưa được sờ vào theo ý của lão phu nhân thì toàn bộ lễ hỏi kia chắc sẽ làm của hồi môn cho minh lan đưa đến phủ cố dù cho như lan đối với anh rể văn tình sâu như biển thì cũng là một cô gái bình thường cũng có sĩ diện cũng có lòng hư vinh giàu sang như vậy phu quý như vậy ai mà không để mắt thèm thuồng nay từ trên xuống dưới phủ thịnh từ quản sự đến hầu gái hầu ra đối với minh lan cực kỳ niềm nở nịnh nọt minh lan cũng là người bình thường thấy vàng bạc châu báu cũng có ham muốn nàng vừa thấy lễ hỏi xếp thành núi nhỏ trái tim nho nhỏ liền đập loạn nhịp chừng đó vàng bạc trang sức đan quất và tiểu đào đếm hết nửa canh giờ lúc trước lão phu nhân đưa đến một dương lớn đựng 81 khay gỗ lê chín tầng đựng trang sức cuối cùng cũng có đất dụng võ nhét vào đầy áp lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy kết hôn cũng tốt nếu có thể bảo đảm phí sinh hoạt dù hôn nhân thất bại cũng sẽ không bị hoang mang dối rắm chị năm nếu có gì khiến lòng không thoải mái nên nói cho em biết minh lan cố nói giọng dịu ngọt đâu ngờ như lan chợt quay lại Nhướng Mi khinh thường, lạnh lùng nói: "Chị đâu dám. Phu nhân nói rồi, sau này chị còn phải nhờ em giúp đỡ cũng nên." Minh Lan nhẩm tính ngày, mấy ngày nữa cả hai đều phải xuất giá, chắc đây là lần cuối cùng mình dỗ Như Lan, dứt khoát nhảy lầu bán hạ giá, hùng hổ bán chắc một phen, cứ dỗ chị ấy vui vẻ ra cửa cho xong chuyện, liền cười tủm tỉm nói: "Chị năm, em hỏi chị một câu, nếu có thể chị có muốn đổi với em không? Em gả đến nhà họ Văn, chị gả đi nhà họ Cố." Như Lan ngạc nhiên, nét mặt nghi ngờ hỏi ngược lại em đồng ý tất nhiên đồng ý minh lan liền đồng ý ngay cười hì hì nói em thấy anh rể năm cũng tốt đêm hôm khuya khoắt còn biết leo núi gặp gia nhân biết làm thơ tình sầu giờ lại còn đỗ tiến sĩ muốn chứ sao không em dám như lan dùng sức vỗ lên bàn đứng bật dậy hét lớn khiến mảng nhĩ minh lan rung lên ong ong minh lan xoa lấy tai dựa lưng vào ghế cười gập cả bụng chị ở đây buồn bực cái gì như lan thở hát ra một hơi chừng mắt với Minh Lan hồi lâu mới tức tối ngồi xuống. Minh Lan từ từ dựa sang, khoác tay lên vai Như Lan, nhẹ nhàng nói bên tai Như Lan. Năm ấy chúng ta đến thăm họ hàng ở phủ Trung Cần Bá, nhìn thấy mẹ chồng chị cả, khi về chị đã nói với em thế nào chị quên hết rồi à? Như Lan liền giật mình, tua bạc trên khuyên tai vàng treo quả hồng lựu khẽ rung rinh, chị ta từ tốn nói, chị nhớ rõ. Chị từng nói, mẹ chồng trên đời này đều đáng hận, nếu chị trải qua cuộc sống vất vả như chị cả, không bằng cả đời làm ni cô trong lòng minh lan khẽ thở dài dịu dàng nói trong lòng chị đều hiểu rõ cần gì phải bực bội đâu chị hay là chỉ sợ như lan cúi đầu viên mắt thấm ướt nước tự lúc nào không hay đã nắm lấy tay minh lan cầm thật chặt nghẹn ngào nói chỉ sợ chị sợ anh kính sau này sẽ phụ lòng chị sợ bà mẹ chồng đưa toa sẽ bắt nạt chị sợ sau này không ngẩng đầu lên nổi trong số các anh chị em chị biết trong phủ họ cố kia cũng không dễ chịu gì chỉ là chị 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 không muốn kết hôn nữa như lan khóc nức nở vương thị trách mắng cộng thêm chứng sợ hãi trước hôn nhân chỉ đơn giản thế thôi đã khiến chị ta không chịu đựng nổi minh lan thở dài xa xăm nói mọi người nói trên đời có ba chuyện không nên tin một là người già nói không muốn sống nữa hai là người trẻ tuổi nói không muốn trưởng thành ba là là cái gì như lan nén nước mắt mở miệng hỏi ba là gái lớn không muốn gả chồng như lan thạnh quá thành giận nhấc nắm tay đánh vào người minh lan minh lan kêu lên ôi ôi xin tha bồi thường tội lỗi nửa ngày mới coi như xong. Vui đùa như vậy, trái lại như Lan không còn đau buồn. Hai chị em thở hồn hển tựa vào nhau, ngồi xoài trên kháng, lặng im không nói với nhau câu nào. Làm con dâu không dễ gì, làm mẹ chồng là sướng nhất. Ông chủ gia đình đều là từ con cháu ăn roi mà nên người, mẹ chồng chính là từ con dâu chịu đựng mà tu thành, chị sẽ có ngày đó. Nếu không có mẹ chồng thì tốt quá. Không có mẹ lấy đâu ra con trai, chị năm còn ác hơn cả việc niệm song kinh không cần hòa thượng nữ kia chị muốn chúng ta phải sống thật là tốt đó là điều đương nhiên người sống vẫn phải sống người chết mới thế thôi em phải cẩn thận đấy người trong phủ họ cố đều biết em là dòng thứ sẽ lên mặt với em cho mà xem đừng lo không nhìn mặt những người đó là được thực ra minh lan cũng không thích như lan mặc dù tính cách hướng ngoại như nhau so với phẩm lan hào sảng không để ý vụn vặt hoạt bát hiền lành như lan lại điêu ngoa tùy hứng hơn ngang ngược hống hách nhưng mà minh lan liếc mắt sang bên cạnh Giờ như Lan đã hết giận, hớn hở lôi kéo Minh Lan kể lể tương lai nàng sẽ sắp xếp viện mới như thế nào cô gái này vui buồn đều viết lên mặt. Lúc này cũng đang mông lung chờ đợi trong viện, duy chỉ có sức sống mới chân thực hiện hữu. 27 tháng 2, ngày lành tháng tốt, thích hợp thành hôn cưới gả. Anh rể văn ở thế đắc ý, ở ngoài là người có công danh, bên trong lại hiểu rõ được thực lực nhà thông gia. Thế nên bạn bè cũng khóa đến giúp đỡ không ít, mang theo lụa hồng sặc sỡ đi dọc đường, gảy đàn thổi sáo tưng bừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc này Trường Phong cuối cùng đã tìm được đối thủ, Dương Cung Bạt Kiếm với anh rể Văn trước cửa phủ thịnh đến nửa canh giờ. Từ thơ đời đường đến đời tống, Văn Trương lai láng lời lẽ hùng hồn khiến cho mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, rất là đông vui. Cuối cùng Vương Thị cũng lộ ra chút vui tươi. Thịnh lão phu nhân thích yên tĩnh, lần này cho Vương Thị mặt mũi, dẫu sao cũng uống mấy chén rượu mới về thọ an đường nghỉ ngơi. Trong lòng Minh Lan cũng vui lây, mơ mơ hồ hồ uống mấy chén chỉ thấy hai má nóng bừng, đau đầu chóng mặt, nằm ở trong phòng không được đành phải ra sân dạo mấy bước tỏa bớt mùi rượu. Ban đêm lạnh như nước, từ phía ngoại viện bên kia truyền đến tiếng la ó, hét hò, cười đùa ầm ĩ, mùi rượu còn thổi đến từng cơn, ăn uống linh đình, nghĩ chắc tiệc rượu vẫn chưa kết thúc. Trái lại trong nội viện lại một mảnh an tĩnh. Minh Lan đi chậm chậm dọc theo con đường đá nhỏ, chân nổi tính ương bướng muốn đi xem hồ nước đóng băng tan ra hay chưa, trước khi xuất giá thế nào cũng phải đi bắt mấy con cá. Bước nhanh mấy bước, vất vả lắm mới đến hồ dưới ánh trăng màu trắng ngà thấy một bóng người cao giáo cúi xuống dựa vào núi đá bên cạnh ao, hình như đang nôn khan. Người đó hình như nghe thấy tiếng bước chân liền từ từ ngoảnh lại. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ lấp lánh ánh đêm, chiếu lên người đó đẹp đẽ tuấn mỹ như ngọc vậy. Minh Lan bước chân chậm lại, trong lòng chợt căng thẳng, liền muốn xoay người chạy đi. Em sáu à, trên người tề hành nồng nàn hương rượu, khiến hơi nước đầu xuân cũng bốc lên, thế mà lại tao nhã. Minh Lan cố gắng dừng bước, vẫn nở nụ cười trên mặt, đã lâu không gặp, chưa kịp chúc mừng anh mới kết hôn chúc mừng chúc mừng tề hành có đôi mắt rất đẹp biết bao nhiêu tình đậm ý ngọt vẫn còn vương nơi ấy lúc sâu lúc nông trực tràn ra cậu ta lặng yên nhìn minh lan từ tốn nói nói lời chúc mừng sắp đến ngày em xuất giá nhân tiện tôi chúc mừng em luôn đây nói xong liền chắp tay kho người kiêu ngạo hành lễ minh lan liền sửa lại vạt áo đáp lễ cũng duyên dáng vái chào trong chốc lát hai người không nói gì chỉ nghe thấy tiếng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ minh lan muốn chạy nhưng tề hành cứ nhìn chằm chặp vào nàng giống như nhìn mãi không đủ thần kinh minh lan không đủ kiên cường chỉ có thể tìm gì đó để nói anh sao lại ở đây đây là nội viện phủ thịnh đàn ông bên ngoài vào bằng cách nào đôi mắt đẹp tề hành khẽ cong cong cười nói uống nhiều hơn mấy chén anh tắc thành để anh nghỉ ngơi trong thư phòng của anh ấy một lúc cậu ta biết con đường nhỏ của phủ thịnh thư phòng trường bách lại tiếp giáp ngoại viện cậu ta có thể đi một mạch tìm đến ven hồ cũng không có gì lạ minh lan không nói gì lại một hồi vắng lặng yên tĩnh tề hành nhìn minh lan từ mày đến mi đến lúm đồng tiền đến đôi lúm đồng trinh nho nhỏ nơi khóe miệng lại nhớ đến chuyện cũ bỗng nhiên có cơn giận nảy lên trong lòng tề hành cười gần một tiếng em sáu đừng lo tháng trước uy bắc hầu kết hôn lúc mời rượu trong bữa tiệc cố đô đốc uống thay thẩm quốc cữu rất nhiều rượu thẩm quốc cữu nói chờ đến lúc phủ cố kết thân anh ấy sẽ có đi có lại à tôi quên mất sau này tôi không thể gọi em là em sáu nữa xét bối phận tôi phải gọi em là mợ hai minh lan nghe xong im lặng không nói một lúc lâu sau mới chầm chậm nói anh nói đúng tề hành tức giận men rượu lại dâng lên chốc lát đứng không vững lảo đảo dựa vào núi đá mới không ngã xuống muốn nói mấy câu ác độc khiêu khích minh lan cậu ta lại không nỡ hai người im lặng hồi lâu tề hành cảm thấy bực bội không kìm lòng được mà nói tôi có một câu giữ ở trong lòng đã lâu hôm nay muốn hỏi em hy vọng em thành thật trả lời minh lan thản nhiên nói hỏi đi Tề Hành đứng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu, gương mặt đẹp đẽ tựa ngọc thạch khắc thành nghiêm nghị, nói: "Mấy năm gần đây, tình cảm của tôi đối với em không phải em không biết nhưng vẫn luôn giả ngốc đối xử lạnh nhạt với tôi. Hôm nay tôi chỉ tay lên trời nói một câu, nếu em có ý muốn đáp lại tình cảm của tôi, tôi sẽ liều mình tranh đoạt. Nhưng sao ngay từ lúc đầu em lại xem tôi như người chết, cảm thấy tôi không đáng tin, thấy tôi sẽ làm liên lụy đến em, làm hại em, tránh tôi như tránh tà, đây là vì sao?" Minh Lan ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn như ngó sen, ngẩng lên gương mặt hiện rõ từng đường nét vô cùng xinh đẹp, Tề Hành nhìn đến ngây ngốc. Một lúc sau, Minh Lan khẽ rũ mắt xuống, mới từ tốn nói, "Hai chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, chỉ là anh không hiểu rõ chính mình. Thực ra anh và quận chúa rất giống nhau, nhìn thì giống như không màng, nhưng trong nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Anh đã có gia thế tốt, nhưng vẫn chăm chỉ học hành, giữ mình trong sạch, trong đám con cháu áo gấm ở kinh thành, xem như là một chàng trai tốt." giọng nói minh lan buồn bã gương mặt nhìn về phía hồ nước giống như nhớ đến chuyện từ rất lâu trước kia nàng chậm rãi nói tiếp cái gì anh cũng muốn phải làm tốt nhất vừa học vài ngày văn hán lại muốn nghiên cứu kinh thi đang luyện quán các thể nhưng không muốn vứt bỏ thể chữ nhan chữ liễu trang tiên sinh khen anh viết chữ có chút thành tựu anh liền phối màu vẽ tranh anh biết ăn nhiều sẽ nhai không nhừ nên ngày ngày thức khuya dậy sớm cố gắng trau dồi tri thức tài nghệ đạt đến thành tựu mới thôi Tề Hành nghe thấy giọng nói Minh Lan vương vấn yêu thương, lại thấy đau lòng. Minh Lan tạm dừng một chút, chấn chỉnh lại tâm trạng, ngoảnh lại nhìn Tề Hành, gần từng chữ, anh quá tốt, mọi chuyện đều muốn làm tốt nhất. Em không đủ năng lực, mà tham vọng của anh quá lớn, không buông bỏ được. Tề Hành chỉ thấy lòng đau như cắt, gắt gao cắn môi đến khi đầu lưỡi nếm mùi máu tanh nhạt nhạt, mới khổ sở nói: Em từ trước đến nay chuyện gì em cũng đều hiểu rõ. Minh Lan chăm chú nhìn vào mũi chân mình, trong lòng nhói đau nói không thể dựa vào người khác bản thân mình phải tự suy nghĩ cẩn thận hơn tề hành nhìn thấy thân hình mỏng manh yếu ớt của minh lan một cơn gió cũng có cuốn trôi nàng trong lòng lại thấy dâng lên nỗi đau âm ỉ nói tôi biết khó khăn của em nên tôi chưa bao giờ trách em điều gì chỉ hận tôi quá vô dụng cố anh ấy cũng không phải người xấu em đừng tin lời đồn trong thành em em phải sống tốt nhé sự kiêu ngạo trong lòng minh lan bùng nổ ngẩng đầu cao giọng nói em đến với cuộc đời này chính là vì bản thân mình phải sống thật tốt Nói xong thấy viền mắt Tề Hành đã phiếm hồng, nước mắt sắp tuôn rơi. Minh Lan vẫn mỉm cười như mặt trời rực rỡ, vuốt phẳng lại quần áo, giấu đi mũi giày ẩm ướt, sau đó dịu dàng hành lễ, xoay người bước đi không ngoảnh lại. Vầng trăng như lưỡi liềm treo trên đầu, ánh trăng mờ ảo thấp thoáng không còn sáng rọi như lúc trước. Minh Lan bước nhanh đến thọ an đường, nhanh chóng bước vào trong phòng, thấy lão phu nhân đã thay quần áo, vừa gỡ xong châm, đang dựa vào kháng thư giãn nghỉ ngơi. Minh Lan hành lễ vấn an xong, đuổi hầu gái hai bên đi ra bước lên từng bước nói bà nội bà nói với con chuyện họ hạ đi lần trước bà qua đó về giờ như thế nào lão phu nhân thấy hành động này của minh lan lấy làm lạ chăm chú nhìn minh lan lúc lâu mới nở nụ cười hiếm thấy từ sau khi định xong hôn sự con chưa bao giờ hỏi bà nửa câu về họ hạ sao hôm nay lại muốn biết nét mặt minh lan vẫn như thường nói rõ ràng có một số việc không phải không quan tâm thì nó sẽ không tồn tại vẫn là biết rõ ràng một chút thì hơn lão phu nhân từ từ ngồi dậy Ánh mắt hài lòng mang theo vài phần khen ngợi, nói: "Bà đi phủ hạ đã nói rõ rồi, con nay đã có hôn phối, ước định hai nhà hủy bỏ, một không có bà mối hay không có vật làm tin, nên coi như chưa có gì." Minh Lan gật đầu, không người cảm ơn lão phu nhân, lại hỏi tiếp: "Họ hạ nói thế nào ạ?" À? Lão phu nhân mỉm cười, chớp mắt trả lời: "Đứa em này của bà là người rất rộng lượng, từ sau chuyện họ tào, lòng nó hiểu rõ, tất nhiên sẽ không tính toán." Hoàng Nhi là người có trí lớn, Nghe nói họ Trương muốn tới Vân Quý thu gom dược liệu gặp gỡ danh y muôn phương học hỏi. Nó đã quyết định đi cùng để va chạm sự đời, lần này đi e là 2-3 năm chưa về. Hạ Tam phu nhân trước nay vẫn hay đau yếu, dạo gần đây sức khỏe cũng không tốt, từ từ chữa trị là được. Sắc mặt Minh Lan trầm tĩnh như nước, hỏi lại, người nhà họ Hạ có lời gì muốn nói với con không? Lão phu nhân cười xòa, khiến Phật Châu trên cổ tay khẽ rung rung, mới nói, em gái bà biết được sự thật chỉ nói khiến con tủi thân còn nói nhà họ hạ sẽ không hé răng nửa lời sau này ông hạ dâng sớ xin cáo lão hồi hương chắc phải đến năm rưỡi mới rời kinh được còn lại thì chỉ có hoàng nhi để lại một câu cho con minh lan bình tĩnh nói anh ấy nói gì ạ à? lão phu nhân nói trầm chậm, chậm nó nói xin lỗi con là do nó phúc mỏng đức bạc không liên quan gì đến con minh lan nghe nói xong im lặng thật lâu lão phu nhân nhìn chăm chú vào minh lan thấy sắc mặt thay đổi nói lời thâm ý sâu xa con đừng để trong lòng có khúc mắc gì nên sớm gỡ xuống dẫu nào sau này cũng không có cơ hội gặp nhau sống vì chính mình mới mới tốt. Minh Lan ngẩng đầu lên cười, xinh xắn dịu dàng, trong trẻo thuần khiết, nói bà nội nói phải nhưng mà sau này có gặp hay không cũng không quan trọng, hạ lão phu nhân là bạn thân của bà nội như gia đình bạn hữu bình thường mà thôi. Lão phu nhân nghe xong tảng đá trong lòng mới rơi xuống khen ngợi con nghĩ thoáng được là tốt rồi. Minh Lan cười nói mắt vốn đặt ở trước mặt chính là phải luôn nhìn về phía trước ngay lại mặt của Như Lan làm rất tương bừng, bày ra sáu bàn tiệc, không chỉ có rất đông họ hàng bạn bè thân thiết, ngay cả vợ chồng Mặc Lan với Dì Khang cũng đến. Lão phu nhân vô cùng không vui, trong bữa tiệc chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vương Thị khiến Vương Thị cúi đầu không dám nói lời nào. Dì Khang ngồi bên cạnh Vương Thị, dáng điệu dịu dàng, điềm đạm như xưa. Sau khi ăn xong, lão phu nhân cùng Vương Thị lôi kéo Như Lan hỏi thăm cuộc sống sau hôn nhân, sau đó ba chị em đều rời đi uống trà nói chuyện. Mạc Lan và Như Lan chia nhau về viện của mình hồi tưởng lại chuyện cũ một lúc, sau đó đồng thời tụ tập về mộ thương trai của Minh Lan. Minh Lan thấy hai vị oan gia này cùng ở trong phòng mình thì bị một trận hãi hùng khiếp vía, chỉ có thể nhắm mắt gọi đan quất dâng trà. Trà xanh thường thanh tỏa mùi thơm ngát dễ chịu, pha hai nước liền hiện ra màu xanh biếc đẹp đẽ. Mạc Lan khoác áo khoác xa mỏng bằng lụa xanh màu hồ nước, dạng sáng đầu xuân rất tươi đẹp quyến rũ, chị ta xoay cái chén trà sứ trắng, giữa lông mày có mấy phần buồn rầu, chậm rãi nói: Sớm muộn gì sân của chúng ta cũng dành cho người khác, chỉ không nghĩ lại sớm như vậy, cũng không để lại lâu một chút, đúng là nước lã đổ ra ngoài rồi. Mạc Lan vừa xuất giá, Sơn Nguyệt Cư đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một đứa hầu gái trông giữ quét tước. Từng là nơi đầy tiếng cười nói, bây giờ người đi thì nhà trống. Thực ra đào nhiên quán cũng bắt đầu được dọn dẹp, chẳng qua thời gian chưa lâu. Như Lan vừa thấy Mạc Lan là giống như gà trọi dựng thẳng lông toàn thân chờ khai chiến, nghe vậy lập tức muốn phản kích. Minh Lan vội vã đoạt trước, cười nói chị dâu đã có hai đứa bé rồi anh ba với em tư cũng phải cưới vợ chúng ta thì đều đi lấy chồng nhà này sớm muộn gì cũng phải cho cháu trai cháu gái chúng ta ở trong nhà nhân khẩu đông đúc không phải là chuyện tốt sao mặc lan bình tĩnh nhìn minh lan khẽ cười nói em sáu đúng là càng ngày càng khéo léo chẳng trách có thể gả vào nhà cao cửa rộng mấy chị em trong nhà sợ là em có phúc nhất minh lan lập tức bày sắc mặt đoan chính hôn nhân đại sự em chỉ biết nghe cha mẹ người lớn sắp xếp như Lan che miệng cười khẽ, lập tức nói: đúng vậy, hôn nhân là đại sự, đương nhiên phải nghe lời cha mẹ, sao có thể tự quyết định? Minh Lan không nhịn được liếc chị ta một cái, bà chị này rõ ràng là đã quên mất chồng của mình kiếm được như thế nào. Mặc Lan vẻ mặt vẫn tự nhiên cười nói: hai em nói rất đúng, đúng rồi, em rể năm thi đình đã đạt, không biết dự định làm gì. sắc mặt Như Lan khẽ ửng hồng, khuôn mặt đang thản nhiên lại lộ ra vẻ tân hôn xinh đẹp, khóe mắt, đuôi lông mày đều vui sướng. Minh Lan nghiêng đầu bắt đầu nghĩ lung tung đoán chừng sinh hoạt ích rất hài hòa trước tiên vào hàn lâm viện nhận chỗ sau đó từ từ tìm chức quan cũng không biết tương lai thế nào như lan gò má như thoa son dáng vẻ kiêu ngạo anh rể văn dù không thể bằng anh trường bách được nhận chức thứ cát sĩ nhưng có thể vào trong hàn lâm viện tương lai chức quan chắc cũng không kém ánh mắt mặc lan lấp lóe cười duyên nói chuyện này có gì khó em năm chỉ cần nhờ vả em sáu đừng nói chỉ có tri huyện chi phủ chức quan cao hơn không chừng cũng có thể như lan đổi sắc mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn chị ta. Minh Lan nhanh chóng thu lại suy nghĩ lung tung, khuôn mặt nhỏ đoan trang nghiêm túc nói, chị Tư đừng nói bậy, quản lý lục bộ là đại sự của quốc gia, sao có thể đùa cợt tùy tiện. Chị Tư nói như vậy, để cho người ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng anh rể, à không, cả nhà anh rể đều có chức quan do nhiều vả. Lần này đến lượt mặc Lan đổi sắc mặt, như Lan nâng khăn cười ha hả. Minh Lan thấy cũng đủ rồi, không nên quá đáng với mặc Lan nữa, nhanh chóng chuyển đề tài, ngày kết hôn của chị Năm trong phủ rất náo nhiệt, chị tư không đến được thật đáng tiếc trên mặt mặc lan bỗng có biểu hiện kỳ lạ vui vẻ cùng tức giận xen lẫn sau đó bình tĩnh nói trong nhà có việc dì vạn sinh chị không dễ ra ngoài minh lan còn đang nghĩ ngợi dì vạn này là ai như lan lập tức hỏi thăm vô cùng hào hứng là con trai hay con gái mặc lan mỉm cười hớp một ngụm trà là con gái như lan hô một tiếng trên mặt có vẻ thất vọng minh lan cuối cùng cũng nghĩ xong hóa ra dì vạn này chính là cô xuân khả mặc lan đặt chén trà xuống ung dung thong thả nâng khóe miệng vẻ mặt thân thiết lại đau buồn nói đại phu còn nói bởi vì lúc sinh đẻ không thuận lợi gì vạn sợ là sau này khó có thể sinh nữa đáng tiếc cũng là không có phúc vì sao lại không thuận như lan nghi ngờ hỏi mặc lan khẽ thở dài đại phu nói thai nhi quá lớn mi lan căng thẳng trong lòng nàng ở nhà hay nghe nói mặc lan ở nhà họ lương rất hiền lành đối với xuân khả hỏi han ân cần ngày ngày tặng tổ yến nhân sâm sơn hào hải vị thậm chí bỏ đầu cưới của chính mình ra trợ cấp mọi người đều ca ngợi nhưng mà minh lan nhớ rõ khi xưa gì vậy cũng là vì thai nhi quá lớn lại ăn đồ tính âm hàn khiến sinh non cộng thêm không tìm được bà đỡ đúng lúc mới mất một cái mạng minh lan cúi đầu không muốn nói chuyện nữa như lan không hiểu gì cảm thấy nhàm chán lại tìm được đề tài mới hỏi em sáu dì khang sao lại đến rồi mẹ không phải là đã nói không cho dì ấy đến nhà nữa sao minh lan thở dài nói trình vì chị kết hôn dì khang mượn cơ hội đến cửa em cũng không thấy trực tiếp nhưng nghe nói là ở trong phòng phu nhân vừa khóc vừa nói chuyện một hồi lâu hình như chị nguyên nhi ở nhà họ vương không tốt lắm dù sao thì vẫn là chị em ruột phu nhân cuối cùng cũng mềm lòng nguyên nhi làm sao vậy chị ấy làm sao mà không tốt mặc lan với như lan đặc biệt ăn ý hai bên cùng bắt lấy trọng điểm chăm miệng một lời lập tức liếc mắt nhìn nhau ho hai cái rồi đưa mắt sang minh lan chờ đợi minh lan không nói gì sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói hình như là chị họ nguyên nhi phải nói là chị dâu chứ nhỉ chị ấy cãi nhau với mợ mợ cực kỳ tức giận bán hầu gái ma ma bên người chị bà ngoại cũng giận bắt chị nguyên nhi học lễ nghi phạt chép mấy trăm bản nữ giới còn ngày ngày bắt đứng trước mặt hầu hạ theo quy củ không thành thật thì không cho ăn cơm gì khang nói như vậy như lan liền thoải mái hẳn vẻ mặt đắc thắng nói chị đã bảo mà chị họ nguyên nhi tính tình nóng này làm con dâu mà vẫn kém cỏi vậy mợ làm sao nhìn lọt mắt minh lan than thở người ngoài cũng còn thôi nhưng mà em nghe lão phu nhân nói bà ngoại họ vương tính tình rất công bằng rộng lượng ngay cả bà mà cũng giận sợ là do chị dâu không đúng mặc lan bĩu môi có ý xem thường con mắt hơi chuyển động như vừa nảy ra ý hay thở dài buồn bã nói nguyên hy làm sai còn có cơ hội sửa đổi chỉ tội nghiệp gì của chị nghe nói gì ở thôn trang ăn ngủ không tốt bây giờ chúng ta đều đã lấy chồng gì vẫn chịu phạt không biết lúc nào có thể trở về em sáu bây giờ thân phận em cao quý có thể nói chuyện với lão phu nhân và phu nhân được không nói xong viền mắt lại còn mịt mờ ánh nước như lan cười lạnh khinh bỉ nói chị đã gả đi rồi chuyện nhà mẹ đẻ nên bớt quản đi trước tiên trông coi việc nhà mình cho tốt đi em nghe nói ở nhà họ lương giờ tháng ngày trôi qua cũng không dễ chịu còn có chỉ dụ khiển trách trước kia vẫn tốt cũng không biết trong nhà có tai họa gì toàn bị xui xẻo mặc lan mặt đỏ lên thạnh quá hóa giận châm biếm lại chị không có tiền đồ nhưng dù thế cũng là dựa vào nhà chồng mà sống thật thà cần củ không giống có người lấy đầu cưới nuôi cả nhà chồng, khiến người ngoài còn nói con gái đúng là hàng lỗ vốn. Chị nói cái gì? Tiếng người, em năm ngay không hiểu à. Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài, lần cuối cùng chị em gặp gỡ trước khi nàng lấy chồng, kết thúc là mặc Lan cũng như Lan cụt hứng bỏ về. Tính toán tổn hại sau chiến tranh tổng cộng từ trận hai cái cốc uống trà, ba cái đĩa, khay đựng ấm chén cộng thêm cả đôi khay đựng món tráng miệng cùng kiểu dáng hoa văn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, đan quất vũ ngực, may mà em nhanh chân, từ xa nhìn thấy cô tư với cô năm đến, mang cất ngay bộ đồ uống trà hình hoa hải đường hảo hạng mà lão phu nhân mới cho. Có điều lại khiến tiểu đào sợ hãi. Con bé còn đang ngồi trong phòng nhấp ngụm trà, em liền chạy đến chụp lấy ấm trà với cốc trà của nó. Ha ha, đập vỡ đồ của em rồi. Tiểu đào đừng giận nha. Tiểu đào chậm rãi lau sạch mặt bàn, có chút không nỡ nói. Cái kia, thực ra em dùng cốc trà của chị Minh Lan. Mấy ngày trước khi xuất giá, lão phu nhân gọi quản sự trong các điền trang hồi môn đến để Minh Lan gặp mặt các ngươi đã theo ta không ít năm ta nói với các ngươi trước đừng cậy vào bản thân có lai lịch mà ở trước mặt chủ nhân lên mặt nếu như có gì sai cái sáu phạt các ngươi ta cũng không nể mặt một chút nào hết lão phu nhân vẻ mặt uy nghiêm quát lớn rõ ràng đoàn người quỳ phía dưới trong đó có một lão già mặt chữ điền bước ra vội vã dập đầu lại nói lão phu nhân nói gì vậy kể từ hôm nay tiểu thư đối với chúng tôi là trời trên cao chúng tôi sao dám vô lễ lão phu nhân gật đầu nói ngươi là người hiểu biết nếu ngươi làm việc tốt con bé Minh cũng sẽ không bạc đãi người. Sau đó, lão Thôi gọi hai đứa con trai Thôi Bình, Thôi Han đến dập đầu lại Minh Lan, Minh Lan gật đầu đáp lại. Lão Thôi thực ra cũng không già lắm, chưa đến 50 tuổi, bởi vì quanh năm làm việc dưới ánh mặt trời nên gương mặt ngăm đen, nhăn nheo, rất giỏi làm nông trồng hoa màu. Hai người con trai cũng đều cao lớn khỏe mạnh, một người giúp cha quản lý ruộng đất, một người ở trên núi trồng cây ăn quả. Ngoài ra còn có hai đầy tớ, một tên là Lưu Mãn Quý nhanh nhẹn tháo vát, không cười không nói lời nào, còn lại là kế cường. Lời nói lắp ba lắp bắp, móng tay còn dính ít bùn đất, hỏi lại cẩn thận hóa ra lại là anh trai của Lục Chi. Cha mẹ em mất sớm, anh trai lại thật thà nhiệt tình, thường bị người ta bắt nạt, cái gì nặng nhọc mệt mỏi đều giao cho anh. Làm gì sai thì bắt anh gánh trách nhiệm, nếu không nhờ phòng mama, anh của em không biết còn giữ được mạng không. Lục Chi dầu dĩ không vui nhớ lại chuyện cũ đã 20 năm rồi mà chưa cưới được vợ. Chả trách chị Lục Chi lợi hại như vậy, con bé Thúy Tụ cười nói. Cái gì mà lợi hại, đây gọi là thạo đời tần tang dịu dàng mỉm cười chọc chọc ngón tay vào trán thúy tụ sang bên nhà chồng của tiểu thư không được nói lung tung không chỉ làm mất mặt cô chủ mà còn khiến người ta tưởng họ thịnh chúng ta không có giáo dục thúy tụ ôm chán gật gù lại nói ai đáng tiếc chị yến thảo với chị cửu nhi không thể đi cùng chúng ta ở chung nhiều năm rồi dù sao cũng thấy mất mát nhược mi khẽ cười lạnh nói hai đứa đều có phúc có cha mẹ thương tiếc không cần em bận tâm bích ti yểu điệu che miệng nhỏ cười nói Tử Nhi không cần nói, Lưu Ma Ma vốn đã không định cho em ấy làm hầu gái hồi môn rồi, chẳng qua là để trong viện chúng ta sống thoải mái mấy năm thôi. Còn chị Yến Thảo, ha ha, mẹ chị ta sợ theo cô chủ sang nhà chồng chịu khổ nên từ trước đã đến chỗ phòng Ma Ma xin tự lo việc kết hôn. Ai biết người tính không bằng trời tính, nhà chồng cô chủ giờ so với nhà mẹ đẻ còn mạnh hơn nhiều. Lúc này đổi ý không kịp rồi, cô chủ chúng ta là thế nào, có gì mà không nhìn ra. Đan quất nghe mấy đứa càng nói càng kỳ cục, trầm mặt xuống quát lớn, chuyện chủ nhân chúng ta cũng có thể bình luận. Cô chủ tính tình lương thiện, không muốn chia rẽ ruột thịt nhà người ta, lại nghe nói cha mẹ Yến Thảo đã kiếm được con rể tốt rồi, lúc này mới để Yến Thảo lại, các em nói lung tung cái gì. Vừa rồi em Tần Tăng nói rất đúng, đi theo cô chủ sang đó, ai cũng phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, giữ miệng cho tốt, đừng có giống như phường tam cô lục bà không ra gì nói bậy nói bạ. Tính khí cô chủ các em đều biết, không phải là mềm mỏng dễ lừa gạt đâu. Đan Quất là hầu gái bậc nhất bình thường vẫn quản lý mấy đứa con gái trong viện, tuy là người khoan dung phúc hậu nhưng mấy năm nay cũng dần có phần uy nghiêm hơn. Bích bĩu môi im lặng, Nhược Mi cũng cúi đầu không nói gì. Thúy Tụ tuy còn nhỏ nhưng lại lanh trí thông minh, thấy không khí căng thẳng vội vã chạy qua lôi kéo ống tay áo Đan Quất làm nũng, "Chị gái tốt, em có việc không hiểu, chị nói em nghe đi." Nghe nói hồi trước cô cả lấy chồng cũng chỉ mang đi bốn hầu gái, cô tư cũng chỉ mang bốn người, tại sao cô năm với cô chủ chúng ta mang nhiều người thế? Đan Quất nâng khóe miệng cười với con bé nói, sao có thể giống nhau, cậu rể cả với cậu rể tư đều là nhà có tước, trong phủ có gì là thiếu. Mang nhiều hầu gái qua không ổn, cậu rể năm là nhà đọc sách, trong nhà nhân khẩu đơn giản nên cần đưa thêm mấy người hầu hạ, đến cô chủ chúng ta. Nghe phòng ma ma nói, vị cố tướng quân kia lập môn hộ khác, mới mở phủ không lâu, trong phủ cũng không có tôi tớ đáng tin cậy, thế mới được lợi cho con bé như em cũng có thể đi theo. Tiểu đào đang cúi đầu dồn sức gạm quả đào bỗng ngẩng lên, khóe miệng đầy nước chân chất hỏi nhưng mà em nghe nói hôn lễ của cô chủ vẫn tổ chức ở phủ ninh viên hầu đan quất quay lại cười nói kết hôn là làm ở đó lại ông bà tổ tiên nhận người thân xong sẽ về ở tại phủ tướng quân mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức đều mang sắc mặt vui mừng không có bề trên quản phủ tướng quân chẳng phải là để minh lan làm chủ ngày tháng của bọn họ trôi qua có thể dễ chịu hơn rất nhiều ngày mùng 10 tháng 3, trời vừa tờ mờ sáng phu nhân bạc lão tướng quân đã đến đan quất lập tức dâng lên hai bao lì xì lớn luôn mồm nói cực khổ rồi hầu gái bên cạnh bạc lão phu nhân nhận lại vừa thấy minh lan khóe miệng bạc lão phu nhân lộ ý cười nói đúng là đứa bé có phúc quý phủ thực sự là nhà có phúc con trai con rể đều có tài vương thị đầy mặt vui vẻ cung kính trả lời mấy câu cảm ơn bà chúc phúc minh lan tắm rửa xong được đặt trước gương mặc trang phục theo đúng nghi lễ bạc lão phu nhân tuy lớn tuổi nhưng tay vẫn rất vững vàng giúp minh lan xe lông mặt vừa nhanh lại gọn gàng Minh Lan chưa kịp kêu thảm thiết vài tiếng, trên mặt đã dày đặc hương cao, sau đó giống như bị quét vôi lên vách tường chịu 4 năm tầng phấn trắng, tiếp theo là vẽ lông mày. Minh Lan ngồi rất an phận, cũng không có lấy hứng thú soi gương sau khi xong việc. Đã trải qua đám cưới của ba chị gái, nàng rất rõ ràng, lúc này mình chắc giống viên bột mì quét son. Có điều, anh bảo đúng là hỏa nhãn kim tinh, dưới thuật hóa trang thành thục ngàn người như một thế này mà anh vẫn có thể phân biệt được chị Bảo với em Lâm. Chị Bảo ơi là chị Bảo, Chị đánh phấn trên mặt dày một chút không chừng là có thể lừa gạt qua được đêm động phòng hoa trúc, tốt xấu gì cũng phải cho Bảo Ngọc ngủ đã chứ. Miễn cho một đám học giả x ăn no rừng mỡ mỗi ngày đều ra vẻ học thuật nghiêm túc ngồi suy diễn đề tài bát quái, Bảo Thoa không biết có 30 đêm tân hôn không. Sau quy trình, với Minh Lan thì như một đống hỗn độn, giống như trên đầu bị đè bởi rất nhiều thứ, chỉ cần hơi động một cái là một chàng len keng len keng vang rền, cái cổ lập tức ngắn đi ba tấc. Vừa ăn mấy miếng cháo ngọt táo đỏ tổ yến, một nhóm lớn phụ nữ già, trung niên trẻ ào ào đi và nói chúc phúc minh lan từ đầu đến cuối không cần trả lời chỉ cúi đầu thẹn thùng là được tiểu đào đứng bên cạnh nâng lọ sứ nhỏ bên trong có ít điểm tâm và mấy miếng sâm chuẩn bị sẵn đang quất bận bịu trong non mấy món trên người minh lan hy vọng không rơi món nào cũng không biết qua bao lâu bên ngoài ồn ào huyên náo đội đón dâu đã đến cửa trên người cố đình diệp mặc áo hỉ đỏ thẫm dáng người cao lớn bên trái là uy bắc hầu mới ra lò thẩm tòng hương bên phải là cửu thư con trai trưởng của đại học sĩ vũ anh điện cũng là tân khoa thám hoa, theo phía sau là hai anh em tổng chỉ huy ngự lâm quân Trịnh Tuấn cùng với em rể hoàng hậu Trịnh Kiều. Trường Bách đứng trước cửa, khóe miệng co giật, rất tốt rất tốt, văn võ tân quý, hoàng thân quốc thích toàn bộ có đủ. Theo lệ thường là đến lúc chặn cửa làm khó chú rể. Lương Hàm vừa mới biểu diễn mấy chiêu trường thương tâm đắc, tiểu tướng quân Trịnh Kiêu lập tức sắn tay áo thể hiện anh ta vô cùng ủng hộ dùng hành động thực tế để tiếp thu mấy chiêu này. Anh rể văn hắng giọng ra hai đề mục làm thơ, cưu đam học một biết mười, đối đáp trôi chảy anh rể văn thấy thể hiện tốt liền dừng lại hai tiến sĩ mới trúng tuyển nói chuyện vui vẻ mở miệng chính là nhớ năm đó chúng ta thi đình làm sao làm sao thực ra thi đình vừa mới xong có mấy ngày làm gì mà nhớ đến tận năm đó trường phong thi rớt đứng một bên rất buồn bã anh rể viên biết điều nhất bày ra gương mặt công chính cương trực không đổi nét dịch đến cạnh cửa lén lút mở thanh cài có ám hiệu cố đình diệp sáng mắt hô lên một tiếng các anh em nghe lệnh cao giọng hét lên vọt mạnh vào cửa lớn phủ thịnh vui vẻ thông báo bị thất thủ Trường Bách tổng kết lại thành câu đối, về trên, trong có kẻ phản bội, ý chí chiến đấu không đủ kiên định, về dưới, ở ngoài có cường địch, tâm tư giả hoạt tác phong dũng mãnh. Hoành Phi ghi, xét đánh, trời mưa, mọi người mau thu quần áo đi tắm rồi ngủ. Trường Đông đứng cạnh anh ta thì đang vuốt phẳng bao lì xì vừa được nhét vào tay, bên trong soàn soạt tiếng ngân phiếu uyển chuyển thể hiện anh rể sáu vừa nhậm chức tình cảm rất sâu đậm rất thám thiết. Cậu không nhịn được hỏi, anh cả à, vừa nãy sao anh không giúp chặn cửa? mấy người khác dù không ra hết sức nhưng tốt xấu gì vẫn có ý tứ ai giống như trường bách đứng một bên giả làm thần giữ cửa trường bách vẫn nắm tay chậm rãi nói vì anh đã nhận của anh rể sáu em một bộ tranh ô giang thủy điếu đồ thả câu trên sông a à, trường đông há miệng lắp bắp nói cái này sao anh còn nói mấy anh rể trường bách vẻ mặt nghiêm nghị ân cần dạy dỗ em nhỏ anh đã nhận tranh rồi không nên ngăn cản việc này với việc anh nói bọn họ thì có liên quan gì em đóng à Em phải nhớ kỹ, làm người thì phải phân rõ phải trái đúng sai mới được." Nói xong, vẻ mặt anh ấy rất bình tĩnh quay mình, chậm rãi rời đi, tay áo bồng bềnh, rất có tư thế phong nhã của con cháu Ngụy Tấn năm đó. Hôm nay Thịnh lão phu nhân mặc một bộ áo bối tử mới tinh màu xanh ngọc có hoa văn lục phúc vân sẫm, vẻ mặt trang nghiêm nhìn xuống Cố Đình Diệp đang dập đầu phía dưới, nhận trà của hắn lên, không nói một lời đưa phong bao lì xì, sau đó mắt lạnh đánh giá hắn từ trên xuống dưới. May mà Cố Đình Diệp là người đã gặp vô số chuyện sống chết, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười chống đỡ được. Gặp lại Cố Đình Diệp, Vương Thị phát khổ, tâm tình phức tạp, chỉ ngồi nghiêm trang ở vị trí trưởng bối nói mấy câu khách sáo. Thịnh Hoành bị ép quá, cuối cùng vẫn là thuộc phái hành động, bộ dáng nho nhã nói mấy câu linh tinh cảm thấy rất mừng. Sau đó khóe mắt hiện lên ánh nước mờ mờ, thể hiện hoàn hảo sống động bộ dáng cha hiền không thể phê bình. Chờ cô Cố Đình làm lễ kính trà cho vợ chồng Thịnh Hoành xong, cô dâu đội kính khăn hỉ được bạc lão phu nhân dẫn đi chậm rãi tiến vào chính đường. Cố Đình Diệp mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ khom lưng cùng Minh Lan dập đầu bái biệt vợ chồng Thịnh Hoành. Thịnh Hoành gần như mặt giàn rụa nước mắt, luôn mùm nói, tốt tốt. Từ giờ về sau phải kính trọng yêu thương nhau, sống đến bạc đầu, sinh nhiều con cháu, bằng 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 bằng. Vương Thị cuối cùng cũng nổi lên được một ít tình cảm, hòa nhã nói, con về sau phải cung kính, cẩn thận, nghe theo chồng con, không thể tự ý làm loạn. Bà ta tự thấy mình biểu hiện vậy là khá rồi, bà ta vốn không sở trường nói năng văn vẻ, lần trước như Lan lấy chồng bà chỉ khóc đến tối tăm trời đất, cái gì cũng không nói được. Lúc vái lại từ biệt, lão phu nhân cuối cùng không nhịn được nắm chặt tay Minh Lan, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Minh Lan ở dưới khăn hỉ chỉ có thể nhìn được một góc, không thể biết được vẻ mặt lão phu nhân, cúi đầu chỉ thấy một bàn tay già nua gầy guộc siết chặt bàn tay mũm mĩm của mình, đốt ngón tay còn hơi trắng bệch, nàng bỗng nhiên cảm thấy mũi chua xót, một giọt nước mắt lớn rơi xuống đúng vào chỗ bà cháu nắm tay nhau. Lão phu nhân giống như bị bỏng, vội vã buông tay ra, khó khăn lắm mới khản giọng nói, sau này phải sống tốt ngực minh lan căng lên vô cùng đau xót một câu cũng không nói được chỉ có thể dùng sức gật đầu suýt tí nữa làm rơi cả khăn hỉ minh lan nỗ lực cúi đầu để cho nước mắt rơi thẳng xuống đất tránh làm cho lớp trang điểm bị hỏng không biết được ai dẫn đi chậm rãi ra ngoài đến cửa lớn anh trường bách đang chờ cõng lên kiệu thả màn kiệu xuống kiệu vừa lắc lư minh lan biết là đã lên đường vội vã lấy khăn từ trong tay áo dùng góc khăn cẩn thận thấm khô nước ở khóe mắt kiệu lớn tám người khiêng bên trong rộng rãi trang trí bằng châu ngọc mạ vàng rực rỡ cũng không thấy đu đưa nhiều đi rất vững vàng bên tai minh lan ầm ý tiếng chống nhạc với pháo hỉ tiếng đoàn người trên đường phố vui vẻ bàn tán lúc này minh lan mới cảm thấy da mặt đau bác gái kia nhìn nho nhã yếu ớt nhưng lúc xe lông mặt ra tay cũng thật mạnh mẽ càng nghĩ càng thấy da mặt đau nàng hít một hơi nhịn không được mà nhẹ ôi một tiếng ngoài kiệu tiểu đào thính tai không nhịn được hé một góc kiệu khẽ hỏi cô chủ có phải là đói bụng không em có đồ ăn đây minh lan nhịn không được cười xì ra cái đồ ham ăn này, nàng cách mảnh kiệu khẽ nói Ta không nói Tiểu đào vẫn ân cần nói Cô chủ, cô cũng không cần nhị Minh Lan giận xám mặt, ta không nhị Phong thủy cổ đại nói chung là nan ná nhau Ngoài kinh thành Đông Phú, Tây Quý, Nam Bần, Bắc Tiện Bên trong thành là hoàng thân quốc thích với quyền thần huân quý Nhiều phúc cụ ông họ thịnh mắt sáng Bất động sản nhà họ thịnh rất gần bên trong thành Cách phủ ninh viễn hầu không xa Minh Lan ở trong kiệu khoảng chừng hai bữa cơm Kiệu đã hạ xuống Minh Lan một tay đặt trên cổ tay đan quất, một tay nắm giải lụa đỏ thẫm vừa được nhét vào, u mê đi về phía trước, bước vào cửa phủ Ninh Viễn Hầu. Minh Lan ngay lập tức cảm thấy bên tai liên tục tiếng pháo mừng, trên mặt đất trải thảm hỉ thật dài dẫn vào hỉ đường. Minh Lan chậm rãi đi trên thảm hỉ, mãi đến khi thấy thềm cửa chạm khắc mới biết là đã đến nơi. Sau một lúc, Minh Lan giống như con rối, theo người sướng lễ nghi không ngừng đứng lên quỳ xuống lại, quay mình lại lại, lại xong quay mình lại lại một hồi váng đầu hoa mắt xong mới giống như chó con bị dắt đi, ai mà biết bên trong phòng tân hôn so với bên ngoài còn ồn ào hơn. Minh Lan bị kéo xuống ngồi trên giường cưới, nghe tiếng một đám phụ nữ cười đùa trong phòng. So với Minh Lan đang bối rối, Cố Đình Diệp lại quen cửa quen nẻo từ trong tay ma ma đám cưới nhận lấy cây bằng gỗ muôn nạm bạc quấn lụa đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí nâng khăn hỉ đỏ tươi như lửa lên, đúng là cưới lần thứ hai có khác. Minh Lan chỉ cảm thấy ánh sáng, trên đỉnh đầu có bóng người cao lớn, nhìn về phía Cố Đình Diệp đang đứng đối diện con mắt sâu thẳm tĩnh lặng đặc biệt sâu hơn khi con mắt hẹp dài liếc sang lúc nhìn người giống như có suy nghĩ sâu xa minh lan đặc biệt đỏ mặt kịp thời sau đó cúi đầu e thẹn đúng lúc cố đình diệp không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên trên mắt toàn là ý cười sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh minh lan trong miệng lẩm bẩm gì đó minh lan nghe xong ngờ ngợ nhận ra là làm sao lại tô chất mặt thành thế này minh lan suýt tí nữa muốn mắng bà cô anh khổ cực cả một ngày anh còn dám ghét bỏ ôi thật là một cô dâu xinh xắn, một phụ nhân mặc áo dài bằng gấm đỏ thêu quả lựu cười nói, nữ quyến cả phòng vui vẻ theo, ồn ào trêu gạo. Minh Lan dương mắt nhìn, cả phòng là phụ nhân châu ngọc gấm vóc, mỗi người đều rực rỡ, gấm hương lộng lẫy, nàng nhịn đỏ cả mặt, bôi chát thành cái bộ dáng này mà các chị cũng có thể thấy xinh hay không xinh à? Minh Lan với chú rể bị tung vào một đống các loại đậu phộng, táo hồng táo đỏ gì đó. Minh Lan không dám nhúc nhích chỉ có thể ngồi thành thật, cố định Diệp lại theo phản xạ có điều kiện không nhịn được đỡ mấy cái, gây ra một trận cười đùa. Ai chà em Diệp à, đây là động phòng, không phải tập võ, bản lĩnh của cậu không dùng ở đây được rồi. Vẫn là phụ nhân phúng phính mặc áo theo quả lựu trêu gạo, trong phòng cười phá lên, cố đình Diệp chậm rãi thả tay xuống khẽ mỉm cười, cũng không nói câu nào. Đám nữ quyến cuối cùng vẫn kiêng rẻ thân phận cùng tính khí của cố đình Diệp, không tiện cười đùa quá đáng. Một vị phụ nhân bưng một mâm đồ đến, trên có một ít món tráng miệng, đưa tới bên miệng Minh Lan. Minh Lan biết đây là phong tục, nhắm mắt cắn một miếng nhỏ quả nhiên bên trong là nửa sống nửa chín phụ nhân cười hì hì nói sinh hay không sinh minh lan trong bụng mắng to lại cúi đầu nhỏ giọng nói sinh nữ quyến trong phòng lại cười to một trận phụ nhân đó quay đầu cười nói các vị phu nhân mợ chủ nghe thấy không cô dâu nói là muốn sinh tương lai nhất định là cành lá xum xuê đông con nhiều phúc gò má minh lan nóng đỏ lên phối hợp cười ha ha ngây ngô vài tiếng nỗ lực nhắc nhở bản thân đây là thời đại không có kế hoạch hóa gia đình Bái quan thế âm Bồ Tát không bằng bái heo mẹ giả rẻ mẫu mã đẹp. Cuối cùng là uống rượu hợp cẩn, một khay đựng trà sơn đỏ mạ vàng hình hoa hải đường được bưng lên, bên trên đặt một đôi chén uống rượu nhỏ bằng sứ trắng vân hình chim, dùng một sợi dây đỏ buộc vào. Mi Lan hơi nghiêng người sang, đỏ mặt uống rượu giao bôi cùng Cố Đình Diệp, lúc thân thể sát vào, mí mắt khẽ nâng lên, chỉ thấy đối diện là hàm dưới của nam nhân sạch sẽ anh tuấn, nàng hơi giật mình trong lòng. Tốt xấu gì cũng là hàng hảo hạng, tắt đèn đi, nhắm mắt lại, cũng không phải là không qua được nghi lễ kết thúc cố đình diệp vội vã đi ra ngoài đãi khách trước khi đi ra cửa không nhịn được quay lại nhìn giống như muốn nói gì đó nhìn thấy một phòng đầy nữ quyến lại ngậm miệng đi ra ngoài phụ nhân mập mạp kia vẫn nhịn cười thấy hắn đi ra ngoài mới đến trước mặt minh lan thân thiết nói em dâu hai chị là chị dâu huyên em đừng sợ em đã vào nhà chúng ta sau này sẽ là người một nhà minh lan thấy chị ta cười ôn hòa cũng mỉm cười lại chị dâu huyên Lúc này bỗng nhiên có một phụ nhân đang đứng bên cạnh bàn che miệng cười nói: "Chị dâu Huyên, chị cũng quá nhanh nhẹn rồi, chị dâu chính thức còn chưa nói gì, chị cũng đừng sốt ruột lên tiếng trước." Một phụ nhân khác lập tức nổi hứng thú nói: "Lời này cũng không chính xác, đều nói nóng vội không sinh được con trai, chị dâu Huyên lại có hai đứa con trai rồi, có thể thấy chị dâu là chỉ vội lúc cần vội thôi." Các nữ quyến đồng loạt cười lớn, chị dâu Huyên giả vờ tức giận, tay chống vào eo bĩu môi nói: "Được được, chị đã già rồi." Mấy năm gần đây bị các em nói ra mặt càng ngày càng dày rồi. Sau đó quay đầu chỉ vào một vị phụ nhân khác đang lặng lẽ ngồi ngay ngắn cạnh đèn lồng song hỉ, cười với Minh Lan nói: "Em dâu à, đây mới là chị dâu ruột nhà em." Phụ nhân kia tuổi gần 30, mặt một thân áo dài màu nhung đỏ sẫm vân mây sẫm màu, mặt trái xoan trắng nõn vô cùng mộc mạc, tướng mạo đoan trang thanh tú, khẽ mỉm cười, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày có mấy phần buồn rầu. Cũng không thấy chị ta đeo trang sức phụ kiện gì, chỉ lặng lặng đứng đó, chậm rãi đi về phía mình trong phòng liền yên tĩnh lại không có ai tiếp tục nói cười minh lan biết đây là con dâu trưởng của chi trưởng nhà họ cố vợ của cố đình dục là ninh viễn hầu phu nhân thiệu thị minh lan không dám xuống giường chỉ lập tức quay về phụ nhân kia gật đầu cung kính nói chị dâu cả thiệu phu nhân đi đến nhẹ nhàng nắm tay minh lan minh lan chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc hơi lạnh nghe chị ta chậm rãi nói sau này sẽ là người một nhà việc nhà qua một thời gian sẽ dần quen thuộc ở nhà cũng không nên câu nệ nói rất ít giọng nói bình thản có thêm một chút tịch mịch cùng hờ hững khó nói ra thiệu phu nhân quay lại nói với mọi người chúng ta cũng mau ra ngoài khách đến rất đông là chủ nhà không nên tụ tập cười nói với cô dâu nữ quyến mỉm cười đáp lời chị dâu huyên đi đầu đoàn người nói đuôi nhau ra ngoài thiệu phu nhân lại quay lại nói nhỏ với minh lan chị biết em có người hầu hạ bên cạnh nhưng mà cậu hai trước kia cũng không ở đây người cậu ấy mang đến cũng chưa chắc thích hợp chị có để hai đứa hầu gái ở cửa cho em em cần gì cứ dặn dò hôm nay em cũng mệt mỏi rồi chị đã gọi mang lên ít đồ ăn một lúc sẽ đem lên nói xong khẽ mỉm cười chờ minh lan cảm ơn liền đi cùng ra ngoài minh lan nhìn cửa đóng lại cảm thấy hơi ngạc nhiên ấn tượng về thiệu phu nhân và tần thái phu nhân hoàn toàn không giống nhau một người khách khí hòa ái chu đáo nhưng lại có chút lạnh nhạt làm người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm có thể người khác sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng minh lan lại cảm thấy rất được loại quan tâm có chừng có mực trái lại khiến người ta có cảm giác tự tại mọi người rời khỏi trong phòng chỉ còn lại đan quất tiểu đào cùng với hai đứa hầu nhỏ đan quất nhìn minh lan ngồi thẳng tắp một lúc lâu đã sớm đau lòng thấy người ngoài đã đi hết liền vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi dò cô chủ cô có đói bụng không có muốn uống một ngụm trà không không cần minh lan vỗ cái eo cứng ngắc của mình vô cùng muốn lười biếng nằm dài ra có điều ngại hai đứa hầu không nên để cho họ nhìn thấy liền nói với đan quất tôi muốn rửa mặt chị đi mang ít nước nóng đến đây bức tường trắng như bột vôi này thực sự sắp lấy mạng của nàng Đan quất đáp lời rồi rời đi. Tiểu đào thấy Minh Lan không tự xoa được phía sau của chính mình liền nhẹ nhàng đi qua thay nàng xoa nắn. Tiểu đào rất có năng khiếu xoa bóp, dùng sức không nặng không nhẹ. Minh Lan thoải mái rên rỉ một tiếng trong lòng, nhưng thấy hai hầu gái vẫn đứng ở góc phòng chỉ đành bày ra vẻ mặt trang trọng, mỉm cười hướng họ nói, các em tên là gì. Hai đứa hầu gái giống như vô cùng ngạc nhiên, một người lớn hơn cung kính tiến lên, thưa phu nhân, em tên là Hạ Hà, em kia tên Hạ Trúc, là lão gia dặn dò đến hầu hạ phu nhân. Milan nói cho cùng đã sống 10 năm hủ bại ở nhà họ Thịnh, nhìn một cái đã nhận ra hai đứa hầu này dù nói chuyện cử chỉ cung kính cẩn thận nhưng cũng có mấy phần căng thẳng cứng nhắc, không được tự nhiên, liền biết ngay họ cũng không được trải qua quá trình huấn luyện chính thức quá lâu, đoán là mới được hơn nửa năm đào tạo tạm thời. Nói ra, hầu gái bậc cao bên cạnh người trong gia đình giàu có xa hoa mấy đời hiền hách phần lớn là được bồi dưỡng từ nhỏ, thường trên dưới 10 tuổi đã vào làm người hầu trong nhà, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải học, đồ ăn, cử chỉ, rót trà, trang điểm, trải đầu dọn dẹp tính sổ thậm chí là nói chuyện đãi khách với lễ vật qua lại đều có quy định cụ thể càng không kể những kiến thức mắt thấy tai nghe hàng ngày có câu thà cưới hầu gái của nhà giàu còn hơn cưới con gái nhà nghèo câu này trước đây minh lan còn khịt mũi coi thường nhưng sau khi thấy phòng ma ma nghiêm ngặt cẩn thận chỉ bảo nàng cũng chỉ có thể nói tục ngữ đúng là có đạo lý mà phòng ma ma vẫn còn tiếc nuối nói họ thịnh đã giản lược rất nhiều quy củ rồi nếu như giống như ở phủ dũng nghị hầu hầu gái bên người minh lan phải sàng lọc đi một nửa Câu nói này làm tiểu đào sợ hãi mất ngủ mấy đêm, chỉ sợ bị đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó, cái loại con gái bán mình chôn cha được cậu chủ cứu ở ven đường. Sau đó khóc sống chết cầu xin làm trâu làm ngựa bên người để hầu hạ báo ân, ở trong các gia đình giàu có rất ít có khả năng có. Coi như muốn cứu người cũng phải giao cho ma ma quản sự chậm rãi dạy dỗ, học tập quy củ lễ nghi, từ vòng ngoài từng bước đi lên, muốn một bước nhảy lên làm hầu gái hầu hạ hạ bên người. Không có cửa, người cuối cùng là báo ân hay là đến câu kẻ ngốc người cổ đại trong lòng rất rõ ràng thiếu não chỉ có trên phim truyền hình hiện đại thôi nhìn tình hình hiện tại cố đình diệp hiện không tin tưởng người của phủ ninh viễn hầu chỉ có thể đưa đến người của chính mình nghe nói lúc hoàng đế ban thưởng điền trang dinh thự cũng thưởng không ít nô bộc không biết hai người này là từ đâu đến hạ hà, hà thấy minh lan trước sau không nói khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên nét sợ hãi minh lan nhìn thấy khẽ mỉm cười nói tên thật dễ nghe là ai đặt hạ hà, hà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói là do thường ma ma đặt bởi vì chúng em được chọn vào trong phủ trong ngày mùa hè. Minh Lan âm thầm nhớ tên hai đứa, nghe hai cô bé này ăn nói rõ ràng, thái độ cũng coi như hào phòng, cũng hơi yêu thích. Tiểu Đào không nhịn được phát biểu ý kiến, tên các em rất, à không, hết sức hay. Minh Lan liếc con bé một cái, Tiểu Đào đến giờ vẫn vì tên mình quá thông tục dễ hiểu mà canh cánh trong lòng. Minh Lan tán gẫu một lúc với hai đứa, Đan Quất đã bưng chậu rửa mặt đến, phía sau là hai hầu gái khác, chia nhau cầm bình đựng xà bông thơm cùng khăn mặt. Tiểu Đao lập tức đứng dậy nhận lấy khăn, giặt một cái khăn lớn trước ngực Minh Lan, sau đó từ trong túi theo bên người mình lấy ra một cái lược nhỏ tinh xảo bằng đồi mồi trong mờ chải tóc mai của Minh Lan lên, sau đó nhúng ướt một cái khăn khác ra giúp Minh Lan rửa mặt. Đan Quất thì gỡ xuống 7 8 cái vòng vàng long phượng từ trên tay Minh Lan, xếp lại cẩn thận. Minh Lan hơi cúi đầu, để cho mấy đứa giúp mình rửa mặt rửa tay, đổi hết ba chậu nước mới rửa sạch sẽ phấn trắng trên mặt Minh Lan. Đan Quất lại mở hòm nhỏ ra, lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, ngón tay kem thơm hương hoa chấm đều trên mặt trên cổ và tay minh lan nhẹ nhàng xoa bóp cuối cùng đan quất hầu hạ minh lan đổi thân quần áo mới tinh tiểu đào sửa sang lại mái tóc của minh lan động tác vô cùng trôi chảy thành thục thể hiện hàng ngày vẫn quen làm hạ hà và hạ Trúc khẽ há miệng hai hầu gái do thiệu phu nhân đưa tới nhìn chăm chú một hồi giống như có chút giật mình thầm nghĩ không ngờ một con vợ lẽ nhà quan tứ phẩm ở kinh thành cũng có nề nếp phong thái như vậy trong lòng cũng không dám khinh thường rửa mặt xong cửa lại lần nữa mở ra mấy đứa hầu bà hầu bưng đến mấy món đồ nhắm rượu và tráng miệng thôi ma ma ở phía sau cũng theo vào bày đồ ăn lên bàn phai mấy đứa hầu khác ra ngoài trong phòng chỉ để lại đan quất với tiểu đào hầu hạ bà vẫn ở bên ngoài lo liệu hành trang hòm xiển của minh lan lúc này miễn cưỡng thu xếp xong mới bước vào trong phòng thấy minh lan liền nở nụ cười cô chủ vẫn là cái tính này dù không thích cũng nên giữ son phấn trên mặt cứ phải rửa sạch sẽ mới xong minh lan nhấc đũa sưng mặt lên nói ma ma không biết phấn này rửa mất ba chậu nước đấy thôi ma ma từ ái nhìn minh lan ăn cũng bắt chuyện với tiểu đào và đan quất đang ăn đồ tráng miệng tiểu đào ăn đến phình má hỏi ma ma bên ngoài đều ổn rồi sao tối nay chúng ta ngủ ở đâu thôi ma ma véo mũi tiểu đào nói có ai làm hầu gái như ngươi không lo cho chủ nhân chỉ lo cho chính mình đều tốt rồi cũng không ở mấy ngày hòm xỉng chỉ cần an toàn là được chỉ mở ra mấy cái còn lại đến phủ tướng quân rồi từ từ sắp xếp ma ma vất vả rồi Minh Lan nỗ lực nuốt xuống một miếng nấm bách hoa phủ dung. Đều là Minh Lan làm ma ma mệt mỏi, vốn nên để người hưởng phúc giờ lại kéo quay lại. Thôi ma ma nhấc khăn lên, giống như khi Minh Lan còn nhỏ lau vết bẩn trên khóe miệng cho nàng. Cười nói, cô chủ nói cái gì, nếu không phải do thân thể bà già này không tốt, cô chủ muốn đuổi tôi cũng không đi. Minh Lan mỉm cười tiếp tục cúi xuống ăn, thôi ma ma liếc nhìn nàng một lúc không nhịn được nói, tôi nghe bên ngoài uống rượu vô cùng ẩm ý, đêm nay, cô chủ, cần phải, cẩn thận chút, bây giờ không được, cũng không thể để cậu làm bừa. Thôi mama vất vả chọn lựa từ ngữ, Minh Lan đỏ mặt một lúc. Ăn uống no đủ, Minh Lan chỉ ngồi chậm rãi chờ đợi, tiếc là đang ở nhà họ cố, nếu không thì có thể cùng đan quất với tiểu đào chơi trò địa chủ giết thời gian. Suy nghĩ lung tung một lúc, nến long phượng đỏ thấm trên bàn đã cháy hết một phần ba. Minh Lan nằm nhoài ra đầu giường buồn ngủ, chợt nghe ngoài phòng một trận huyên áo, sau đó có người hô. Cậu hai về phòng. Minh Lan đột nhiên tỉnh táo, giống như tôm nhảy dựng lên, nghĩ một lúc lại vội vã ngồi xuống. Cửa bị mở ra từng lớp, một trận mùi rượu theo vào, hai bà hầu già cực kỳ trắng kiện đỡ cố định diệp đi vào sau đó nhẹ nhẹ đặt ở trên giường. Minh Lan nhịn không nhìn ma men ở bên cạnh, vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói, làm phiền hai vị ma ma, đang quất lấy hai bao lì xì. Đang quất nhét tiền lì xì đã chuẩn bị đủ, hai bà hầu xoa mồ hôi trên trán, ước lượng sức nặng của bao lì xì, có ít nhất 5 lượng bạc, trong lòng vô cùng vui vẻ cung kính xin cáo lui hai bà hầu vừa ra ngoài minh lan liền duỗi chân đặt xuống đất ai biết ma men đang nằm bên cạnh bỗng nhiên tỉnh lại vẻ mặt còn tỉnh táo miệng lầu bầu mấy tên không trọng nghĩa này cố đình diệp người đầy mùi rượu khiến minh lan cau mày hắn thoáng quay đầu nhìn minh lan cố gắng tỉnh táo lại giữa thân thể cao lớn vào thành giường mở đôi mắt hẹp dài cười như không cười nhìn minh lan hơi nhướng mày nói tôi đi tắm rửa trước em cũng thay đổi đi hạ hà, hà hạ trúc đang đứng bên cạnh nghe xong liền đi đến phòng riêng đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng Cố Đình Diệp vung tay đứng lên mà đi, lúc đầu bước chân có hơi lảo đảo, sau đó liền vững vàng. Minh Lan ngơ ngác đứng phía sau, thôi ma ma lập tức tỉnh táo, chỉ huy tiểu đào cùng đan quất hầu hạ Minh Lan gỡ vòng với châm, treo đồ hỉ lên, đổi qua một thân áo lót vải bông mềm mại, sau đó kéo đan quất và tiểu đào vẫn đang chần trừ đi ra ngoài. Minh Lan cắn ngón tay, nhìn giường gấm phủ kín vải hỉ đỏ thẫm vô cùng trướng mắt. Một lúc sau Cố Đình Diệp một mình quay lại, mặt quần áo trong bằng gấm trắng như tuyết, tóc còn hơi ướt thân thể cao lớn ngồi xuống giường, tựa nghiêng nghiêng trên gối, con mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn Minh Lan cũng không nói gì. Minh Lan bị ánh mắt nóng rực nhìn đến cả người bốc khói, họng phát khô. Nàng ho khan hai tiếng, vừa nãy dùng đồ ăn khuya, em, em, em đi xúc miệng, nói xong chạy tóe khói vào trong phòng cách vách. Ở sau tấm bình phong, Minh Lan xúc miệng 5 lần, củng cố tinh thần 18 lần, đọc thuộc lòng mấy lần luật hôn nhân gia đình đoạn liên quan đến nghĩa vụ vợ chồng. Cuối cùng mới anh Dũng, quyết tuyệt, Việc nghĩa chẳng từ nan bước thấp bước cao trở lại phòng ngủ, vừa định bò lên giường đã thấy Cố Đình Diệp đang dựa vào đầu giường ngủ thiếp. Minh Lan thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thư thái một lúc, chân nhỏ để trần đi đến cạnh bàn, tự rót một chén trà uống cạn sạch một hơi chưa thả xuống, ai biết sau lưng truyền tới tiếng nói, "Em rửa mặt xong rồi." Minh Lan suýt chút nữa sặc chết tươi, vội vã đặt chén trà xuống ho khan liên tục, quay đầu nhìn thấy Cố Đình Diệp đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt trầm tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, sắc bén giống như gương sáng nến đỏ long phượng vẫn dạng người rực rỡ chiếu vào con mắt hắn tỏa sáng lung linh minh lan sững sờ vài giây vội vã rót thêm một chén trà bưng đến trước mặt hắn ân cần nói chàng uống nước chàng uống nước cố đình diệp nhìn cổ tay minh lan trắng ngần trơn bóng như ngọc trong miệng phát khô nhận cốc trà cũng uống cạn sạch sau đó đưa trả lại cho minh lan minh lan đặt cốc trà trở lại trên bàn tiếp tục đứng lại đó cố đình diệp cười khẽ ánh mắt ám muội còn chưa thu xếp xong sao minh lan hít sâu một hơi lớn tiếng nói thực ra em có lời muốn nói cùng chàng cố định diệp phất tay một cái không để ý chút nào nói sáng mai nói tiếp giờ nghỉ ngơi đã nói xong liền xuống giường anh ta chân dài bước hai bước đã đến chỗ minh lan tay nắm lấy tay minh lan thực ra có chuyện quan trọng muốn nói với chàng minh lan hơi dãy ruộng sau này hãy nói cánh tay anh nhấc lên minh lan chỉ cảm thấy hai chân nâng lên cả người bị anh ta bế lên nói đúng ra là bị khiêng đi minh lan nhìn xuống thấy mặt đất liền sợ hãi chỉ có thể bám chặt vào anh ta, ngay lập tức bị quăng vào bên trong giường. Cố Đình Diệp kéo chăn ra, giơ tay tháo xuống hai tầng vải the đỏ tươi hoa văn quả lựu bách từ cùng lớp màn trong. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân thể nho nhỏ của Minh Lan lui về góc giường, không nhịn được run cầm cập. Em, 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 nàng bị nói lắp rồi. Hôm nay bận rộn cả ngày, em nhất định là rất mệt rồi, mau nghỉ ngơi. Cố Đình Diệp nắm tay nhỏ của thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhẫn nhụi của nàng, da thịt mềm mại, sơ xuống còn cảm nhận được xương ngón tay mỏng manh. Em không mệt, mặt Minh Lan đỏ lên, ngoan cố nửa ngày rốt cuộc nói được một câu. Không mệt, con mắt hẹp dài của cố đình diệp giống như biến hóa, vậy thì tốt quá. Hắn đột nhiên kéo Minh Lan đến đầu giường, thân mình cao lớn lập tức đè lên, áp từ đầu đến chân, ngón tay trực tiếp thăm dò bên trong xiêm y. Cảm nhận được đều là da thịt mềm mại của thiếu nữ, vòng eo yếu ớt giống như có thể bẻ gãy, vút ve lên phía trên, là hai khối đẫy đà, hương thơm tan vào mũi. Minh Lan run cầm cập, bắp thịt đàn ông cường tráng cứng ngắc, ma sát làm cả thân nàng đều đau, nàng bắt đầu nhức nở, hu, hu em không biết. Không đúng, thực ra nàng hiểu lắm, hu, hu, em chưa từng làm. Cả người nam nhân đã nóng lên, căn bản không nghe thấy nàng nói gì, chỉ không ngừng xoa nắn thân thể nàng. Minh Lan bị xoa nắn đến cong người lên, như người tránh né, chôn đầu vào bên trong gối, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ nức nở nghẹn ngào, lại lộ ra gò má cùng vành tai trong suốt. Cố Đình Diệp đăm đăm nhìn, ma xui quỷ khiến há miệng đến gần cắn một miếng, Minh Lan kêu đau muốn tránh ra lại bị đè chắc ở trên giường. Nam nhân lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến trong miệng nàng, dứt khoát kéo xiêm y thiếu nữ ra, thú nhỏ trắng nõn non nớt sợ muốn hét lên, rồi lại không dám, chỉ có thể thút thít. Nam nhân càng hưng phấn, hôn xuống cổ thiếu nữ một chút, nôn nóng cắn xuống trước ngực nàng, ánh mắt nam nhân đỏ rực. Một đôi đẹp lung linh khéo léo đáng yêu rụt rè nhô lên, hắn há miệng ngậm lấy, không ngừng mút vào. Minh Lan cuối cùng không nhịn được, khóc lóc vươn ra cẳng chân óng ả bóng mượt, dùng sức đạp vào lồng ngực tinh tráng trần trụi của hắn, không ngờ bị bắt lấy. Hắn túm mất cá chân của vợ nhỏ lại, tinh tế yếu ớt giống như sờ một cái là vỡ tan, không thể chờ đợi được kéo một bên chân nàng sang, sau đó cúi người xuống, lần thứ hai đè lên thân thể nàng. Môi hắn tìm lấy cổ với vành tai mềm mại của cô vợ nhỏ, thở hổn hển không ngừng hôn liếm. Minh Lan chỉ cảm thấy một chân mình bị nâng lên, sau đó U Mê bị ma sát hừng hực một lúc, phía dưới một cơn đau sắc bén kéo đến. Milan khóc, lần này là khóc thật, nước nở rơi nước mắt, cắn môi không hô ra tiếng, nỗ lực kiềm chế. Cố Đình Diệp cũng đã nhịn nửa ngày, cảm thấy cô vợ nhỏ hơi thả lỏng, không nhịn được xuất lực đánh lên, vừa hôn miệng nhỏ của nàng, vừa dùng sức vận động. Minh Lan chỉ chôn đầu vào trong gối, nước mắt thấm ướt một bên áo gối, khóc ẩm ý. Hu hu, đừng làm nữa, lần sau làm tiếp, chàng tha em đi, em không được. Minh Lan vẫn biết mình không phải dạng người thực tế, về tư tưởng thì rất mạnh mẽ linh hoạt bình thường trào phúng với đà kích nàng hoàn toàn không có cảm giác có điều thân thể này rất kém cỏi sợ lạnh sợ nóng sợ ngứa còn đặc biệt sợ đau một chút đau đớn nàng cũng khóc đến nước mắt giàn giụa cố đình diệp không thèm dỗ nàng nàng càng trông chế xin tha dáng vẻ càng xinh đẹp quyến rũ thân thể này quả thật là mất hồn hắn không nhịn được nâng mông trắng của nàng dùng sức đè lên phía trên càng phát lực mạnh khiến minh lan cuộn lại thành con tôm nàng cực kỳ tức giận khắp nơi tìm cái để hả giận cũng chỉ sờ thấy da thịt không biết là bả vai hay là cánh tay của người kia mạnh mẽ cắn một cái ai biết phản kích càng kích thích sự mãnh liệt của hắn không ngừng xoa nắn thân thể nàng phía dưới càng chịu tội hơn hai chân bị kéo căng thân thể bùn rùn muốn tê liệt minh lan hết cách chỉ có thể nhắm mắt nghẹn ngào góc giường này giống như chân trời góc bể của nàng lên trời không có cửa xuống đất không có đường chỉ có thể bị đặt dưới thân nam nhân hoàn ái cũng không biết chịu đựng bao lâu minh lan cảm thấy thắt lưng muốn đứt ra rồi Cố Đình Diệp mới thở hồn hình kết thúc. Minh Lan cả người run rẩy, giống như chết rồi, hai người đều ướt mồ hôi, Minh Lan bùn rùn thành bãi bùn nhão, Cố Đình Diệp vẫn ôm chặt Minh Lan. Bảo bối nhỏ, đau không? Hắn hỏi. Minh Lan xấu hổ như trứng tôm hấp, thẹn quá hóa giận muốn cắn hai miếng thịt của anh ta cho hả giận, chỉ giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác. Cố Đình Diệp nhìn dáng vẻ này của nàng, cười khẽ lên, nhẹ nhàng hôn cổ với vai nàng. Minh Lan co quắp không thể động đậy, chỉ có thể mắng to trong bụng, mơ mộng cùng lưu sơn thăng long trưởng đánh cho hắn sưng hết mặt mũi đang vui vẻ a à quy minh lan chợt thấy bên eo nhô lên một cái gì đó cứng đơ nàng lập tức giật mình sợ đến hồn bay phách lạc cũng không biết sức ở đâu ra dùng cả tay lẫn chân chạy trốn khỏi anh ta xoay mình chui vào trong chăn từ đầu đến chân bọc lại ở bên trong run lẩy bẩy cố định diệp thấy nàng bị dọa thành dáng vẻ này vừa tức vừa buồn cười cánh tay cường tráng duỗi ra kéo minh lan lại giống như lột bánh trưng lôi minh lan từ trong chân ra tiếng cười trầm thấp nói sợ cái gì tôi cũng không ăn em hu hu chàng đừng tới nữa tha cho cháu đi chú hai a không phải tướng công phu quân tha cho em đi em sau này cái gì cũng nghe chàng tha cho em đi tha cho em đi minh lan chỉ thiếu quỳ xuống đất cầu xin cố đình diệp không nhịn được cười lớn ôm minh lan hôn rồi lại hôn không ngừng vuốt ve thân thể nàng hắn xem như được mở mang hiểu biết cô bé này khi cần cái gì thì lời hay nào cũng sẽ nói nhưng một khi thoát khỏi nguy hiểm nàng lập tức sẽ chơi xấu trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn hoàn toàn không nhớ rõ trước đấy mình đã hứa hẹn cái gì bảo bối nhỏ ngoan chúng ta ngủ tôi không động vào em nữa nói như vậy nhưng tay vẫn không thành thật sờ sờ đến thấy một đôi nhô lên mềm mại bụng dưới hắn lại tỏa nhiệt lại một hồi xoa nắn làm phiền mới thả lỏng một chút minh lan đương nhiên không chịu tin hắn hai người lôi kéo chăn rằng co một lúc cuối cùng minh lan kiên quyết yêu cầu mỗi người một chân đi ngủ cố đình diệp cười kéo cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng không nhịn được lại tìm đến hôn đôi môi mềm mại xinh đẹp vừa lúc nãy em có chuyện muốn nói cùng tôi phải không cố đình diệp bỗng nhiên nhớ lại không nói nữa minh lan sống dở chết dở không phải em nói là có chuyện quan trọng sao nam nhân mặt mày đầy xuân quên rồi hết phần chín